Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 112. Người nào? Hắc bào thanh niên bỗng nhiên quay người, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía, trong tay hắn trường kiếm cũng không khỏi nắm thật chặt, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hồng hộc, nghênh đón hắc bào thanh niên không có bất luận cái gì lời nói, chỉ có một đạo kiếm quang, cái kia kiếm quang, giống như cực quang, so với hắn xuất thủ tốc độ nhanh hơn, còn muốn tấn mãnh. Hắc bào thanh niên kinh biến thời khắc, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng hướng về một bên thối lui, không thể không nói, hắn lực bộc phát 10 phần kinh người, ở không có thi triển điều kiện tiên quyết còn có thể như thế nhanh chóng. Nhưng mà, hắn tốc độ vẫn như cũ so kiếm quang chậm nửa nhịp, một đầu bả vai trực tiếp bị cái kia kiếm quang nạo xuống tới, máu tươi tại hư không vương vãi xuống. Bất quá, hắc bào thanh niên lại là liền hừ đều không hừ một tiếng, một cái nghiêng người quay cuồng, lập tức xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Chỉ là cánh tay hắn lại bị đạo kia kiếm quang rảo sát, cái gì đều không lưu lại. Ngươi làm sao đến ta sau lưng? Hắc bào thanh niên quay đầu, lại là nhìn thấy tại hắn hậu phương mấy trượng có hơn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hắc bào thân ảnh. Hắc bào thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm rõ ràng ở phía trước a, hơn nữa bản thân vừa mới một kiếm kia đánh lén. Đừng nói một cái không có bất luận cái gì thần thông thủ đoạn thiên thần cảnh, liền là cổ thần cảnh, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc bào thanh niên chỗ nào biết rõ, hắn giết chết chỉ bất quá là Tiêu Phàm linh hồn phân thân mà thôi. Tiêu Phàm linh hồn bản thể mặc dù bị phong cấm lấy, nhưng là quỷ dị là, cái kia linh hồn phân liệt năng lực lại có thể vẫn như cũ sử dụng, chỉ là không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng mà thôi. Tiêu Phàm từ lạc ấn bước thứ nhất thần văn đồ bắt đầu, liền cảm giác có một loại khí tức nguy hiểm tại tới gần, vì đề phòng một phần vạn, hắn tách ra mấy cái linh hồn phân thân cùng bản tôn cùng nhau tàng ở trong bóng tối. Trong đó một bộ linh hồn phân thân một mực lạc ấn thần văn đồ, mà bản tôn có thể cái khác linh hồn phân thân lại là đang tìm kiếm âm thầm khí tức nguy hiểm. Có thể Tiêu Phàm không nghĩ đến, bản thân lạc ấn đệ thất phó thần văn đồ lúc, cái kia không biết nguy hiểm còn không có xuất hiện, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên cái kia một bộ linh hồn phân thân cũng liền buông lỏng cảnh giác, thật không nghĩ đến, dĩ nhiên thật có người ở chỗ này, còn chuẩn bị ám sát hắn. Trước bất kể ta làm sao đến ngươi sau lưng, ta chỉ muốn biết rõ, ngươi vì sao muốn giết ta. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh nhìn xem cái kia áo đen thân ảnh. Nơi này thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái, giết ngươi chẳng lẽ không bình thường sao? Áo đen thân ảnh cười lạnh nói. Có đúng không? Tiêu Phàm biết rõ, áo đen thân ảnh tuyệt đối không phải bởi vì thiên thần bảng tranh đoạt tái muốn giết hắn, mà là mặt khác nguyên nhân, về phần nguyên nhân gì, Tiêu Phàm không rõ ràng, đây chỉ là một loại bản năng trực giác mà thôi. Ngươi muốn như thế nào? Áo đen thân ảnh cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ta thế nhưng là thật vất vả mới gặp gỡ một người đây, đương nhiên là. Giết ngươi, Tiêu Phàm mỉm cười, lập tức sắc mặt lập tức bị sát ý lạnh như băng thay thế. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, giống như đạn pháo một dạng phóng tới hắc bào thanh niên, luận lực bộc phát, Tiêu Phàm có thể không còn bất luận kẻ nào phía dưới. Hắc bào thanh niên mặc dù sớm cũng đã làm xong chạy trốn chuẩn bị, nhìn hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như vậy sát phạt quyết đoán, đây là muốn cùng hắn liều mạng a. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm cũng đã đi tới hắn trước người, trong tay chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Lăng lệ kiếm khí nở rộ, lập tức xuyên thủng hắn thân thể. Không có khả năng, nơi này không thể thi triển thần thông thủ đoạn, người không có khả năng nhanh như vậy. Hắc bào thanh niên kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn vừa mới làm tốt ngạnh kháng Tiêu Phàm chuẩn bị, có thể chỗ nào biết rõ, bản thân căn bản liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Tiêu Phàm tốc độ, quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không cách nào bắt. Tự thân thực lực mới là căn bản. Người tốc độ quá chậm, nắm giữ thần thông thì có ích lợi gì? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Tu La kiếm nhấc lên, hắc bào thanh niên thân thể bỗng nhiên một chia làm hai, hắc bào thanh niên liền kêu thảm đều không kịp gọi ra, liền bỏ mình đạo tiêu, liền linh hồn đều không có chạy ra, chỉ có một khỏa thần cách lơ lửng ở không trung. Đáng tiếc, nơi này không cách nào thi triển chủng ma chi thuật, nếu không mà nói, có thể biết rõ hắn ở trong này làm cái gì. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng. Lập tức hắn vội vàng lấy ra mệnh cách thần tinh cùng tảng đá,
nhưng mệnh cách thần tinh hấp thu thần cách bên trong một sợi vô chủ mệnh nguyên, sau đó đem vô chủ mệnh nguyên dẫn vào hòn đá kia bên trong. Ken két làm vô chủ mệnh nguyên dẫn vào trong viên đá một sát na kia, tảng đá đột nhiên rung rung, phía trên xuất hiện vô số vết rạn, một cái thần bí phù văn phá toái. Ngay sau đó, một vệt sáng bắn vào Tiêu Phàm mi tâm, trong đầu hắn lập tức nhiều hơn rất nhiều tin tức. Minh Hỏa Long Trảo, địa giai thần thông, chính là đại thần thông người mượn nhờ Minh Hỏa Long Giáp sư lĩnh ngộ mà thành, thi triển đến cực hạn, không kém gì địa giai tiên thiên thần thông uy lực. Tiêu Phàm bỏ ra vài cái hô hấp thời gian xem hết Minh Hỏa Long Trảo có quan hệ tin tức cùng tu luyện công pháp, hắn rốt cục minh bạch, tại sao bản thân trước đó dùng hai sợi vô chủ mệnh nguyên không cách nào giải phong cái này thần thông. Linh giai thần thông giải phong cần một sợi vô chủ mệnh nguyên, huyền giai thần thông giải phong thì cần hai sợi, đồng dạng, địa giai thần thông giải phong vô chủ mệnh nguyên, tự nhiên cần ba sợi. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới cái này Minh Hỏa Long Trảo lại là địa giai thần thông. Đây chính là không kém gì Trích Tinh Thủ Thần Thông a. Nếu như có thể đem Minh Hỏa Long Trảo tu luyện thành công, Tiêu Phàm tự tin, nếu như lại gặp gỡ Minh Hỏa Long Giáp Sư Thần Điêu Thú, cho dù bằng chính hắn, cũng có thể một chiến thắng. Nhìn mặt đất thi thể một cái, Tiêu Phàm đánh vung tay lên, Tu La Kiếm bộc phát ra từng đạo kiếm khí, tức khắc đem Hắc Bảo thanh niên thi thể quấy đến vỡ nát. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cũng vô tâm lại đi lạc ấn thần văn. Hắn hay là chuẩn bị trước tu luyện Minh Hỏa Long Trảo, có thần thông nơi tay, bản thân thực lực có thể trên phạm vi lớn tăng lên, an nguy cũng chiếm được cực lớn bảo hộ. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm rất nhanh liền tìm được một chỗ hẻo lánh chi địa, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập thần thông tu luyện bên trong. Cũng đúng lúc này, phế tích chỗ sâu một cái nào đó chỗ cung điện đỉnh, đang đứng một cái kim bào thanh niên, hắn hai tay ôm ngực, áo bào phần phật trong gió. Như đao dường như kiếm con ngươi nhìn chằm chằm mảnh phế tích này chi địa, không biết đang trầm tư cái gì. Tại hắn cách đó không xa, đứng đấy hai cái người khoác kim sắc chiến giáp tu sĩ, hai người một mặt kính sợ nhìn xem kim bào thanh niên, thậm chí ngay cả hô hấp đều không dám quá nặng. Còn không có tìm tới, kim bào thanh niên lạnh lùng phun ra mấy chữ. Thuộc hạ vô năng, tội đáng chết vạn lần. Hai cái kia kim sắc chiến giáp tu sĩ nghe vậy. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nhìn xem kim bào thanh niên. Kẻ vô năng, xác thực đáng chết. Kim bào thanh niên nhàn nhạt phun ra một câu, sắc bén con ngươi giống như đao quang đồng dạng cắt chém hai người kia thân thể. Nhị thiếu chủ tha mạng, hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đầu không muốn sống đồng dạng trên mặt đất đập leng keng rung động. Tha mạng, các ngươi gặp qua ta Vũ Văn Hầu lúc nào bỏ qua cho người nào mệnh. Kim bào thanh niên thần sắc lạnh lùng, tựa như không có bất cứ tia cảm tình nào. Nâng lên bàn tay, hắn lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái chói lọi vòng xoáy chán phóng vô tận kiếm khí, bốn phía hư không thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nộ khiếu thanh âm. Kim bào thanh niên không phải kẻ khác, chính là thập đại thiên tài bài danh đệ thất Vũ Văn Hầu, cũng là thập đại thiên tài đứng đầu Vũ Văn Tiên đệ đệ, hắn thực lực sâu không lường được. Nhị thiếu chủ. Mắt thấy kim bào thanh niên trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc, đột nhiên nơi xa lại truyền tới một đạo vội vàng thanh âm, lập tức một đạo hắc bào thân ảnh tại cách đó không xa quỳ xuống. Vũ Văn Hầu lông mày hơi nhíu, một đạo kiếm quang từ trong mắt hắn bắn ra, cái kia vừa mới tới gần hắc bào thân ảnh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bất quá vẫn là khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói, khởi bẩm nhị thiếu chủ, số 7 chết. Ân, Vũ Văn Hầu trong mắt chán phóng một vòng hàn quang. Chậm rãi thu hồi bàn tay, hai cái kia kim sắc chiến giáp tu sĩ lại là nới lỏng một ngụm, tựa như tại quỷ môn quan dạo qua một vòng. Lâu như vậy đều không tìm tới, nguyên lai là có người nhanh chân đến trước. Vũ Văn Hầu ngữ khí băng lãnh vô cùng, sau đó lạnh lùng nhìn xem ba cái hạ nhân nói, các ngươi đầu tạm thời ghi các nuôi vào các ngươi trên cổ, lấy công chuộc tội. Chớp mắt liền đi qua nửa ngày thời gian, Tiêu Phàm trên người thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm. Đồng thời, hắn cũng rốt cục thành công lĩnh ngộ loại thứ nhất thần thông Minh Hỏa Long Trảo. Tiêu Phàm cảm thụ được bản thân biến hóa, hắn phát hiện, bản thân thần lực hải dĩ nhiên có thể tiêu tán ra một loại cùng Minh Hỏa Long Trảo tương quan thần lực. Hắn rốt cục minh bạch, chỉ có ở trong vô thần đảo tu luyện thần thông, mới có thể phát huy tác dụng, cái khác thần thông đều sẽ phải chịu một loại đặc thù áp chế. Cho dù như thế, hiện tại hắn... Nếu như lại gặp gỡ Minh Hỏa Long Giáp Sư Thần Điêu Thú,
hắn đồng dạng tự tin có thể nhẹ nhõm chém giết. Kỳ thật, Tiêu Phàm trên người còn có mấy khỏa phong ấn thần thông cùng thiên phú thạch đầu, đáng tiếc hắn căn bản không có đầy đủ vô chủ mệnh nguyên đến giải phong. Tất nhiên mới thật vất vả gặp gỡ một cái, giải phong minh hỏa long giáp, muốn giải phong cái khác thần thông cùng thiên phú, cộng lại có thể cần không ít vô chủ mệnh nguyên. Mà một đầu vô chủ mệnh nguyên, cũng đại biểu cho hắn nhất định phải giết một người, cái này cố nhiên rất tàn nhẫn, nhưng nếu như đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, Tiêu Phàm cũng sẽ không nhân từ nương tay. Liền tựa như trước đó cái kia hắc bào thanh niên một dạng, Tiêu Phàm cho dù không giết hắn, hắn cũng đồng dạng muốn đối phó Tiêu Phàm. Muốn đem cái này ngoại vi thần văn toàn bộ lạc ấn xuống tới, trong thời gian ngắn là không thể nào, có lẽ phế tích trung tâm khu vực thần văn càng thêm chân quý đây. Tiêu Phàm nhìn xem phế tích chỗ sâu, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Hắn không có đầy đủ thời gian lưu ở vô thần đảo, hắn đến nơi này thế nhưng là muốn lấy được tiến giai vòng thứ ba tư cách lệnh, cái khác đều chỉ có thể thuận tiện vì đó. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về phế tích chỗ sâu đi đến, muốn đi thăm dò càng thêm huyền ảo thần văn đồ. Nhưng mà, Tiêu Phàm vừa mới đi ra mấy bước, lại cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí tức tại tới gần, một hơi không đến thời gian, không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một cái kim bào thanh niên. Kim bào thanh niên lạnh lẽo quan sát phía dưới, ánh mắt giống như đao một cái cắt tại Tiêu Phàm trên người, giống như tại xem thường một con kiến hôi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thần sắc hơi hơi ngưng trọng nhìn xem kim bào thanh niên, hắn từ đối phương trên người cảm nhận được một loại khiếp người tâm hồn khí tức. Nguy hiểm, đây là Tiêu Phàm cho trước mắt kim bào thanh niên cho đánh giá, hơn nữa rất rõ ràng, cái này kim bào thanh niên chính là vì hắn mà đến. Chẳng lẽ trước đó bị ta giết chết người kia đã bị bọn họ phát hiện? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, đề phòng nhìn xem kim bào thanh niên, giống như đối phương muốn giết hắn, Tiêu Phàm đồng dạng dám đánh với hắn một trận. Là ngươi giết số 7, kim bào thanh niên ngữ khí đạm mạc, giống như tái thẩm tra run rế, hiển nhiên, kim bào thanh niên chính là thập đại thiên tài một trong Vũ Văn Hầu. Không biết cái gì số 7, bất quá người ngược lại là giết một cái. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói, hắn có một khỏa vô địch tâm, há lại sẽ bị người này trấn trụ. Tiểu tử, người xác thực rất ngông cuồng, tin đồn ngươi giết Huyền Bạch Y, nhìn đến cũng không phải giả, bất quá ta cũng phải nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vũ Văn Hầu âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát khí bừng bừng nói. Tiêu Phàm cái kia không nhìn ánh mắt, nhưng hắn trong lòng vô cùng khó chịu, bình thường người nào nhìn thấy hắn, không phải được cung cung kính kính. Mặc dù hắn ở trong thập đại thiên tài chỉ bài danh đệ thất, nhưng chân chính thực lực có thể chưa hẳn chỉ xếp hạng đệ thất. Huống chi, tiến vào vô thần đảo, tất cả mọi người đều không cách nào thi triển thần thông cùng thiên phú, nếu luận mỗi về cảnh giới lời hắn có lẽ được coi trọng Tiêu Phàm, nhưng luận sức lĩnh ngộ phương diện thiên phú, Vũ Văn Hầu hoàn toàn có thể không nhìn Tiêu Phàm. Nhất là ở thần thông phương diện sức lĩnh ngộ, Vũ Văn Hầu tự tin, thập đại thiên tài bên trong, cũng chỉ có Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ có thể so với hắn mạnh nhỏ tí tẹo. À, người biết ta, Tiêu Phàm ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn xem Vũ Văn Hầu, hắn chỉ nghe nói qua thập đại thiên tài danh tự, căn bản liền không biết bọn họ giải cái dạng gì, tự nhiên cũng không thể nhận ra Vũ Văn Hầu đến. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ngươi là ai? Vũ Văn Hầu nghe được lời này, thiếu chút nữa thì không bạo khởi, tiểu tử này cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, dĩ nhiên đang vì bản thân biết hắn mà dương dương tự đắc, mà hắn lại không quen biết bản thân. Ta thế nhưng là thập đại thiên tài Vũ Văn Hầu a, phóng tầm mắt chín phủ 13 tông, có ai chưa nghe nói qua bản thân đại danh? Tiểu tử này dĩ nhiên không quen biết bản thân, mà lại nhìn đi lên một chút cũng không giống làm bộ dáng, nghĩ tới cái này, Vũ Văn Hầu lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Ngươi hãy nghe cho kỹ, giết ngươi người, Vũ Văn Hầu. Vũ Văn Hầu nổi giận, đưa tay vỗ một cái, cuồn cuộn thần lực phun trào, trong hư không bỗng nhiên toát ra một cái to lớn bàn tay, cuồn cuộn uy áp đánh rơi xuống. Vũ Văn Hầu, có vẻ như ở đâu nghe nói qua, Tiêu Phàm lầm bầm lầu bầu, lời này kém chút nhường Vũ Văn Hầu phiền muộn thổ huyết. Mắt thấy cái kia trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên giận vung mà ra, một cái to lớn hỏa diễm long trảo tại hư không ngưng tụ thành hình, chính là địa giai thần thông Minh Hỏa Long Trảo. Minh Hỏa Long Trảo phát ra vô cùng cuồng bạo lực lượng đập xuống,
ẩn ẩn còn có thể nghe được từng đợt tiếng long ngâm, vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Oanh một tiếng bạo hưởng, minh hỏa long chảo cùng cái kia trưởng cương đụng vào nhau, cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Địa giai thần thông, Vũ Văn Hầu hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể thi triển ra địa giai thần thông. Phải biết, hiện tại mới qua 7 ngày thời gian mà thôi, coi như Tiêu Phàm ngày đầu tiên chiếm được địa giai thần thông, sau đó toàn thân tâm lĩnh ngộ cũng chỉ bỏ ra 7 ngày thời gian a. 7 ngày thời gian Cao Diêu có thể đem địa giai thần thông tu luyện thành công, cái này đã xem như cực kỳ biến thái. Nếu như Vũ Văn Hầu biết rõ, Tiêu Phàm tu luyện minh hỏa long chảo, vẻn vẹn mất nửa ngày không đến thời gian, không biết hắn biết làm thế nào cảm tưởng, đoán chừng hắn sẽ không tiếp tục đối bản thân thiên phú vẫn lấy làm kiêu ngạo đi. Giờ khắc này, Vũ Văn Hầu mới chính thức trên ý nghĩa bắt đầu coi trọng Tiêu Phàm, ở lĩnh ngộ lực phương diện, Tiêu Phàm có vẻ như so với hắn cũng không yếu bao nhiêu. Oanh két, bỗng nhiên, Vũ Văn Hầu trưởng cương bị Tiêu Phàm móng vuốt chế trụ, dùng sức một chảo, trưởng cương bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương. Nhưng mà, Tiêu Phàm chảo cương tốc độ không giảm mảy may, lần nữa hướng về Vũ Văn Hầu đánh tới. Vũ Văn Hầu nhìn thấy, đột nhiên không chút do dự một quyền nghênh đón, một cái giống như sư đầu quyền cương quét ngang mà ra, hư không đều dường như nặng chịu không nổi cỗ kia uy áp một dạng. Lại là huyền giai thần thông, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, hắn nguyên bản cho rằng bản thân thiên phú đã coi như là không tệ. Thật không nghĩ đến, Vũ Văn Hầu dĩ nhiên cũng không kém bao nhiêu, hắn không chỉ có chiếm được mấy loại thần thông, mà lại còn tu luyện thành công. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường Vũ Văn Hầu, Vũ Văn Hầu chỉ ít so với hắn tưởng tượng muốn cường đại rất nhiều. Bảo, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, chảo cương tại tới gần Vũ Văn Hầu quyền cương trực tiếp, đột nhiên nổ tung, hung mãnh lực lượng trực tiếp đánh bể Vũ Văn Hầu trưởng cương, đáng sợ năng lượng ba động mãnh liệt mà ra. Vũ Văn Hầu phản ứng cực nhanh, trước tiên muốn lui ra phía sau, thế nhưng năng lượng cương phong lại là đột nhiên tốc độ bạo tăng, bên trong lần nữa toát ra một cái móng vuốt, chụp vào hắn ngực. Vũ Văn Hầu sắc mặt biến hóa, hắn phát hiện, bản thân hay là quá xem thường Tiêu Phàm cái này địa giai thần thông uy lực. Vội vàng thời khắc, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, dùng hết toàn lực một kiếm giận chém mà ra, cùng cái kia móng vuốt đụng vào nhau. Lần này, Vũ Văn Hầu rốt cục chặn lại Tiêu Phàm công kích, cùng lúc đó, hắn thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Không hổ là địa giai thần thông, uy lực này, so trích tinh thủ đều không kém bao nhiêu. Tiêu Phàm 10 phần hài lòng bản thân vừa mới một kích uy lực, tự nhủ. Vũ Văn Hầu bị Tiêu Phàm đẩy lui, trong lòng 10 phần khó chịu, hắn đơn cầm trong tay kiếm, sắc mặt âm trầm nói, có thể đem ta Vũ Văn Hầu bức lui. Quả nhiên có mấy phần thực lực, dạng này giết ngươi liền càng có ý tứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giết ta, Tiêu Phàm nghe vậy, xem thường nhìn xem Vũ Văn Hầu, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Vừa mới hai người giao thủ, hay là hắn Tiêu Phàm chiếm thượng phong đây, hắn thật không biết, Vũ Văn Hầu nơi nào đến tự tin có thể giết hắn. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, tựa như lập tức nhớ tới Vũ Văn Hầu lai lịch. Cười lạnh nói, rốt cục nghĩ tới, ngươi liền là thập đại thiên tài một trong Vũ Văn Hầu. Có vẻ như cũng liền cùng Huyền Bạch Y không sai biệt lắm a, chỉ ngươi dạng này mặt hàng, cũng nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta. Nhị thiếu chủ, cũng đúng lúc này, lần lượt từng bóng người đột nhiên từ tứ phía bát phương truyền đến, ngay sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm bốn phía, toàn bộ đều quỳ một chân dưới đất bên trên, cung kính bái hướng Vũ Văn Hầu. Tiêu Phàm nhíu mày, liếc nhìn chung quanh, lại là phát hiện chung quanh nhiều chín đạo thân ảnh, mỗi người trên thân phát ra đều là thiên thần cảnh đỉnh phong khí tức. Cùng trước cái kia hắc bào nhân một dạng tu vi, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, nhìn về phía Vũ Văn Hầu ánh mắt không khỏi thay đổi liên tục, hắn rốt cục biết rõ Vũ Văn Hầu nơi nào đến khuyến khích. Hắn dĩ nhiên không phải một người, mà là mang theo 9 người tiến nhập vòng thứ 2, không, nói cho đúng là 10 người, chỉ là trước đó hắn giết một người mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, phải biết, tiến vào vòng thứ 2 chỉ có 500 người, mà hiện tại, Vũ Văn Hầu lại có 10 cái cấp dưới cùng đi, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào bình tĩnh đây? Hắn không khỏi thầm than,
Thiên Đô Phủ quả nhiên không hổ là vẻn vẹn yếu tại Thiên Võ Thần Sơn đệ nhất thế lực, dạng này đãi ngộ, đoán chừng cái khác thập đại thiên tài đều không có. Tiêu Phàm có thể không cho rằng Thiên Đô Phủ là vì bảo hộ Vũ Văn Hầu mới cho hắn thập đại cường giả, nhất định là có mưu đồ khác. Chẳng lẽ là Thiên Đô Phủ vì để cho Vũ Văn Hầu thuận lợi tiến giai vòng thứ ba? Tiêu Phàm âm thầm lắc lắc đầu, Thiên Đô Phủ có thể không chỉ có Vũ Văn Hầu một cái này thập đại thiên tài, còn có thập đại thiên tài xếp hạng đệ nhất Vũ Văn Tiên. Lần trước Tiêu Phàm xa xa quan sát qua Vũ Văn Tiên, Vũ Văn Tiên cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, lấy Vũ Văn Tiên thực lực, nghĩ đến vòng thứ ba có thể lấy được càng tốt thành tích. Tất nhiên như thế, cái kia tại sao phái nhiều người như vậy tới bảo vệ Vũ Văn Hầu đây? Tiêu Phàm con mắt chuyển động thời khắc, lập tức nghĩ tới cái gì, trong lòng trầm xuống nói, chẳng lẽ là vì thần văn mà đến? Mảnh phế tích này, đã từng rõ ràng là một cái nào đó siêu cấp đại thế lực vị trí, không biết bởi vì nguyên nhân gì mất chết rồi, nhưng nơi này vô cùng có khả năng lưu lại một chút cái gì, Vũ Văn Hầu liền là hướng về phía cái kia đại thế lực di vật mà đến. Nghĩ thông suốt trong đó liên hệ, Tiêu Phàm trong lòng cũng bốc cháy lên một loại dục vọng cùng dã tâm. Nếu quả thật cùng thần văn có quan hệ, vậy mình nếu là lấy được, chẳng phải là tại thần văn bên trên tạo nghệ cũng cây S3FC lấy được rất lớn tăng lên. Bất quá, muốn lấy được vật kia, đoán chừng liền muốn đắc tội Thiên Đô Phủ, lấy Tiêu Phàm cùng đệ nhất thành hiện tại thực lực, có thể còn không phải Thiên Đô Phủ đối thủ. Giết hắn, không đợi Tiêu Phàm tâm thần lấy lại tinh thần, Vũ Văn Hầu lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên, vừa mới cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn cũng đã cảm nhận được Tiêu Phàm uy hiếp. Nếu như giữ lại Tiêu Phàm, rất có thể đối với hắn tiếp xuống kế hoạch có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ bằng những cái này phế vật, cũng muốn giết ta. Tiêu Phàm sững sờ, buồn cười nhìn xem cái kia 9 cái thiên thần cảnh đỉnh phong, thật sự cho rằng bản thân hiện tại không có học được cái gì thần thông, liền tốt khi dễ sao. Tiểu tử, người dám đắc tội nhị thiếu, nạp mạng đi. Nhị thiếu không giết ngươi, chỉ là sợ ngươi ô uế nhị thiếu tay mà thôi. Danh con, đi chết đi. Cái kia 9 hắc y nhân giận mắng một tiếng, từ tứ phía bát phương hướng về Tiêu Phàm vây giết mà tới. Ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Tiêu Phàm cũng không phải chờ chết người, nhìn thấy 9 người vừa mới động thủ, hắn liền biến mất ở nguyên chỗ, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới trong đó một cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Minh hỏa long chảo, trong lòng một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm lấy tay hóa chảo, cơ hồ điều động toàn thân toàn bộ lực lượng, một móng vuốt hung hăng nổi giận chém mà xuống. Cái kia hắc y nhân không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà còn dám chủ động xuất kích, mà lại còn thi triển ra thần thông lực lượng, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng một quyền thẳng hướng Tiêu Phàm, đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, hắn đồng dạng không sợ tất cả. Phốc, đáng tiếc, hắn vẫn như cũ xem thường Tiêu Phàm thực lực, Tiêu Phàm không có phát huy xuất thần thông lực lượng, hắn đều chưa chắc là đối thủ, huống chi Tiêu Phàm hiện tại toàn lực ứng phó đây. Hắc y nhân còn không kịp phản ứng, thân thể cũng đã nổ tung. Tiêu Phàm nắm lấy cái viên kia thần cách, một cước hung hăng dẫm lên mặt đất, tại hư không lật bổ nhào, lập tức đột nhiên giống như mãnh hổ đồng dạng nhào hướng phía sau một cái hắc y nhân. Đồng dạng một chảo không lưu tình chút nào chém ra, người kia hoàn toàn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên đi mà quay lại, tới một cái 180 độ chuyển hướng. Nếu là trước đó, hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng là vừa mới Tiêu Phàm một chảo giết hắn đồng bạn. Nhưng hắn đối Tiêu Phàm có loại bản năng hoảng sợ. Cũng chính là một sát na này thất thần, đối với bậc này cường giả tới nói, là cực kỳ chí mạng. Tiêu Phàm tốc độ mau dường nào, sắc bén chảo cương từ hắc y nhân trên cổ xẹt qua, một khỏa đầu lâu cao cao quăng ra ngoài, máu tươi càng là phun về phía không trung. Lại một cái hắc y nhân chết, còn lại 7 người kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên đã ngừng lại thân hình, thật sự là Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh. Diệt sát đồng giai giống như cắt cỏ rác một dạng. Bọn họ coi như đi lên, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành Tiêu Phàm dưới vuốt phong hồn, muốn giết chết Tiêu Phàm, cơ hồ là không thể nào sự tình. Các ngươi sợ cái gì, hắn chỉ bất quá học được một loại thần thông mà thôi, vừa mới đã là hắn cực hạn. Lúc này, Vũ Văn Hầu phẫn nộ thanh âm vang lên. Vừa mới Tiêu Phàm bộc phát thực lực lại là cường đại, liền hắn đều bị kinh hãi trong nháy mắt. Nhưng hắn cũng đồng dạng có thể nhìn ra, Tiêu Phàm ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài, nắm giữ thần thông quá ít,
không có khả năng thời gian dài phát huy như thế cường đại lực lượng. Bảy hắc y nhân nhìn nhau, cuối cùng hay là xông tới, bọn họ không dám ngỗ nghịch Vũ Văn Hầu mệnh lệnh. Cùng lắm thì dù sao đều là chết, chết như vậy còn có chút giá trị, nếu như bị Vũ Văn Hầu xử tử, kia không may có thể còn có bọn họ gia tộc. Lần này, bảy hắc y nhân rốt cuộc không dám khinh thường Tiêu Phàm, bọn họ đồng thời từ ba cái phương hướng tới gần, mỗi hai người hoặc là ba người dựa vào cùng một chỗ, không cho Tiêu Phàm đánh lén cơ hội. Đồng thời, trong đó bốn người cách xa nhau chừng 10 trượng cự ly liền bắt đầu công kích, hiển nhiên đều là tu luyện thần thông tu sĩ. Bốn người đồng thời thi triển thần thông thủ đoạn, cho Tiêu Phàm cũng mang đến không nhỏ áp lực, hắn chỉ cảm giác chung quanh hư không đều biến ngưng kết, thân thể không thể động đậy một dạng. Hắn không động được, mau giết hắn. Trong đó một cái tu sĩ nhìn thấy, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cách nhau Tiêu Phàm gần nhất một cái cao gầy hắc y nhân trước tiên kịp phản ứng, thân hình lóe lên, trong tay trường kiếm hung hăng hướng về Tiêu Phàm đầu chém tới. Tiêu Phàm nhục thân mặc dù có thể so với thần binh pháp bảo, nhưng muốn không có bất kỳ phòng bị nào tiếp nhận thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả chính diện công sát, cũng là không thể nào. Lúc này, Tiêu Phàm thần cung bên trong đột nhiên truyền đến một đạo ý niệm, ngay sau đó một vệt sáng từ Tiêu Phàm mi tâm bắn ra, lập tức xông vào cái kia cao gầy hắc y nhân trong đầu. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, cái kia cao gầy hắc y nhân đột nhiên đình chỉ thế công, ngược lại đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, bất quá trên mặt hắn lại lộ ra sợ hãi. Thần tu thiên phú, mặt khác mấy cái hắc y nhân sắc mặt đại biến, bọn họ trong lòng thầm mắng không thôi, người nhà không phải nói hắn chỉ có thể một loại thần thông sao. Hiện tại thậm chí ngay cả linh hồn thiên phú đều có thể thi triển, ngắn như vậy cự ly linh hồn công kích, cũng không phải bọn họ có thể chịu được. Ở đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cao gầy hắc y nhân đột nhiên miệng sùi bọt mép, chớp mắt. Liền mềm đổ vào mặt đất, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Những người này cùng Tiêu Phàm ở giữa thực lực chênh lệch, cách quá xa. Tiêu Phàm thể nội thân thể phồng lên, rốt cục tránh thoát bốn người kia thần thông trói buộc. Trong bàn tay, hắn nắm lấy cái kia cao gầy hắc y nhân thần cách, thả người nhảy lên, lập tức thối lui ra khỏi vòng vây. Nguy hiểm thật, Tiêu Phàm thầm hô khẩu khí, nhìn về phía cái kia bốn cái sẽ thần thông lực lượng tu sĩ tràn đầy vẻ đề phòng. Hắn không biết đó là cái gì thần thông, nhưng lại có thể trói buộc hắn lực lượng, nhưng hắn thời gian ngắn không thể động đậy. Mặc dù thời gian này ngắn đến có thể bỏ qua không tính, nhưng nếu là đối phương xuất thủ đầy đủ nhanh lời, hắn Tiêu Phàm đã chết. Thậm chí, nếu như không có thí thần xuất thủ, Tiêu Phàm cũng không có khả năng giết cái kia cao gầy hắc y nhân, trốn qua một kiếp. Tiêu Phàm linh hồn bản thể mặc dù bị một cỗ kỳ lạ lực lượng áp chế, bất quá Tiêu Phàm thế nhưng là tương đương với nắm giữ hai người linh hồn, thí thần cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên ở thời điểm then chốt, thí thần cũng lại có thể xuất kỳ bất ý diệt đối phương, trợ giúp hắn thoát khốn. Hiện tại, hắn rốt cục lần nữa chiếm được ba cái thần cách, lập tức vội vàng rút ra ba sợi vô chủ mệnh nguyên, ở trong tay hắn, cũng nhiều một mai phát sáng tảng đá. Hiện tại còn nghĩ lĩnh ngộ thần thông cùng thiên phú. Có phải hay không cảm thấy trễ điểm? Vũ Văn Hầu nhìn thấy Tiêu Phàm giờ phút này dĩ nhiên còn tại giải phong tảng đá trung thần thông cùng thiên phú, không khỏi phẫn nộ không thôi. Hắn thân hình lóe lên, cầm trong tay trường kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm, không chuẩn bị tiếp tục cho Tiêu Phàm cơ hội. Muốn học, bất cứ lúc nào đều sẽ không trễ. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, ba sợi vô chủ mệnh nguyên, nhưng hắn lại lần nữa chiếm được một loại địa giai thần thông. Thần thông khẩu quyết toàn bộ đều rõ ràng in vào trong đầu hắn, Tiêu Phàm vội vàng điều động vô tận chiến điển, nhưng thần cung bên trong linh hồn bản thể cùng phân thân bắt đầu lĩnh ngộ lên. Hắn linh hồn bản thể mặc dù mất đi công kích thủ đoạn, nhưng là dùng để lĩnh ngộ công pháp và thần thông, nhưng vẫn là đồng dạng có thể làm được. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng đồng dạng có thể phát huy ra một lòng nhiều dùng lực lượng, nói câu không tốt nghe, Vũ Văn Hầu mặc dù không yếu. Nhưng thật đúng là không đủ tư cách nhường Tiêu Phàm toàn lực ứng phó. Ngươi không chỉ cuồng vọng, còn quá tự cho là đúng. Vũ Văn Hầu khịt mũi coi thường, nếu như thần thông dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, cái kia chẳng phải là nói rõ so với hắn càng thêm thiên tài. Tinh thần kiếm hải, Vũ Văn Hầu nộ khiếu một tiếng, rốt cục không nhịn được tự mình động thủ, trong tay hắn trường kiếm rung động, vô cùng vô tận kiếm khí hiện ra, hóa thành óng ánh khắp nơi mà kinh khủng kiếm khí hải.
lít nha lít nhít kiếm khí rảo sát lấy hư không, liền hư không đều muốn bị xé rách đồng dạng, Vũ Văn Hầu sáu cái thuộc hạ vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng đồng thời bị kiếm khí xuyên thủng thân thể. Sáu người nhanh chóng lùi về phía sau, không dám tham dự Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Hầu chiến đấu, giờ phút này, bọn họ đã đem Tiêu Phàm tăng lên tới cùng Vũ Văn Hầu đánh đồng với nhau vị trí. Muốn đi, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm vung ra, cứng rắn là ở trong tinh thần kiếm hải mở ra một con đường đi ra. Bất quá, trên người hắn cũng nhiều vô số vết kiếm, Vũ Văn Hầu một kích này, tuyệt đối không kém gì địa giai thần thông uy lực, nếu như không phải nhục thân cường hãn, đối kiếm đạo lĩnh ngộ đầy đủ thâm hậu, Tiêu Phàm đoán chừng liền không chỉ thụ thương đơn giản như vậy. Rời đi tinh thần kiếm hải, Tiêu Phàm thân hình không có bất luận cái gì dừng lại, một kiếm thẳng đến Vũ Văn Hầu cấp dưới 6 người. 6 người thần sắc rốt cục thay đổi liên tục, vừa mới Tiêu Phàm chém giết bọn họ 3 người một màn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ dĩ nhiên lại giết hướng bọn họ. Hỗn trướng, người đối thủ là ta. Vũ Văn Hầu không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên đối với hắn thuộc hạ xuất thủ, sát khí bạo tăng. Nếu như là bình thường, hắn ngược lại là không thế nào quan tâm những người này tính mệnh, nhưng cần thiết đồ vật, còn muốn những người này hỗ trợ, bằng vào hắn một người, một tháng có thể làm KDXAX không được nhiệm vụ. Đây cũng là Vũ Văn Hầu sở dĩ xuất thủ nguyên nhân. Bọn họ có thể giết ta, ta liền không thể giết bọn hắn sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn có thể mặc kệ cái này 6 người đi tới nơi này nhiệm vụ là cái gì? Nếu như đã đắc tội Vũ Văn Hầu, hơn nữa giết hắn 3 cái thuộc hạ, vậy liền chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. U Vân Phủ nguy cơ còn chưa có giải quyết, hắn ở vòng thứ nhất thiết kế rất nhiều, cũng không muốn hủy ở trong tay Vũ Văn Hầu, một phần vạn nhường Vũ Văn Hầu sống sót rời đi. Đến lúc đó mang theo Thiên Đô Phủ cao thủ tìm đến U Vân Phủ cùng đệ nhất thành phiền phức, cái này cũng không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Huống hồ, Vũ Văn Hầu nghĩ giết hắn, không phải cũng là sợ hắn Tiêu Phàm bại lộ hắn sự tình sao? Vũ Văn Hầu nghĩ hắn Tiêu Phàm chết, hắn Tiêu Phàm tại sao không thể để cho Vũ Văn Hầu chết đây? Giết, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, đưa tay chính là một kiếm, hư không kiếm khí nộ khiếu, không có quy luật chút nào. Lại phát ra vô cùng tàn nhẫn sát phạt chi khí. Một kiếm này, là Tiêu Phàm tùy ý thi triển kiếm chiêu, cùng nghịch loạn chi kiếm có chút cùng loại, lại không tính là thần thông thủ đoạn, cho nên hắn mới có thể sử dụng, chỉ là phát huy lực lượng không đến nghịch loạn chi kiếm 5 thành uy lực. Bất quá, cũng chính là cái này 5 thành uy lực, đối với cái khác thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả tới nói, lại là cực kỳ chí mạng. Phốc phốc phốc, từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ. Hết sức màu đỏ tươi, yêu diễm, túc sát chi khí tràn ngập hư không, Vũ Văn Hầu lại có 2 cái thuộc hạ bị Tiêu Phàm chém giết. 4 người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ, Tiêu Phàm thừa cơ tới gần, lạnh lẽo sát cơ khóa chặt trong đó 2 người. Nhị thiếu, cứu ta! 2 người kia dọa đến vãi cả linh hồn, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã có rất ít loại này tử vong tới gần cảm giác. Hư không chi thuật, không gian cách đoạn. Vũ Văn Hầu ngửa mặt lên trời nộ khiếu, hắn chẳng biết lúc nào cũng đã thu hồi trường kiếm, hắn bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, đầy trời phù văn lưu chuyển, hướng về 4 phía tràn ngập mà đi. Đột nhiên, quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy phù văn những nơi đi qua, dĩ nhiên biến vô cùng vặn vẹo, phù văn bao phủ phạm vi bên trong đồ vật, tựa như tất cả cái gì cũng trở nên chậm một dạng. Hồng hộc, Tiêu Phàm nở rộ kiếm khí chạm tại hư không. Lại đem hư không cắt ra, không, nói cho đúng là cắt ra một loại thần bí lực lượng. Loại này lực lượng nói không rõ, nói không biết, nhưng Tiêu Phàm lại có thể bắt được, đó là một chút đặc thù hồn văn. Giết, Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, thanh âm bên trong hàm chứa một cỗ cuồng bạo thần lực ba động, hướng về phía trước xông ra, cùng lúc đó, hắn thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, cỗ kia lực lượng tức khắc bị đánh tan không ít. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm kiếm trong tay nhanh chóng đâm vào, trực tiếp chui vào trong đó một cái hắc y nhân mi tâm. Cứu, cứu ta, hắc y nhân trong miệng phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Tiêu Phàm trường kiếm vẩy một cái, hắn thân thể bỗng nhiên nổ tung, máu tươi cùng linh hồn đều bị Tu La kiếm cùng Tiêu Phàm thôn phệ. Lại có thể mở ra một loại địa giai thần thông, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, hắn trước đó chiếm được không ít tảng đá. Nhưng đều cần 3 sợi trở lên vô chủ mệnh nguyên lại có thể mở ra.
Hắn không nghĩ đến, ở trong này dĩ nhiên có thể gặp gỡ nhiều như vậy nghĩ giết hắn người, hắn cũng dứt khoát nhiều giải phong mấy loại địa giai thần thông. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi nếu còn dám động bọn họ, Thiên Đô phủ Thiết Kỵ tất nhiên huyết đạp U Vân phủ. Vũ Văn Hầu triệt để phẫn nộ, Tiêu Phàm 1-2, 2-3 giết hắn người, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Nghe được Vũ Văn Hầu lời nói, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra ngoan tuyệt, cười lạnh nói, chịu ý ngươi, không giết bọn họ, ngươi Thiên Đô phủ liền sẽ buông tha ta. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết gầm thét, vặn vẹo hư không lực lượng trong lúc nhất thời dĩ nhiên trói buộc không được hắn. Sự tình đã tới này, Tiêu Phàm tìm tới cũng đã không quay đầu lại chỗ trống, hiện tại hắn có thể làm, liền là giết Vũ Văn Hầu, việc này tự nhiên không người biết được. Trừ phi có người có thể thay đổi thời không, bắt được nơi này lưu lại hình ảnh. Tiểu tử, ngươi sẽ không ngay cả ta đều muốn giết đi. Vũ Văn Hầu nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm nói. Có gì không dám, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến cuối cùng ba cái kia hắc y nhân trước người, nâng lên trong tay tu la kiếm, một kiếm một cái, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Lập tức hắn nâng lên kiếm trong tay, chỉ Vũ Văn Hầu nói, hiện tại tới phiên ngươi. Hiện tại tới phiên ngươi, Tiêu Phàm băng lãnh thấu xương lời nói, giống như vô số lợi kiếm thẳng hướng Vũ Văn Hầu, Vũ Văn Hầu không khỏi run lập cập, trong mắt lộ ra một tia ý sợ hãi. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, sát khí lại nổi lên, so sánh vừa rồi càng tăng lên, cười gằn nói, muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản sự. Ta sẽ nhường ngươi thấy, Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại. Lần nữa nhấc lên tu la kiếm hướng đi Vũ Văn Hầu. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Hầu bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, phù văn càng ngày càng nhiều, bắt đầu ngưng tụ thành từng đạo thần văn, hư không thần văn chán phóng vô lượng bảo quang, sáng chói lóa mắt. Ở nơi này quang mang chiếu xuống, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân có loại đau nhói cảm giác, thân thể tựa như bị vô tận lợi kiếm xuyên thủng một dạng. Mặc dù trên người không có chảy ra máu tươi, nhưng loại đau khổ này cảm giác lại là cực kỳ chân thực. Hơn nữa, hắn chung quanh không gian áp lực càng lúc càng lớn, liền hắn nhục thân đều ẩn ẩn có loại gánh không được xu thế. Thần Điêu Sư, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Vũ Văn Hầu, hắn không nghĩ đến, Vũ Văn Hầu dĩ nhiên nắm giữ mạnh như thế tuyệt thần văn tạo nghệ, cho dù hắn Tiêu Phàm cũng xa xa không bằng a. Người vậy mà còn biết rõ Thần Điêu Sư. Vũ Văn Hầu cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể nhìn ra bản thân thân phận, cười lạnh khen ngợi một câu, lại nói, người có thể chết ở ta cái này trung giai thần điêu sư trong tay, chết cũng đáng được. Nghiền ép, Vũ Văn Hầu hét lớn một tiếng, thần văn lưu động, tại Tiêu Phàm bốn phía, ẩn ẩn có thể thấy được bốn chắn quang mang tường, không ngừng nghiền ép lấy Tiêu Phàm. Hư không phát ra từng đợt ken két tiếng vang, đây là xương cốt phá toái thanh âm. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, loại này áp lực, tuyệt đối so hai khỏa tinh thần va chạm run giọng đè ép còn muốn khó chịu. Nếu như hắn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, ngược lại là có thể phá vỡ loại này trói buộc chi lực, nhưng là hiện tại, hắn cái khác thần thông thủ đoạn hoàn toàn bị áp chế. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, loại này thần văn thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên có thể cải biến hư không lực lượng. Tiêu Phàm cắn răng. Mi tâm đột nhiên chán phóng một vệt sáng, cực tốc hướng về Vũ Văn Hầu phóng đi, đáng tiếc còn không có tới gần, liền quỷ dị tiêu tán trong hư không. Vô dụng, người linh hồn công kích cố nhiên cường đại, nhưng người liền khóa chặt ta đều bắt không đến, lại như thế nào giết ta? Vũ Văn Hầu khinh thường nói, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nghĩ đến có thể giết Tiêu Phàm, trên mặt hắn lại có loại không hiểu hưng phấn, nếu như không phải Tiêu Phàm giết hắn tất cả thuộc hạ. Hắn biết cảm thấy đây là một kiện 10 phần mỹ diệu sự tình. Tiêu Phàm nổ đom đóm mắt, đồng giai tu sĩ bên trong, hắn còn là lần thứ nhất gặp gỡ như thế đáng sợ đối thủ, dù là thi hoàng tử, bằng vào nhục thân cũng không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ áp lực. Hắn nhục thân đi qua vô số thần tính rèn luyện, cũng đã cường đại đến một cái đáng sợ cấp độ, nhưng là mới khó khăn lắm ngăn trở mà thôi. Cứ tiếp như thế, hắn cũng nhất định sẽ đem ép thành thịt nát. Vô số suy nghĩ từ Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, bằng vào hắn nắm giữ loại kia thần thông minh hỏa quỷ trảo, là không thể nào phá vỡ thần văn trói buộc. Hắn tâm thần dẫn ra trong đầu bạch sắc thạch đầu, nhưng mà giờ phút này,
bạch sắc thạch đầu cũng bất vi sở động, lẳng lặng nằm ở trong thần cung. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, bạch sắc thạch đầu có lẽ có đôi khi có thể thay bản thân giải vây, nhưng là không phải vạn năng. Mọi thứ còn phải dựa vào bản thân. Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Hiện tại hắn duy nhất ỷ vào liền là trong tay Tu La kiếm, thế nhưng là, cái này hư không thần văn chính là hư vô tồn tại bằng vào kiếm trong tay, bản thân có thể phá vỡ sao? Tiêu Phàm tâm thần dẫn ra lấy Tu La kiếm, Tu La kiếm giờ phút này cũng giống như cảm nhận được hắn cái này chủ nhân trong lòng bất khuất, bắt đầu rung động kịch liệt lên. Màu đỏ tươi huyết sắc quang mang nở rộ, lộ ra một cỗ không thể địch nổi sắc bén chi khí. Tiêu Phàm giơ lên cao cao Tu La kiếm, tất cả lực chú ý toàn bộ đều ngưng tụ ở trên Tu La kiếm. Hô hô, Tu La kiếm đột nhiên nộ khiếu lên, vô cùng vô tận kiếm khí mãnh liệt mà ra, khắc nghiệt hư không, kiếm thể cũng đang nhanh chóng biến lớn. Một trượng 3,33m, hai trượng. Cái này quá trình rất chậm, nhưng Tu La kiếm đúng là nhanh chóng biến lớn, bất quá Tiêu Phàm giơ lên cực đại Tu La kiếm, cũng lộ ra cố hết sức. Hắn trên trán gân xanh ngọ nguậy, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, trong con mắt cũng phủ đầy tơ máu. Vương giả chi kiếm, nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm tại biến hóa, Vũ Văn Hầu cũng lộ ra kinh hãi, bất quá sau một lát liền khôi phục bình tĩnh. Lập tức lại lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, đây chỉ là một chuôi còn chưa khai phong vương giả chi kiếm, muốn phá vỡ ta hư không chi thuật, không khác người xin nói mộng. Chưa khai phong sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Hắn nhớ kỹ luyện tâm tử đã từng nói qua, Tu La kiếm cần giải phong, cũng không phải cái gì khai phong. Giải phong cùng khai phong có thể hoàn toàn khác biệt, giải phong là Tu La kiếm lúc đầu liền đạt đến một cái nào đó độ cao, chỉ là dùng đặc biệt phương pháp phong ấn mà thôi. Hơn nữa, Tu La kiếm muốn giải phong, liền cần hắn tự thân đối kiếm đạo cảm ngộ. Mà ra phong, thì là một chuôi kiếm mới, cần đặc biệt phương pháp mới có thể mở phong, triển lộ nó chân chính phong mang. Cả hai khu đừng nhìn dường như không lớn, trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm trong tay Tu La kiếm, trong lúc nhất thời không biết ai nói mới là đúng, Tu La kiếm rốt cuộc là cần giải phong, vẫn là thật cũng không khai phong. Thình thịch, đột nhiên, Tu La kiếm bên trên truyền đến một trận rung động, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn lại là nhìn thấy. Tu La kiếm bên trên dĩ nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, giống như cây SCPA mạng nhện đồng dạng tản ra. Tu La kiếm hủy, Tiêu Phàm nổ đom đóm mắt, hắn sớm đã đem Tu La kiếm luyện thành bản mệnh kiếm, Tu La kiếm bị hao tổn, hắn tự thân cũng người bị trọng thương. Đương nhiên, điểm ấy thương thế đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không phải cái gì, nhưng hắn như thế phẫn nộ là, theo lấy hắn cùng nhau giết xuất chiến hồn đại lục Âu yếm kiếm, dĩ nhiên bể nát. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn sớm đã đem Tu La kiếm trở thành bản thân đồng bạn đồng dạng, hiện tại bị hao tổn, Tiêu Phàm sao có thể không giận. Ha ha, quả nhiên là một chuôi cùn kiếm, liền cái này điểm lực lượng đều tiếp nhận không được, hủy cũng liền hủy. Vũ Văn Hầu càn rỡ cười to, nhìn thấy Tiêu Phàm bị thương, hắn trong lòng không hiểu khai tâm. Bành bành bành, Tu La kiếm bên trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, rốt cục tiếp nhận không được cái kia cường đại áp lực. Bắt đầu nổ tung, vô số mảnh vỡ bay vụt tứ phương. Tiêu Phàm đứng mũi chịu sào, thân thể bị kiếm khí xé rách, máu tươi bay vụt. Ha ha, Tiêu Phàm, chết ở dưới kiếm của mình, loại tư vị này như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm trên tay, Vũ Văn Hầu trên mặt tiếu dung càng hơn. Hắn nghiễm nhiên quên, mảnh này thần văn không gian đã bị hắn cầm giữ, theo lý thuyết, cái kia đầy trời Tu La kiếm mảnh vỡ. Là không thể nào làm bị thương Tiêu Phàm mới đúng. Là ta sai rồi, đột nhiên, Tiêu Phàm mở miệng nói ra, nhìn xem trong tay Tu La kiếm vỡ nát, trên mặt chảy ra vẻ khổ sở. Hiện tại ngươi biết lỗi rồi, đã chậm. Vũ Văn Hầu nghe được Tiêu Phàm lời nói, bóp tay đánh mấy cái thủ ấn, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, hiện tại có thể đi chết. Bỗng nhiên, cỗ kia không gian áp lực lần nữa tăng lớn, Tiêu Phàm thể nội xương cốt bỗng nhiên nổ nát không ít. Máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, Tiêu Phàm lại hoàn toàn không quan tâm, hắn con ngươi nhìn chằm chằm vào an toàn Tu La kiếm mảnh vỡ, tại hắn mi tâm, lại là hiện lên một mai hình kiếm tinh thể. Hình kiếm tinh thể phát ra tử kim sắc quang mang, chí tôn quý khí, chói lọi lóa mắt, hình kiếm tinh thể không phải gì khác, đúng là hắn thần lực chi tinh. Chỉ từ nhìn bề ngoài,
hình kiếm tinh thể cùng tu la kiếm cơ hồ không có cái gì khác nhau. Là ta quá mức ỷ vào ngươi lực lượng, lại quên, ngươi lại như thế nào, cũng chỉ bất quá là một thanh kiếm mà thôi. Tiêu Phàm tự nhủ, nhẹ nhàng vuốt ve trước người tu la kiếm mảnh vỡ, tựa như đang cùng bản thân lão bằng hữu nói chuyện một dạng. Điên rồi, Phú Văn Hầu nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, không khỏi nhíu mày, bất quá trên tay lại không có ngừng tay ý tứ. Cô kia đáng sợ không gian áp lực lần nữa tăng lên mấy phần, nhưng Vũ Văn Hầu kinh ngạc là, Tiêu Phàm bị ép thành thịt nát một màn cũng không có xuất hiện. Tương phản, tại Tiêu Phàm quanh thân, đột nhiên sinh ra vô số kiếm khí dọc theo hắn vần quanh, hội tụ thành một cái to lớn vòng xoáy đem tất cả thần văn đều ngăn cản bên ngoài. Đây là, Vũ Văn Hầu con người co rụt lại, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Chỉ thấy hư không cái kia đầy trời tu la kiếm mảnh vỡ, đột nhiên phát ra sáng chói quang mang, lộ ra vô tận sắc bén chi khí. Mỗi một phiến kiếm thể mảnh vỡ, đều giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, đâm xuyên qua hư không, cả kia thần văn đều giam cầm không được nó, thậm chí cho hắn một loại cảm giác, cái kia vô tận tu la kiếm mảnh vỡ, căn bản không được ở vào cái này không gian một dạng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không nhìn ta hư không chi thuật. Vũ Văn Hầu đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng diêu động. Ở trên vô thần đảo, những người khác đều không cách nào thi triển thần thông lực lượng, nhưng hắn Vũ Văn Hầu lại liền có thể phát huy xuất thần văn lực lượng, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Đừng nói Tiêu Phàm, liền là gặp gỡ Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên, hắn cũng dám một trận chiến. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm dĩ nhiên không lọt vào mắt hắn không gian thần văn, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng đây? Tiêu Phàm tựa như căn bản không có nghe được hắn lời nói đồng dạng, tâm thần đắm chìm trong một loại nào đó huyền diệu trạng thái bên trong. Hắn trước người, hình kiếm thần lực chi tinh chán phóng vô tận ánh sáng quang mang chậm rãi hướng về chung quanh khuếch tán, dĩ nhiên xuyên thấu cái kia không gian thần văn. Ngay sau đó, càng thêm chấn kinh sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia đầy trời tu la kiếm mảnh vỡ, dĩ nhiên bắt đầu nhanh chóng quang hóa. Hóa thành vô tận quang vũ hướng về hình kiếm thần lực chi tinh hội tụ. Một thoáng thời gian, chỉ thấy hình kiếm tinh thể nhanh chóng biến lớn, dĩ nhiên đang từ từ ngưng tụ thành một chuôi mới trường kiếm, nguyên bản từ kim sắc hình kiếm thần lực chi tinh, dĩ nhiên chậm rãi biến thành tử huyết sắc, cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Cái kia vô số tu la kiếm mảnh vỡ, liền tựa như vỡ vụn khải giáp đồng dạng, chậm rãi bao vây lấy hình kiếm thần lực chi tinh. Chết cho ta! Vũ Văn Hầu ngồi không yên, hắn ẩn ẩn cảm giác Tiêu Phàm cho hắn một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm, hiện tại nếu không giết chết Tiêu Phàm, lần sau khả năng liền khó khăn. Thậm chí, hắn đến nơi này kế hoạch, cũng có khả năng thất bại, cuối cùng không thu hoạch được gì. Oanh, hư không thần văn bỗng nhiên nổ tung, đáng sợ không gian phong bạo cuồng quyển bốn phía, Vũ Văn Hầu muốn mượn nhờ cỗ kia bạo tạc lực lượng giết chết Tiêu Phàm. Có thể quỷ dị là... Tiêu Phàm giờ phút này tựa như thân ở một mảnh khác thời không, cơn bão năng lượng liền cũng không đụng tới đến hắn. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Hầu gần như tuyệt vọng, giờ phút này Tiêu Phàm, giống hệt thần minh, căn bản liền giết không chết. Tính ngươi hảo vận, Vũ Văn Hầu khẽ cắn môi, hất lên áo bào, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, sau một lát liền không thấy bóng dáng. Không thể không nói, Vũ Văn Hầu nhạy bén, biết rõ giết không chết Tiêu Phàm. Lưu lại còn có thể đem bản thân lưu ở nơi này, quyết định thật nhanh, trực tiếp liền rời đi. Tiêu Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vũ Văn Hầu rời đi, giờ phút này hắn, cũng hoàn toàn không thể động đậy, coi như muốn giết Vũ Văn Hầu cũng không có khả năng. Nhìn thấy Vũ Văn Hầu rời đi, Tiêu Phàm tâm thần cũng cơ hồ toàn bộ đắm chìm trong hình kiếm thần lực chi tinh bên trên, hắn trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, bản thân khả năng bị người nào tính kế. Ha ha, chủ nhân! Người tưởng tượng rốt cục thật thành công. Lúc này, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm này Tiêu Phàm là lại cực kỳ quen thuộc. Luyện tâm tử, đây là ngươi đang làm trò quỷ. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu, thanh âm kia chính là luyện tâm tháp khí linh, từ khi hắn chủ nhân luyện tâm tử chết rồi, chính hắn cho mình lấy cái tên này. Giờ phút này, luyện tâm tháp bị Tiêu Phàm ném ở trong tiểu thiên địa, Tiêu Phàm mặc dù không thể đem nó lấy ra đến. Nhưng lại có thể cùng nó giao lưu. Mặc kệ chuyện ta, là chủ nhân cùng thần vô tận hai người. Luyện tâm tử nói ra,
một chút cũng không có hổ thẹn ý tứ, trực tiếp đem việc này trách tội đến hai cái người chết trên người. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn mặc dù không tốt đi trách cứ hai cái người chết, nhưng là không thích bị người tính toán, lạnh giọng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm, người biết rõ trên đời này, cường đại nhất là cái gì kiếm sao? Luyện Tâm Tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, phun ra một câu, là có thể không ngừng trưởng thành kiếm. Ta còn coi là ngươi sẽ nói cái gì vương giả chi kiếm đây. Luyện Tâm Tử tựa như hài lòng Tiêu Phàm trả lời, tiếp tục nói, không sai, cường đại nhất kiếm, đúng là có thể không ngừng trưởng thành kiếm, theo lấy tâm cảnh tăng lên, trong lòng kiếm cũng có thể thuế biến. Ngươi có phát hiện không, Tu La kiếm từ đầu đến cuối kỳ thật đều không có bất luận cái gì biến hóa, chân chính biến hóa, chỉ có ngươi đối kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng chính là ngươi trong lòng kiếm đang không ngừng mạnh lên. Tiêu Phàm hồi tưởng bản thân thi triển Tu La kiếm từng màn, hắn kinh ngạc phát hiện, Tu La kiếm xác thực vẫn không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là mỗi lần hắn tâm cảnh biến hóa sau đó, Tu La kiếm cũng biến càng thêm lợi hại. Nếu quả thật như Luyện Tâm Tử nói, cái kia Tu La kiếm há không phải liền là một chuôi phổ thông kiếm. Có thể nếu là một chuôi phổ thông kiếm lời, Tu La kiếm lại làm sao có thể như thế cường đại, cũng theo lấy bản thân tâm cảnh tăng lên mà phát sinh biến hóa đây. Ngươi không cần hoài nghi, Tu La kiếm xác thực bất phàm, hắn là chủ nhân cùng thần vô tận hai người hao phí dài dằng dặc tuế nguyệt luyện chế mà thành, hàm chứa hai người suốt đời cất giấu cùng vô tận tâm huyết, thậm chí, thần vô tận đã từng tự mình dùng bản thân thân thể tế kiếm. Luyện Tâm Tử tựa như nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, giải thích nói. Nghe được lời này, Tiêu Phàm trong lòng khó chịu toàn bộ đều tan thành mây khói, đối thần vô tận chỉ có lòng kính sợ. Chỉ là luyện chế quá trình cuối cùng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cho nên Tu La kiếm cần hấp thu vô tận máu tươi mở ra phong. Những năm gần đây, Tu La kiếm hấp thu máu tươi cũng đã đầy đủ, thiếu khuyết chỉ là một cái phá rồi lại lập cơ hội, hiện tại rốt cục phá. Luyện Tâm Tử lại nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn rốt cục hiểu Tu La kiếm hút máu nguyên nhân, nguyên lai còn có dạng này duyên cớ. Vậy ta thần lực chi tinh, vì sao sẽ biến thành hình kiếm? Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề, trầm giọng hỏi. Ngươi có hay không phát hiện, Tu La kiếm thiếu khuyết cái gì? Luyện Tâm Tử lại hỏi, nhìn thấy Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn lại nói, là kiếm tâm. Kiếm tâm, người nhưng có tâm, đồ vật sao có thể hữu tâm? Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu. Thế gian vạn vật đều có linh, thần kiếm đồng dạng có linh, mới xưng là thần kiếm, nó làm sao có thể sẽ không có tâm đây? Chỉ là ngươi không cảm ứng được mà thôi. Luyện Tâm Tử giận dữ nói. Dừng một chút, hắn lại hít sâu một cái nói, nếu như ta cho ngươi biết, chân chính bảo kiếm, không chỉ có tâm, thậm chí còn có hô hấp, có bản thân tư duy, cùng người không khác, dạng này kiếm, ngươi cũng gặp qua. Ta gặp qua, liền giống như ngươi. Tiêu Phàm mặc dù không tin có dạng này bảo kiếm, nhưng Luyện Tâm Tử cái này khí linh xác thực cùng người không khác. Không phải ta. Ta còn thiếu một chút, có lẽ đời này cũng không cách nào đi đến như vậy cảnh giới. Luyện Tâm Tử thật dài hít khẩu khí. Tiêu Phàm trầm ngâm, bản thân gặp qua như thế kiếm sao? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Luyện Tâm Tử thanh âm lại vang lên, nhưng là, trong tay ngươi kiếm có thể, bởi vì nó hiện tại đã có kiếm tâm, bởi vậy nó hiện tại mới vẻn vẹn chỉ là trưởng thành bắt đầu. Ngươi thần lực chi tinh, liền là Tu La kiếm kiếm tâm. Kiếm tâm bất tử. Thần kiếm bất diệt, kiếm tâm bất tử, thần kiếm bất diệt. Tiêu Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, tựa như chạm tới cái gì, cả người bỗng phát ra một cỗ như có như không kiếm khí. Một sát na này, Tiêu Phàm nghiễm nhiên liền là một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Tiêu Phàm trên người tản mát ra một cỗ chạm phá chư thiên vô thượng kiếm khí, liền thiên địa đều dường như tiếp nhận không được cỗ uy áp này, kém chút bị kiếm khí xoắn nát. Một cỗ túc sát chi khí càng là xông thẳng cửu tiêu. Hóa thành một đạo kiếm mang, cho dù cách nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ ngập trời kiếm khí. Giờ phút này, cũng đã chạy trốn tới thạch phong biên giới Vũ Văn Hầu, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hậu phương, vừa lúc bắt được đạo kia kinh người kiếm khí, toàn thân run một cái. Tiêu Phàm, người hỏng ta kế hoạch, nhất định phải chết. Vũ Văn Hầu trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, sát ý ngập trời. Bất quá! Hắn tự biết không phải Tiêu Phàm đạo kia kiếm khí đối thủ, chỉ có thể âm thầm cắn răng, quay người rời đi. Muốn giết chết Tiêu Phàm,
bằng vào chính hắn hiển nhiên là không đủ, hắn cần tìm càng cường đại giúp đỡ. Tiêu Phàm vị trí, đầy trời quang vũ lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng hội tụ, toàn bộ đều ngưng tụ tại kiếm hình thần lực chi tinh vị trí, kiếm hình thần lực chi tinh nhanh chóng thành hình, sau một lát liền biến thành một chuôi 6 thước trường kiếm. Trường kiếm cả người hiện lên tử huyết sắc, cực kỳ yêu dị, từng đạo kiếm khí từ hắn vị trí nở rộ, tựa như đang đáp lại Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái một dạng. Thật lâu, Tiêu Phàm trên người khí thế lúc này mới chậm rãi biến mất, mặc dù hắn không có trên cảnh giới đột phá, nhưng là Tiêu Phàm lại cảm giác mình linh giác cường đại rất nhiều, thực lực cũng có cực lớn tăng lên. Mở ra bàn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử huyết trường kiếm liền rơi ở trong tay Tiêu Phàm, trường kiếm tới tay, Tiêu Phàm đột nhiên có loại kỳ lạ cảm giác. Loại này cảm giác cực kỳ huyền diệu, liền tựa như tử huyết kiếm vốn chính là chính hắn thân thể một bộ phận, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc biệt bị tách ra mà thôi. Hiện tại hắn, mới cảm giác là một cái chỉnh thể. Tâm chỉ nơi nào, kiếm hướng nơi đó. Tiêu Phàm, cảm giác như thế nào? Luyện tâm tử có chút kích động thanh âm tiếp tục vang lên. Cảm giác là không sai, bất quá. Tiêu Phàm gật gật đầu, sắc mặt như xương, nói, ngươi còn không có cho ta giải thích, tại sao ta thần lực chi tinh là kiếm hình? Cái này rất trọng yếu sao? Luyện tâm tử tức khắc lộ ra đại nghĩa lẫm nhiên nói, từ ngươi lấy được tu la kiếm bắt đầu, ngươi liền là cô đọng kiếm tâm hồng lô, thần lực chi tinh vốn liền là vô hình, ngươi trong lòng suy nghĩ chính là tu la kiếm, một cách tự nhiên liền biến thành kiếm hình thần lực chi tinh. Có đúng không? Tiêu Phàm vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ. Đúng rồi, ngươi hiện tại không phải thiên thần cảnh đỉnh phong sao, tại sao còn không đem thần lực chi tinh dung nhập mệnh cách bên trong? Luyện tâm tử cũng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cái này rất trọng yếu sao? Tiêu Phàm có chút tâm hư đạo. Hắn không có mệnh cách sự tình, có thể cho tới bây giờ không nghĩ tới nói cho người nào, đây là hắn ngoại trừ bạch sắc thạch đầu bên ngoài, bí mật lớn nhất. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, luyện tâm tử ZTXQC cũng không thể làm gì, nói cho Tiêu Phàm có thể mượn nhờ tâm luyện cổ kinh cô đọng tu la kiếm sau đó. Lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu liền cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, sắc bén con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, linh hồn chi lực lặng yên phóng thích mà ra, lại liền không có phát hiện Vũ Văn Hầu tung tích. Chạy cũng nhanh, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Lần này, hắn thật đúng là được cảm kích Vũ Văn Hầu, nếu không mà nói, còn không biết ngày tháng năm nào, mới có thể để cho Tu La Kiếm chân chính khai phong. Nhìn xem trong tay Tu La Kiếm, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, hắn tựa như có thể cảm nhận được Tu La Kiếm mỗi một cái hô hấp đồng dạng, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Không biết luyện tâm tử nói, ta gặp qua chuôi kiếm này là cái nào một chuôi đây? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, đáng tiếc luyện tâm tử liền một câu mang qua, cũng không nguyện ý nhiều lời. Tiêu Phàm biết rõ, lấy luyện tâm tử tính tình, coi như bản thân bức bách hắn, hắn cũng khẳng định sẽ không nói. Nếu không lúc trước hắn đã sớm nói cho bản thân Tu La Kiếm sự tình. Dựa theo luyện tâm tử lại nói, đây là thời điểm chưa tới, nói ra ngược lại sẽ không tốt. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm tiếp tục trong phế tích lạc ấn thần văn, tại kiến thức đến Vũ Văn Hầu tại thần văn bên trên tạo nghệ sau đó, Tiêu Phàm cũng đối thần văn hứng thú. Những năm này, hắn không có hoa quá nhiều thời gian đắm chìm trong hồn văn cùng thần văn phía trên. Một mực chỉ là một bộ linh hồn phân thân đang lĩnh ngộ mà thôi, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến trung giai thần điêu sư cảnh giới. Muốn lĩnh ngộ cao giai thần thông, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không thể nào làm được, nhưng những cái này thần văn đối Tiêu Phàm tới nói, lại là 10 phần trọng yếu. Tiếp xuống một ngày thời gian, Tiêu Phàm cơ hồ đem phế tích bên trong tất cả thần văn đều đóng dấu ở trong đầu, nhưng Tiêu Phàm kinh dị là, từ khi Tu La Kiếm khai phong sau đó, hắn phát hiện, bản thân linh hồn chi lực biến cứng cáp hơn. Trước đó liền nhìn đều không dám nhìn thần văn, bây giờ dĩ nhiên có thể rõ ràng lạc ấn trong đầu, hơn nữa ở lạc ấn những cái kia thần văn đổ sau đó, Tiêu Phàm cảm giác mình linh hồn cũng biến mạnh không ít. Răng rác, một tiếng vang giòn, đây là cành cây khô bị đạp gãy thanh âm, Tiêu Phàm không khỏi cúi đầu nhìn một chút, hơn một ngày thời gian đến, hắn còn là lần thứ nhất nghe được thanh âm này. Đây là... Tiêu Phàm hơi có vẻ nghi hoặc nhìn xem dưới chân, nơi đó an tĩnh nằm một chút mục nát khô mộc. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cây gỗ, tự nhiên không cách nào hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý,
hắn sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì cây gỗ phía trên lại có một chút đường vân. Không, nói cho đúng là thần văn, nơi này vì sao sẽ tồn tại có thần văn khô mộc đây? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, Lơ Đễnh tiếp tục tiến lên. Bất quá đi ra mấy bước, hắn lại không nhịn được quay đầu nhìn một cái, cũng chính là cái nhìn này, nhưng Tiêu Phàm phát hiện 10 phần kỳ dị sự tình. Cách nhất định cự ly nhìn về phía những cái kia khô mộc, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này lại là một đầu thần điêu thú bộ dáng, chỉ là đi qua vô số tuế nguyệt, thần điêu thú mục nát mà thôi. Nơi này làm sao sẽ có mục nát thần điêu thú đây? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, một ngày này nhiều thời gian đến nay, hắn còn là lần thứ nhất gặp gỡ mục nát thần điêu thú. Mang theo một tia nghi hoặc, Tiêu Phàm tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà, Tiêu Phàm không đi ra mấy bước, lại bị phía trước mặt đất hấp dẫn. Cự ly Tiêu Phàm mấy trượng có hơn, đâu đâu cũng có mục nát thần điêu thú bộ dáng khô mộc, bọn chúng không biết đi qua dài hơn tuế nguyệt, cũng đã hoàn toàn phong hóa. Tiêu Phàm muốn nhìn ra những cái này thần điêu thú quy luật, đáng tiếc nhường hắn thất vọng là, tất cả thần điêu thú ngổn ngang lộn xộn nằm phế tích bên trong. Bất quá cũng có một điểm giống nhau, kia chính là thần điêu thú đầu, đều hướng về một cái phương hướng. Nơi đó có cái gì? Tiêu Phàm trong lòng kinh nghi, hắn là một cái am hiểu phát hiện người, trước mắt chỗ kỳ lạ lập tức hấp dẫn hắn lực chú ý. Đồng thời, Tiêu Phàm trong đầu bạch sắc thạch đầu càng là lóe ra hừng hực quang mang, liền tựa như một vòng tiểu thái dương một dạng. Tiêu Phàm cũng đã không biết bao lâu không nhìn thấy bạch sắc thạch đầu chớp lóe, cái này tảng đá vụn ánh mắt hiện tại càng ngày càng cao, đồng dạng đồ vật, nó căn bản là lười nhác phát sáng nhắc nhở Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng biết rõ, bạch sắc thạch đầu phát sáng, nhất định lại khó lường đồ vật tại hắn cách đó không xa nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm nhanh chóng tìm kiếm lên, lấy bạch sắc thạch đầu phát niệu tính, chỉ cần bản thân tới gần vật kia, nó quang mang lại càng sáng chói. Dạng này hắn cũng liền sẽ không đi nhầm phương hướng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại bước chân, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn vị trí địa phương, chính là một cái chu vi khoảng 10 dặm hố to, cũng là Tiêu Phàm một ngày này nhiều thời gian bên trong gặp qua hố to nhất. Qua qua lại lại dọc theo hố to vòng vo vài vòng, Tiêu Phàm trong lòng cũng đã hoàn toàn khẳng định, hắn tìm kiếm đồ vật ngay tại phía dưới. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm không có bất kỳ do dự nào. Lấy ra tu la kiếm chính là một kiếm hướng về mặt đất chém đi, sau một khắc, nhưng Tiêu Phàm hít một hơi lạnh là, mặt đất lại bị hắn cắt ra một đạo số trượng dài liệt phùng. Cái này cũng quá sắc bén a, Tiêu Phàm sợ hãi than nói. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên run lẩy bẩy, hắn vị trí hố to, càng là bắt đầu chậm rãi hướng chìm xuống, ngay sau đó, một đạo hà quang từ hắn vị trí trùng thiên mà lên, thẳng vào cửu tiêu. Không tốt. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, một bên nhanh chóng thối lui, một bên nhìn chằm chằm hố to bên trong. Tiêu Phàm rung động nhìn xem cái kia chói lọi lóa mắt hà quang, cái này có thể so sánh hắn kiếm khí còn óng ánh hơn, đoán chừng mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm bên trong sinh linh đều có thể cảm ứng được, thậm chí nhìn thấy. Kể từ đó, cái kia tham gia thiên thần bảng vòng thứ hai đại tái người khẳng định cũng sẽ nhìn thấy. Dị tượng như thế, nói không chừng sẽ có rất nhiều người chạy đến nơi đây nhìn qua đến tột cùng. Hắn biết rõ, Vũ Văn Hầu tìm khả năng liền là vật này, hơn nữa rất có thể cùng thần văn có quan hệ. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm sắc mặt không quá đẹp mắt, sớm biết rõ liền không nên lỗ mãng hành sự, nhất định là vừa mới một kiếm kia chạm đến một ít cơ quan. Nhưng mà, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Làm đạo thứ nhất hà quang trùng thiên mà lên thời khắc, ngay sau đó lại có vô số hà quang đi theo thẳng vào cửu tiêu, lập tức ở không trung giống như pháo bông nở rộ tại cả tòa hòn đảo. Từ trong hư vô nhìn lại, cái kia đầy trời hà quang che khuất cả tòa vô thần đảo, giống như một gốc hoa thụ ở hư không nở rộ. Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia muôn hồng nghìn tía hà quang, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, lần này, đoán chừng tất cả mọi người đều có thể phát hiện nơi này. Giờ phút này, một tòa cự ly thạch phong không xa sơn phong phía trên, Vũ Văn Hầu nhìn lại nơi xa thạch phong, con người hơi hơi co rụt lại, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vô trần thiên cung rốt cuộc phải xuất thế. Cao hứng mấy hơi thở thời gian, Vũ Văn Hầu lại đột nhiên biến âm trầm vô cùng, dị tượng như thế, đoán chừng vô thần đảo thượng nhân đều thấy được, tốt ở trong này là man hoang cấm khu, hẳn là cũng không bao nhiêu người đến,
chủ yếu muốn phòng hay là những người kia? Vũ Văn Hầu trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, sau một lát, Vũ Văn Hầu khẽ cắn môi lấy ra một khối ngọc phù nói, Vũ Văn Tiên, ta Vũ Văn Hầu cuối cùng còn lại yêu cầu ngươi một lần. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Hầu bỗng nhiên bóp nát trong tay ngọc phù, một cỗ trong cõi u minh dẫn dắt lực lượng bắn về phía hư không. Vũ Văn Hầu không có rời đi, mà là đứng ở nguyên địa lẳng lặng nhìn chăm chú lên thạch phong vị trí hình ảnh. Lần này Zozo bốn hắn vốn chính là vì cái gọi là vô trần thiên cung truyền thừa mà đến, lại làm sao có thể dễ dàng như thế rời đi. Hắn trong lòng vô cùng khó chịu là, bản thân tìm 7 ngày thời gian cũng không tìm tới vô trần thiên cung chân chính vị trí, Tiêu Phàm vẻn vẹn mất mấy cái canh giờ thời gian liền tìm được. Ta nhất định muốn lấy được vô trần bí điển. Vũ Văn Hầu hai tay nắm tay, ngón tay giáp thiếu chút nữa thì lõm vào lòng bàn tay, muốn chảy ra huyết lai. Đồng thời, man hoang cấm khu bên ngoài, đại bộ phận người đều thấy được man hoang cấm khu bên trong dị tượng, toàn bộ đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía man hoang cấm khu vị trí phương hướng, rất nhiều người nội tâm cũng đã bắt đầu dục dịch. Ở man hoang cấm khu thông hướng vô thần đảo trung ương chỗ giao giới, đang có mấy đạo thân ảnh tề tụ, ánh mắt phức tạp nhìn về chân trời. Âm linh tử, nơi đó là man hoang cấm khu vị trí phương hướng A. Tiêu Phàm liền là tiến nhập phiến kia khu vực. Hỏa Kỳ nhíu mày một cái nói. Không sai, âm linh tử nhẹ gật đầu. Ngươi nói Tiêu Phàm sẽ chết ở cái kia man hoang cấm khu bên trong. Nếu như không ai tiến vào man hoang cấm khu mà nói, vậy cái này dị tượng lại là chuyện gì xảy ra? Hỏa Kỳ trầm giọng nói. Hắn ý tứ rất đơn giản, đã ngươi nói những người khác không dám tiến vào, hiện tại Tiêu Phàm tiến nhập trong đó, chẳng phải là nói rõ cái này dị tượng rất có thể là Tiêu Phàm lấy ra. Âm linh tử cũng có chút không xác định, trầm tư lúc này mới nói, dù sao chúng ta cũng chuẩn bị tiến vào man hoang cấm khu tìm kiếm Tiêu Phàm thi thể, hiện tại xuất hiện dị tượng bực này, chúng ta vừa vặn đục nước béo cò. Hỏa Kỳ có chút do dự, hắn cố nhiên muốn lấy được Tiêu Phàm trên người tinh vẫn cổ hỏa, nhưng là hắn cũng rõ ràng man hoang cấm khu mức độ nguy hiểm. Trong này cổ thú thế nhưng là hung mãnh dị thường, liền cổ thần cảnh đều chưa hẳn là đối thủ, hắn nếu là gặp được. Trên cơ bản chỉ có đảo vong phần. Ngươi sẽ không muốn rút lui à? Âm linh tử cười lạnh nhìn xem Hỏa Kỳ, chúng ta trợ giúp ngươi chiếm được mấy loại thần thông thủ đoạn, ngươi nếu lùi bước, ta ngược lại không quan trọng, nhưng Huyền Thiên Kiếm Tông có thể hay không bỏ qua ngươi, vậy liền khó mà nói. Âm linh tử trong lời nói lộ ra nồng đậm ý uy hiếp, lời này vừa nói ra, mặt khác mấy người quả nhiên sắc mặt khó coi nhìn về phía Hỏa Kỳ, Hỏa Kỳ không khỏi nhíu mày. Ta Hỏa Kỳ như thế nào lùi bước? Hỏa Kỳ hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói, ngược lại là ngươi âm linh tử, ta nghe nói ngươi thế nhưng là cùng thi hoàng tử đi rất gần, hiện tại lại cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người đi cùng một chỗ, nếu như bị thi hoàng tử nhìn thấy. Nói còn chưa dứt lời, âm linh tử băng lãnh sát khí tản ra, tựa như chỉ cần Hỏa Kỳ nói tiếp, hắn liền muốn cùng Hỏa Kỳ liều mạng một dạng. Hỏa Kỳ không sợ, chỉ là khẽ cười một tiếng. Không còn để ý tới. Âm linh tử chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng hắn trong lòng sát ý lại là mãnh liệt vô cùng, hắn không biết Hỏa Kỳ là như thế nào biết rõ bản thân cùng thi hoàng tử sự tình, nhưng đây đối với hắn tới nói là cực lớn uy hiếp. Nếu để cho thi hoàng tử biết rõ hắn ý nghĩ, hắn hạ chàng đoán chừng sẽ rất thê thảm, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Mỗi lần nhớ tới thi hoàng tử cùng hắn bàn giao tạm thời không muốn cùng Tiêu Phàm là địch, âm linh tử liền 10 phần khó chịu, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến phản bội. Nếu như có thể bắt được Huyền Thiên Kiếm Tông lần này cái phao cứu mạng, có lẽ bản thân có thể thoát ly thi hoàng tử cũng nói không chừng. Hai vị không muốn tiếp tục cãi vã, chúng ta cộng đồng địch nhân là Tiêu Phàm, giết hắn, liền cái gì đều dễ nói. Lúc này, một cái khác người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử khuyên giải nói. Hỏa Kỳ cùng âm linh tử liếc nhau một cái. Cuối cùng đều thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía man hoang cấm khu chỗ sâu. À, cái kia không phải Vũ Văn Tiên sao? Đột nhiên, Huyền Thiên Kiếm Tông một cái tu sĩ cả kinh kêu lên. Hỏa Kỳ cùng âm linh tử mấy người cũng nhìn thấy một đạo bóng trắng ở hư không lướt qua, tốc độ cực nhanh vô cùng, bọn họ lờ mờ chỉ bắt được một đạo tàn ảnh. Nhưng là, bọn họ toàn bộ đều có thể xác định, đó chính là thập đại thiên tài bảng xếp hạng đệ nhất thiên tài. Vũ Văn Tiên có thể phi hành, cái kia người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử kinh ngạc không thôi, ở chỗ này,
bọn họ liền thân pháp chiến kỹ đều thi triển không ra. Vũ Văn Tiên ngược lại tốt, dĩ nhiên có thể đạp không mà đi, chủ yếu nhất là, Vũ Văn Tiên cũng dám ở man hoang cấm khu hoành hành không sợ, cái này không những là tự tin thể hiện, đồng dạng cũng là thực lực chứng minh. Hỏa Kỳ cùng Âm Linh Tử đám người, lúc này mới minh bạch mình cùng thập đại thiên tài ở giữa chênh lệch. Đi, Âm Linh Tử quyết định thật nhanh, không chút do dự hướng về man hoang cấm khu phương hướng chạy đi. Ở hắn nhìn đến, Vũ Văn Tiên như thế không muốn sống hoành sông man hoang cấm khu, khẳng định không phải không nhìn man hoang cấm khu, mà là hắn nhất định phải lập tức chạy tới cấm khu bên trong, nơi đó vô cùng có khả năng có Vũ Văn Tiên cần đồ vật. Âm Linh Tử mặc dù không dám hy vọng xa vời cùng Vũ Văn Tiên tranh đoạt, nhưng Vũ Văn Tiên ăn thịt, nếu như bọn hắn có thể hút chút nước cũng khẳng định không tệ a. Hỏa Kỳ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ cũng tốt không do dự đi theo, tựa như sợ đã chậm một bước, liền bỏ qua cái gì một dạng. Không chỉ đám bọn hắn, man hoang cấm khu chung quanh còn có rất nhiều cái khác tu sĩ, cũng lặng yên không một tiếng động bước vào man hoang cấm khu, bình thường phía này cấm địa nguy hiểm, bây giờ lại bị tất cả mọi người không nhìn. Tất cả những thứ này, chỉ bởi vì cái kia sáng chói lóa mắt dị tượng. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Tại đầy đủ lợi ích trước mặt, dù là đánh bạc tính mạng mình, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia đầy trời hà quang, trong lòng liền biết rõ muốn chuyện xấu, nhưng hắn cũng mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở những người khác không có đến trước đó lấy được Vũ Văn Hầu tìm kiếm đồ vật. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, trong khu phế tích kia ngoại trừ hà quang bên ngoài, lại là cái gì đều không có. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía chân trời, lại là kinh dị phát hiện, cái kia đầy trời hà quang chẳng biết lúc nào cũng đã bắt đầu biến hóa, biến thành từng đạo ảo diệu thần văn, ở hư không lưu chuyển. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ lớn nguy hiểm thời cơ, nhưng hắn có loại tê cả da đầu cảm giác, nghĩ đều không nghĩ, Tiêu Phàm nhấc chân chạy. Tiêu Phàm vừa mới chạy ra mấy bước, hắn vị trí mặt đất liền run lẩy bẩy, cũng may Tiêu Phàm nhục thân đầy đủ cường đại, hắn bước đi như bay, mấy hơi thời gian liền chạy ra khỏi phiến kia chấn động khu vực. Oanh, một tiếng chiến minh, nhưng Tiêu Phàm hít một hơi lạnh là, hắn trước đó chỗ đứng phiến kia phế tích, đột nhiên sụp đổ xuống dưới, vô số nát thạch hóa thành bột mịn. Một cỗ hư không ba động lấy phế tích kia dập dờn mà ra, hủy diệt tính cơn bão năng lượng quét ngang tứ phương, mấy tòa núi nhỏ đều lập tức sụp đổ, hóa thành bột rúc sa mịn. Tiêu Phàm cũng đồng dạng bị một cỗ đáng sợ lực lượng đánh bay, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bay ngược quá trình bên trong, hắn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên phiến kia phế tích khu vực, sau một lát, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên rung rung. Lại là nhìn thấy phiến kia phế tích bên trong, đột nhiên có một quái vật khổng lồ chính đang chậm rãi dâng lên, không trung phía trên vô tận thần văn, ngưng tụ thành từng đầu thần liên. Tựa như tại nắm kéo cái kia quái vật khổng lồ một dạng. Cái kia sáng chói ánh mắt đâm vào mắt người đều không mở ra được, Tiêu Phàm muốn vận chuyển đồng thuật, lại là phát hiện nơi này là vô thần đảo, liền đồng thuật cũng không có khả năng thi triển. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm thân thể đập trên mặt đất, trượt ra mấy chục trượng mới ổn định thân hình, hắn thân thể thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau, lại chạy vội ra mấy trăm trượng. Tiêu Phàm trong lòng có chút may mắn. May mắn bản thân trốn được tương đối nhanh, nếu là ở cái kia phiến phế tích bên trong, đoán chừng liền không chỉ thụ chút thương thế này. Thật lâu, phế tích kia bên trong quang mang rốt cục hòa hoãn xuống tới, Tiêu Phàm đứng ở một tòa rách nát cung điện phía trên, ngắm nhìn nơi xa. Cung điện, Tiêu Phàm rốt cục thấy rõ ràng phế tích kia bên trong là vật gì, cái kia lại là một mảnh rộng lớn dãy cung điện, bao phủ chu vi hơn 10 dặm. Cả tòa cung điện bị thần liên huyền không. Cả người như bạch ngọc, óng ánh trong suốt, không dính vào một tia bụi bặm, thần thánh đến cực điểm, cho người có loại quỷ bái cảm giác. Vô Trần Cung, Tiêu Phàm vị trí địa phương, vừa lúc là tòa này cung điện chính diện, hắn vận chuyển thị lực, tức khắc thấy được cung điện phía trên tạo hình ba cái huyền diệu cổ lão kiểu chữ. Sau đó hắn nhanh chóng ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm liên quan tới Vô Trần Cung ghi chép, đáng tiếc nhường hắn thất vọng là... Tu la truyền thừa bên trong liền đôi câu vài lời đều không có. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lần nữa đánh giá tòa này thần bí Vô Trần Cung,
rất nhanh hắn ánh mắt liền rơi vào tại Vô Trần Cung vách tường cùng trụ cột phía trên phù điêu phía trên. Những cái kia phù điêu, có đủ loại cổ quái kỳ lạ thú tộc, phát ra uy mãnh khí tức, cũng có đủ loại kiểu dáng bức họa, giống hệt hàm chứa một cái thế giới khác. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng rung động, hắn gặp qua hồn điêu vô số, nhưng không có một cái có thể cùng những cái này phù điêu so sánh, phải biết, những cái này vẫn chỉ là trang trí điêu khắc. Nếu như là những cái kia cố ý điêu khắc đi ra tinh phẩm, hoặc là dùng để chiến đấu thần điêu, không biết sẽ tinh diệu đến cái gì cấp độ. Nghĩ đến ngoại giới những cái kia thần điêu thú, Tiêu Phàm đối cái này Vô Trần Cung đột nhiên nổi lòng tôn kính, có thể điêu khắc ra nhiều như vậy cường đại thần điêu, vô số tuế nguyệt không diệt, đủ để chứng minh cái này Vô Trần Cung cường đại. Chỉ là Tiêu Phàm không biết là, như thế cường đại Vô Trần Cung, lại vì sao sẽ bị hủy diệt đây? Quét bốn phía một cái, Tiêu Phàm phát hiện vẫn như cũ không có người đuổi ở đây, hắn đột nhiên bước xa như bay, cực tốc hướng về Vô Trần Cung phóng đi. Tại tới gần Vô Trần Cung thời khắc, Tiêu Phàm bàn chân dẫm một cái, cả người bỗng nhiên đạp không mà lên, cực tốc hướng về huyền không Vô Trần Cung lao đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn mặc dù không thể ngự không phi hành, nhưng cường đại nhục thân, đầy đủ nhường hắn bay lên trời, nếu là những người khác, đoán chừng muốn đạp vào Vô Trần Cung đều rất khó. Tiêu Phàm rơi vào Vô Trần Cung phía trước ngọc thạch bậc thang bên trên, một cỗ to lớn áp lực đột nhiên bao phủ hắn. Cho dù lấy Tiêu Phàm nhục thân cường độ, cũng cảm giác có chút hốt hoảng. Bang, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vô Trần Cung đại điện cánh cửa lúc, cửa điện đột nhiên mở ra, ngay sau đó hai cỗ đáng sợ khí tức tập trung vào hắn. Tiêu Phàm cau mày, con người nhìn chằm chằm cửa điện bên trong, ngay sau đó một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại giống như kinh lôi đồng dạng chấn ở trong lòng người. Lúc này, hai tôn dài hơn một trượng, cao 2 mét cự thú xuất hiện ở trong mắt Tiêu Phàm, trong đó một đầu liếc mắt một cái liền nhận ra hắn lai lịch, đúng là hắn vừa mới giáng lâm Vô Thần Đảo giết chết Minh Hỏa Long Giáp Sư. Chỉ bất quá trước mắt Minh Hỏa Long Giáp Sư, có vẻ như so với hắn giết chết đầu kia còn muốn cường đại một chút. Mà bên kia, lại là cả người đen kịt, toàn thân mọc ra một chút bạch sắc đường vân, kỳ diện mục đích dữ tợn phun ra mấy cái răng nanh, phát ra một cỗ huyết tinh chi khí. Phệ Thiên Huyền Hổ, Tiêu Phàm tìm tòi một cái, lập tức tìm được một cái tên, trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh. Cái này Phệ Thiên Huyền Hổ, cũng đồng dạng là thần thú bảng xếp hạng bên trên thần thú, thậm chí so Minh Hỏa Long Giáp Sư đều muốn gần phía trước một chút, cả hai nếu là liên thủ, cho dù hiện tại Tiêu Phàm, cũng chưa hẳn có thể giết chết bọn họ. Chủ yếu nhất là, coi như bản thân có thể tiến vào Vô Trần Cung bên trong. Người nào biết rõ bên trong có phải hay không còn có cái khác thần thú đây? Tiêu Phàm không phải nghĩ lùi bước, chỉ là nếu như hắn thiên tân vạn khổ chiến thắng hai đầu này thần thú, đến lúc đó những người khác chạy tới, chẳng phải tiện nghi những người khác sao? Trầm tư thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn thấy đạo bạch ảnh từ hư không lướt qua, sau một lát liền rơi vào Vô Trần Cung cách đó không xa, đó là một cái bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên phong thần như ngọc, không nhiễm bụi bặm. Đôi mắt thâm thúy như hãn hải, nội uẩn vô tận tinh thần. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy hắn thời khắc, hắn cũng nhìn thấy Tiêu Phàm, bốn mắt tương đối, ai cũng không nhường ai đồng dạng, xa xa đối chọi tương đối. Vũ Văn Tiên, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn không nghĩ đến, Vũ Văn Tiên dĩ nhiên có thể đạp không mà đi, hơn nữa không kiêng nể gì như thế, đây tuyệt đối là một cái khó gặm xương cốt. Vũ Văn Tiên thân làm thập đại thiên tài đứng đầu. Hắn thực lực tự nhiên không yếu, đoán chừng sớm đã đạt đến công tham tạo hóa cảnh giới, tùy thời đều có thể đột phá cổ thần cảnh. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi liền là giết chết Huyền Bạch Y Tiêu Phàm. Vũ Văn Tiên không có bất cứ tia cảm tình nào nói ra câu nói, tựa như hắn nghe nói qua Tiêu Phàm, liền là Tiêu Phàm hẳn là cảm thấy vinh hạnh sự tình. Tiêu Phàm không có để ý tới Vũ Văn Tiên, mà là nhìn về phía sau lưng hai cái kia đầu thần thú, sư hổ canh giữ cửa ngõ. Muốn vượt qua, quả thật có chút phiền phức. Tiêu Phàm, người giết ta Thiên Đô phủ người, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy một bộ kim sắc chiến bào Vũ Văn Hầu lần nữa xuất hiện. Tiêu Phàm quay đầu cổ quái nhìn Vũ Văn Hầu một cái, trên mặt đều là khinh bỉ. Cái gì gọi là lần này chạy chỗ nào, nói xong như ta chạy qua một dạng, trước đó là ngươi bản thân chạy trốn được rồi.
Chán ghét nhìn Vũ Văn Hầu một cái, Tiêu Phàm liền lần nữa thu hồi ánh mắt, tựa như nhìn nhiều hắn một cái, đều có chút ộ uế bản thân con mắt một dạng. Vũ Văn Hầu kém chút phổi đều lừa gạt, nguyên bản hắn là cho rằng Vũ Văn Tiên ở chỗ này, không nghĩ quá mức mất đi mặt mũi, thậm chí cho Tiêu Phàm một hạ mã uy. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm không nhìn thẳng hắn, nhất là cái kia khinh bỉ ánh mắt, kém chút không nhường Vũ Văn Hầu tức ngất đi. Vũ Văn Tiên, giết hắn cho ta, ta nhất định muốn lấy được Vô Trần Thiên Cung đồ vật. Vũ Văn Hầu cưỡng ép nhìn xuống trong lòng lửa giận, nhìn về phía Vũ Văn Tiên nói. Bị Vũ Văn Hầu như thế trách mắng, Vũ Văn Tiên vẻn vẹn nhíu mày, cũng không có nổi giận, cuối cùng vẫn như cũ nhẹ gật đầu, tựa như giết chết Tiêu Phàm chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, nơi nào có mấy đạo thân ảnh từ trong rừng xuyên đi ra, ánh mắt hướng về Vũ Văn Tiên vị trí trông lại. Long Phi Vũ, Vũ Văn Hầu kinh ngạc nhìn xem người tới, hắn lúc này mới phát hiện, sự tình có vẻ như vượt quá hắn dự liệu. Một bộ áo bào trắng, một đầu tóc bạc Long Phi Vũ mang theo chính mình người chậm rãi đi tới gần, hướng về phía Vũ Văn Tiên nhẹ gật đầu. Một màn này, nhường Vũ Văn Hầu nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra nhe răng trợn mắt. Long Phi Vũ dĩ nhiên chỉ cùng Vũ Văn Tiên chào hỏi, mà hắn Vũ Văn Hầu, lại là liền con mắt đều không nhìn một chút, cái này khiến Vũ Văn Hầu trong lòng như thế nào dễ chịu. Phi Vũ huynh ngược lại là đến rất nhanh, Vũ Văn Tiên cười nhạt một tiếng, tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua băng lãnh quang mang. Ta chỉ là cách tương đối gần mà thôi, không bằng Vũ Văn huynh ngự không phi hành nhanh. Long Phi Vũ khẽ cười một tiếng, còn có một câu hắn không nói, kia chính là, người bay tốc độ có vẻ như cũng nhanh không có bao nhiêu. Vũ Văn Tiên giả bộ như không biết Long Phi Vũ lời nói bên trong ý tứ, ánh mắt lần nữa rơi vào Long Phi Vũ bên cạnh một người mặc tử sắc váy ngắn, lộ ra thon dài chân ngọc nữ tử trên người. Tím Yên muội muội mấy năm không gặp, lại là càng ngày càng dáng vẻ thướt tha mềm mại, uyển chuyển khả nhân. Vũ Văn Tiên trên mặt lộ ra mê ly tiếu dung, nhìn qua liền tựa như nhà bên đại ca ca một dạng. Vũ Văn ca ca nói đùa, chúng ta mấy tháng này thế nhưng là gặp nhiều lần đây. Long Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp nói, tựa như không muốn cùng Vũ Văn Tiên bấu víu quan hệ. Vũ Văn Tiên ra vẻ kinh ngạc nói, Tím Yên muội muội nói không sai, nhìn ta trí nhớ này, càng ngày càng không còn dùng được. Vũ Văn ca ca thế nhưng là thập đại thiên tài đứng đầu, làm sao có thể không còn dùng được đây, ta xem Vũ Văn ca ca đối lần này thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh là tình thế bắt buộc a. Long Tử Yên cũng không yếu thế, trên mặt một mực mặt mang theo tiếu dung. Vũ Văn Hầu nhìn thấy bọn họ đánh lấy lời nói sắc bén, trong lòng mười phần khó chịu, oán trách nhìn Vũ Văn Tiên một cái. Hiện tại còn không động thủ, qua một lúc người càng ngày càng nhiều, đến lúc đó muốn lấy được Vô Trần bí điển khả năng liền càng thêm phiền toái. Nghĩ tới cái này, Vũ Văn Hầu lại không khỏi nhìn ZXM không gam về phía Vô Trần cung phía trước ngọc thạch bậc thang bên trên, Tiêu Phàm cùng hai đầu thần thú lẫn nhau rằng co lấy, hai phe ai cũng không nhường ai. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Hầu mới thở dài một hơi, chỉ cần Tiêu Phàm không có tiến vào Vô Trần cung, hắn muốn lấy được Vô Trần bí điển cơ hồ là không thể nào. Nha, náo nhiệt như vậy, nhìn đến ta cũng tới không chậm, ta cũng xem như đuổi kịp. Cũng đúng lúc này, nơi xa phế tích bên trong, lại có từng đạo thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lại là mấy chục người từ chung quanh phế tích đi ra. Thi Hoàng tử, Kiếm tử, Nguyệt Ngưng tiên tử, Liễu Cuồng Sinh, Quý Xuyên. Nhìn thấy những cái kia người tới, Vũ Văn Hầu sắc mặt biến càng ngày càng khó nhìn lên. Ngoại trừ chết đi Huyền Bạch Y, thập đại thiên tài dĩ nhiên ở trong này tề tựu. Bên ngoài những cái kia đáng chết thần điêu thú đây, bọn chúng làm sao không có công giết bọn hắn. Vũ Văn Hầu trong lòng nghi hoặc, thầm mắng không thôi. Hắn là lấy đặc thù phương pháp mới tránh thoát thần điêu thú đuổi bắt, tiến vào mảnh phế tích này. Những người này chẳng lẽ đều sẽ đặc thù phương pháp? Hiện tại nhiều người như vậy, hắn muốn lấy được vật kia, khả năng liền càng thêm khó khăn. Đều là cái kia đáng chết Tiêu Phàm, qua một lúc ta nhất định đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Vũ Văn Hầu trong lòng phẫn nộ gầm thét lên, nếu như không phải Tiêu Phàm, hắn liền có thể vụng trộm lấy được Vô Trần thần cung Vô Trần bí điển. Mà hiện tại,
bởi vì Tiêu Phàm xuất hiện, lại đưa tới nhiều như vậy cường giả, bằng vào hắn và Vũ Văn Tiên hai người, thế nhưng chưa hẳn có thể lấy được hắn muốn đổ vật. Mặc dù bên ngoài chỉ có bọn họ thập đại thiên tài xuất hiện, nhưng vụng trộm khẳng định còn có không ít người nhìn chằm chằm, lấy được vô thần bí điển hy vọng càng thêm xa vời. Nghĩ tới cái này, Vũ Văn Hầu tự nhiên đem tất cả phẫn nộ đều thêm ở tại Tiêu Phàm trên người, nếu như có thể, hắn tất nhiên sẽ đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Các đại thiên tài tựa như đã sớm đoán được những người khác đến, đám người ở giữa đều cách xa nhau nhất định cự ly, lẫn nhau đề phòng. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào vô trần cung ngọc thạch bậc thang bên trên Tiêu Phàm trên người, người nào cũng không có động thủ, bọn họ đều muốn chứng kiến một cái Tiêu Phàm thực lực, hoặc có lẽ là, nhường Tiêu Phàm đến cho bọn hắn dò đường. Tiêu Phàm dư quang nhìn thấy Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng tử đám người đến, trong lòng liền thầm nói không tốt, nhưng hắn hiện tại cũng đã cưỡi hổ khó xuống. Nếu là rời đi ngọc thạch bậc thang, đến lúc đó khẳng định sẽ mất đi tiến vào vô trần cung tư cách. Cũng không phải Tiêu Phàm không thể tiến vào, mà là Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ thập đại thiên tài sẽ không cho phép hắn tiến vào. Một cái lùi bước người, ở trong mắt thập đại thiên tài, là không có tư cách cùng bọn họ tranh phong. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào đối diện sư hổ thần thú phía trên, cái này hai thú chỉ là phát ra đáng sợ khí tức tập trung vào hắn, cũng không có xuất thủ ý tứ. Tiêu Phàm biết rõ, hắn nếu không đi lên, hai đầu này thần thú hẳn là sẽ không đối với hắn xuất thủ, một khi muốn tiến vào vô trần cung, hai đầu thần thú khẳng định sẽ phát ra lôi đình nhất kích. Tất nhiên đi lên, vậy liền không có lui ra phía sau khả năng. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, lập tức hắn rốt cục bước ra bước chân. Hống Phệ Thiên Huyền Hổ cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư đồng thời gầm thét, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Quả nhiên, Tiêu Phàm mặc dù cũng đã đoán được hai thú sẽ động thủ, nhưng là vẫn như cũ có chút kinh ngạc, đồng thời không chút do dự xông tới, một quyền hung hăng đánh về phía Minh Hỏa Long Giáp Sư. Oanh một tiếng nổ vang, hư không chán phóng từng đạo gợn sóng năng lượng, như là sóng nước dập dờn mà ra, ở nơi này hung mãnh va chạm phía dưới, Tiêu Phàm giống như chuồn chuồn lướt nước, thân thể nhanh chóng hướng hậu phương bay đi. Hắn chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận sôi trào. Xương cốt một trận phát run, trực tiếp thối lui đến cái thứ nhất bậc thang phía trên, lúc này mới ổn định thân hình. Thật mạnh, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, cái này Minh Hỏa Long Giáp Sư, so với hắn trước đó chém giết đầu kia, mạnh hơn gấp mấy lần có thừa. Cổ thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm lập tức đoán được Minh Hỏa Long Giáp Sư chân chính lực lượng, tuyệt đối không kém gì phổ thông cổ thần cảnh trung kỳ, thậm chí còn có phần hơn. Nếu không mà nói, lấy hắn Tiêu Phàm thực lực, không có khả năng bị cái này Minh Hỏa Long Giáp Sư chấn thương. Bất quá như thế, nơi xa, Vũ Văn Hầu lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, trong lời nói đều là vẻ khinh thường. Những người khác trầm mặc không nói, mặt không biểu tình, chỉ có Thi Hoàng tử trong lòng hơi có chút ngưng trọng, Tiêu Phàm nhục thân cường độ hắn thế nhưng là tự mình lĩnh hội qua, liền Tiêu Phàm đều so đánh bay, cái kia Minh Hỏa Long Giáp Sư lực lượng, tuyệt đối đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Đáng tiếc, cái kia vô trần cung bốn phía có một vệt sáng bao phủ, bọn họ linh hồn chi lực căn bản thẩm thấu không vào, cũng không cảm ứng được Minh Hỏa Long Giáp Sư chân chính lực lượng. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, cái kia Minh Hỏa Long Giáp Sư lần nữa đánh tới, căn bản không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội, đồng thời, Phệ Thiên Huyền Hổ theo sát phía sau, muốn cho Tiêu Phàm tất sát một kích. Tiêu Phàm nếu là bị đánh trúng, khẳng định sẽ bị đánh ra ngọc thạch bậc thang, cái này cũng không phải hắn muốn. Hiện tại hắn, có thể nói là không thể lui được nữa. Tiêu Phàm ổn định thân hình, con người lạnh lẽo nhìn xem Minh Hỏa Long Giáp Sư, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng lóe qua. Muốn tại không đánh bại cái này hai thú điều kiện tiên quyết tiến vào vô trần cung, xem ra là không thể nào. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, mặc dù giết bọn chúng, sẽ tốt Vũ Văn Hầu những người này, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh như thường, nếu như đã làm xong cùng cái này sư hổ thần thú chém giết chuẩn bị, hắn tự nhiên cũng không có giữ lại chút nào. Mắt thấy hai thú sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm không chút hoang mang mở ra bàn tay, ngay sau đó một chuôi tử huyết sắc trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở. Còn chưa chờ Tiêu Phàm xuất thủ, trong tay hắn Tu La kiếm liền chán phóng vô tận kiếm khí,
lôi xé hư không, kêu to không ngừng bên tai. Minh Hỏa Long Giáp Sư cùng Phệ Thiên Huyền Hổ cảm nhận được cái kia lăng lệ kiếm khí, lại là không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại khí thế lần nữa cường đại mấy phần, không giết Tiêu Phàm thể không bỏ qua bộ dáng. Tử vật, cuối cùng chỉ là tử vật. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên nâng lên Tu La kiếm nhẹ nhàng vung lên. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung ra một kiếm, không ít người tức khắc lộ ra khinh thường thiếu dung. Vừa mới một đầu Minh Hỏa Long Giáp Sư tùy tiện một kích là có thể đem hắn đánh bay, phát hiện ở trong tay hắn cố nhiên nhiều hơn một thanh kiếm, nhưng là không phải dễ dàng như vậy liền có thể nghịch chuyển thế cục. Lè người, Vũ Văn Hầu còn không có cửa ra châm chọc, một người khác mặc chiến bào màu xanh thanh niên liền một mặt cao thâm mà chắc lắc lắc đầu, trên mặt càng là lộ ra khịt mũi coi thường trào phúng thiếu dung. Nhưng mà, lời còn chưa dứt. Thanh bào thanh niên Tiếu Dung liền lập tức ngưng kết tại chỗ, trên mặt cảm giác nóng bỏng đau. Những người khác cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin. Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ thấy cái kia Minh Hỏa Long Giáp Sư cùng Phệ Thiên Huyền Hổ đột nhiên đình chỉ công kích, thân thể cứng ngắc ở nguyên chỗ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đột nhiên phóng ra bước chân, từ hai thú trung gian chậm ung dung đi qua. Hai cái kia thú cũng giống như hoàn toàn quên công kích Tiêu Phàm. Không, nói cho đúng là hai thú đối Tiêu Phàm hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, mặc cho hắn đi qua. Mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở Vô Trần Cung cửa đại điện, hắn nhàn nhạt quay đầu, hướng về nơi xa vây xem đám người cười nhạt một tiếng. Cái này thiếu dung, hàm chứa quá nhiều đồ vật, dường như tràn đầy khinh thường, lạnh lùng, không nhìn, nhưng nhiều hơn là gây hấn cùng khinh miệt. Các ngươi không phải muốn xem kịch sao? Hiện tại ta xông qua đến, các ngươi muốn kết quả nhường các ngươi thất vọng rồi. Nhìn đám người một cái, Tiêu Phàm chậm rãi quay người, một bước bước vào Vô Trần Cung cửa điện bên trong. Hỗn trướng, Vũ Văn Hầu nhìn thấy Tiêu Phàm tiến nhập đại điện bên trong, tức khắc giận tím mặt, thật giống như bị đoán được cái đuôi mèo một dạng. Không có suy nghĩ nhiều, Vũ Văn Hầu đột nhiên cực tốc hướng về Vô Trần Cung ra sức phóng đi. Tiêu Phàm cũng đã tiến nhập Vô Trần Cung bên trong, nếu như hắn còn không đi vào, đến lúc đó Vô Trần bí điển khả năng liền rơi vào Tiêu Phàm trên tay. Những người khác cũng muốn động thủ, nhưng chung quy là chậm Vũ Văn Hầu vỗ một cái, vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian, Vũ Văn Hầu liền đi tới Vô Trần Cung phía dưới. Lập tức thả người nhảy lên, thân thể trùng điệp rơi đập ở trên ngọc thạch bậc thang. Thình thịch, cũng đúng lúc này, hai tiếng nổ vang truyền ra. Lại là cái kia Phệ Thiên Huyền Hổ cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư đột nhiên nổ tung, thể nội càng là bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí. Vũ Văn Hầu cách nhau hai cái kia đầu thần thú vốn là rất gần, đứng mũi chịu sào bị vô tận kiếm khí rảo sát, toàn thân máu tươi bay vụt. Chuyện gì xảy ra, nơi xa đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra kinh ngạc, cái kia đang yên đang lành hai đầu thần thú, làm sao đột nhiên sẽ bạo tạc đây? Lập tức rất nhiều người nghĩ tới Tiêu Phàm tiến vào đại điện trước đó Tiếu Dung, không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả những thứ này, đều là Tiêu Phàm tạo thành. Chỉ là mọi người toàn bộ đều nghĩ không ra, vừa mới cái kia bình thản không có gì lạ một kiếm, là như thế nào chém giết hai đầu này thần thú, cũng ở tại thể nội lưu lại như thế cường hoành kiếm khí. À Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Máu me be bét khắp người Vũ Văn Hầu gầm thét không thôi. Ra sức hướng về đại điện cánh cửa phóng đi. Hống, cũng đúng lúc này, lại một đạo tiếng gào thét truyền đến, Vũ Văn Hầu lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thân thể còn duy trì tràn ngập động tác, nhưng liền là rốt cuộc bước không ra một bước. Một thoáng thời gian, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, lại có hai đạo to lớn thân ảnh từ đại điện bên trong đi ra. Làm sao có thể, lại là một đầu Phệ Thiên Huyền Hổ cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư. Có người lên tiếng kinh hô, một mặt kinh ngạc nhìn xem hai cái kia nói to lớn thân ảnh. Vừa mới cái kia Phệ Thiên Huyền Hổ cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư không phải là bị Tiêu Phàm giết chết à, tại sao lại sống? Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng đám người nhiều hơn là đối Vũ Văn Hầu đồng tình, đầu tiên là bị Tiêu Phàm lưu lại kiếm khi ám toán, hiện tại lại gặp được Phệ Thiên Huyền Hổ cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư, cái này thật là không phải bình thường không may. Vũ Văn Hầu nhe răng trợn mắt nhìn xem trước mắt hai đầu thần thú, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi 100 lần, đối Tiêu Phàm càng là hận thấu xương. Hắn phản ứng rất nhanh,
hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không tức khắc xuất hiện vô số thần văn, hiển nhiên là trước đó đối phó Tiêu Phàm hư không chi thuật. Không thể không nói, cái này hư không chi thuật cực kỳ bá đạo, lấy Tiêu Phàm cái kia cường đại thân thể cũng ngạnh kháng không được, hai đầu này thần thú nghĩ đến cũng không ngăn cản được. Nhưng mà, nhường Vũ Văn Hầu mắt trợn tròn là, cái kia hư không thần văn vừa mới xuất hiện, liền bị một cỗ kỳ lạ lực lượng kéo theo, sau đó sáp nhập vào bốn phía thần liên bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ách, Vũ Văn Hầu cũng là sững sờ, đây chính là hắn thi triển hư không thần văn a, làm sao có thể biến mất đây? Không tốt, nơi này là vô trần thần cung, bất luận cái gì thần văn cũng vô hiệu. Vũ Văn Hầu lập tức lấy lại tinh thần, có thể lúc này cũng đã quá muộn. Minh Hỏa Long Giáp Sư móng vuốt cũng đã đi tới phụ cận, sắc bén chảo cương liền hư không đều tiếp nhận không được. Vội vàng thời khắc, Vũ Văn Hầu dùng hết toàn lực một kiếm chém ra, ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm đều có thể kháng trụ Minh Hỏa Long Giáp Sư công kích, hắn Vũ Văn Hầu cũng đồng dạng có thể. Một tiếng nổ vang, chảo cương hung hăng rơi đập ở trong tay Vũ Văn Hầu trường kiếm phía trên, phát ra một đạo hùng hậu tiếng kim loại va chạm, Vũ Văn Hầu chỉ cảm giác cánh tay chấn động. Trường kiếm lập tức chóc ra. Sau đó cái kia chảo cương tiếp tục tới gần, đâm vào Vũ Văn Hầu trên ngực, Vũ Văn Hầu gãy mất tận mấy cái xương ngực, cả người bay ngược mà ra. Không có khả năng, hắn có thể ngăn trở, ta làm sao có thể ngăn không được. Vũ Văn Hầu trong lòng gào thét không thôi, tràn đầy vô tận không cam lòng. Hắn trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ không thể tin, hắn liền Tiêu Phàm đều có thể đánh bại. Mà Tiêu Phàm lại có thể kháng trụ Minh Hỏa Long Giáp Sư công kích, hắn Vũ Văn Hầu hẳn là cũng có thể đỡ nổi mới đúng. Hắn không biết là, hắn sở dĩ vây khốn Tiêu Phàm, chỉ là bởi vì hắn hư không chi thuật mà thôi, hiện tại hắn không cách nào thi triển hư không chi thuật, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Đơn thuần nhục thân lực lượng, liền là 10 cái Vũ Văn Hầu, cũng chưa hẳn có thể so với Tiêu Phàm. Mà hiện tại đầu này Minh Hỏa Long Giáp Sư thực lực không thể so với trước đó đầu kia yếu mảy may, liền Tiêu Phàm đều tiếp nhận không được chính diện lực lượng, hắn Vũ Văn Hầu lại làm sao có thể chịu được. Phốc, Vũ Văn Hầu phun ra một ngụm máu tươi, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi Ngọc Đài, cái gì vô trần bí điển, hoàn toàn bị hắn quên hết đi. Nhưng mà cũng đúng lúc này, hắn dư quang bên trong đột nhiên lóe qua một cái móng vuốt, cái kia móng vuốt từ một phương hướng khác gào thét mà tới. Thẳng đến hắn cái cổ vị trí. Vũ Văn Hầu chỉ cảm giác lưng một trận phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, mũi chân hắn ở một cái trên bệ đá dùng sức một chút, tốc độ lần nữa bạo tăng, hướng Ngọc Đài bên ngoài thối lui. Hắn tốc độ cũng đã đầy đủ nhanh, nhưng Phệ Thiên Huyền Hổ tốc độ cũng đồng dạng không chậm, huống chi còn là đánh lén. Tại Vũ Văn Hầu ra tốc một sát na kia, nó móng vuốt vừa lúc giữ lại Vũ Văn Hầu cánh tay trái, giống như một thanh đao đồng dạng. Trực tiếp đem Vũ Văn Hầu một cánh tay xé giật xuống tới. A, Vũ Văn Hầu phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm âm thanh, một cánh tay bị sinh sinh xé rách mà xuống thống khổ, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đám người nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được tim mật phát lạnh. Bất quá cũng may Vũ Văn Hầu tốc độ không chậm, vừa lúc tại kéo xuống cánh tay một sát na kia, hắn liền rời đi Ngọc Đài. Mà cái kia sư hổ thần thú có vẻ như cũng không có thể rời đi vô trần cung, cho nên cũng không truy kích Vũ Văn Hầu, bằng không Vũ Văn Hầu liền không chỉ là gãy mất một cánh tay đơn giản như vậy. Làm Vũ Văn Hầu ngã rơi xuống Ngọc Đài một sát na kia, một đạo bóng trắng từ hư không lướt qua, một cánh tay chống đỡ tại Vũ Văn Hầu phía sau lưng, tháo xuống cỗ kia to lớn lực trùng kích. Cứu Vũ Văn Hầu không phải kẻ khác, chính là Vũ Văn Tiên, nếu như hắn không xuất thủ. Đoán chừng Vũ Văn Hầu lại được hung hăng rơi đập tại phế tích bên trong. Vũ Văn Hầu toàn thân kịch liệt co quắp, sắc mặt một trận trắng bệch, một trận tái nhợt. Hắn mang huyết cánh tay phải gắt gao nắm lấy Vũ Văn Tiên y phục, không ngừng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên, đại ca, thay ta giết hắn, giết hắn. Đám người cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được Vũ Văn Hầu trên người ngập trời sát ý, bọn họ may mắn bản thân không có lỗ mãng, dẫn đầu bước vào vô trần cung. Nếu không mà nói, vừa mới không may có thể liền là bọn họ. Nghe được Vũ Văn Hầu mà nói, Vũ Văn Tiên thân thể hơi hơi run một cái, trên mặt lộ ra khó được tiếu dung, trịnh trọng gật gật đầu nói, người rốt cục nguyện ý gọi ta đại ca. Yên tâm, đại ca đã từng nói qua lời,
vẫn luôn chắc chắn. Vũ Văn Hầu trong lòng cố nhiên có chút không phục, nhưng hắn vẫn là nhẹ gật đầu, ý thức lập tức mơ hồ, ngất đi. Vũ Văn Tiên đưa tay tại Vũ Văn Hầu trên người điểm mấy lần, tự nhủ, ngươi yên tâm, hắn dám tính toán để ngươi rớt một cánh tay, đại ca liền muốn mạng hắn. Thoại âm rơi xuống, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên từ chỗ tối xông ra, lách mình đi tới Vũ Văn Tiên bên người, cung kính từ Vũ Văn Tiên trong tay đỡ dậy Vũ Văn Hầu. Chiếu cố tốt nhị đệ, Vũ Văn Tiên hai tay ôm ngực, cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, cả người tựa như một chuôi siêu phàm nhập thánh kiếm, lộ ra một loại không thể địch nổi phong mang. Là, đại thiếu, hai đạo thân ảnh kia cung kính gật gật đầu, lập tức mang theo hôn mê bất tỉnh Vũ Văn Hầu lặng yên biến mất ở nguyên chỗ. Đám người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, không chỉ Thiên Đô Phủ, bọn họ phía sau thế lực, âm thầm cũng ẩn núp không ít người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ là đám người không nghĩ đến là, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả bọn họ cũng dám tính toán, điểm này, nhường bọn họ rất khó chịu. Bọn họ rất muốn đạp vào Vô Trần Cung, nhưng giờ phút này, Vũ Văn Tiên cũng đã đạp không mà lên, chậm rãi hướng về Vô Trần Cung bay đi, tất cả mọi người đều không thể không ngừng chân. Vũ Văn Tiên cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, cũng liền Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng tử mấy người này có thể cùng hắn tranh phong. Tiêu Phàm đã thương Vũ Văn Tiên đệ đệ Vũ Văn Hầu, lần này Tiêu Phàm sợ là phải xui xẻo. Hống, Vũ Văn Tiên xuất hiện, lập tức đưa tới Phệ Thiên Huyền Hổ cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư chú ý, hai đại thần thú phẫn nộ nhào về phía Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên sắc mặt bình thản không có gì lạ, mà ở hắn quanh thân, lại là hiện lên ra vô số sán lạn điểm sáng giống như vô số tinh thần, tạo thành một mảnh rộng lớn vũ trụ, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại hàm chứa hủy diệt tính uy thế. Làm hai đại thần thú tới gần cái kia điểm sáng thời khắc, đột nhiên phát ra kêu rên thanh âm, ngay sau đó cái kia điểm sáng hóa thành từng đạo lưu quang đánh tới hướng hai thú. Hai đại thần thú thân thể lập tức tan rã, máu tươi bắn tung tóe, mấy tức sau đó liền không có âm thanh, hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Vũ Văn Tiên thản nhiên nhìn mặt đất hai cỗ thi thể một cái, chậm rãi hướng về cung điện đại môn đi đến. Đây là cái gì thủ đoạn? Đám người kinh hãi không thôi, hoàn toàn bị Vũ Văn Tiên loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Không cần bản thân động thủ, vậy mà liền giết chết trọng thương Vũ Văn Hầu hai đầu thần thú, cái này thực lực, hoàn toàn đạt tới nhường bọn họ ngưỡng mộ cấp độ. Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng tử đám người híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lấp lóe nồng đậm chiến ý, cùng một tia kiêng kỵ. Cho dù là bọn họ, cũng chưa từng minh bạch Vũ Văn Tiên lực lượng rốt cuộc là cái gì, chỉ biết rõ, Vũ Văn Tiên so trước kia có vẻ như mạnh hơn. Tử Yên, các ngươi ở lại đây chờ. Lúc này, Long Phi Vũ khẽ nói một tiếng, lách mình hướng về Vô Trần Cung bay đi. Các vị thiên tài cũng giống như đạt trở thành một loại chung nhận thức, kia chính là muốn tiến vào Vô Trần Cung, liền dựa theo thập đại thiên tài thứ tự xếp hạng, về phần những người khác, còn không có đầy đủ là khiêu chiến bọn họ thập đại thiên tài quyền uy. Cũng ngay tại Long Phi Vũ sấm quan thời khắc, Tiêu Phàm giờ phút này xuất hiện ở một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới bên trong, một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, hoàn toàn mất đi phương hướng. Hắn chỉ nhớ kỹ bản thân chém giết hai đại thần thú sau đó, liền tiến nhập Vô Trần Cung, nhưng hắn không nghĩ đến, Vô Trần Cung bên trong lại là một mảnh vô tận hôi sắc vũ khí. Hắn có thể cảm nhận được, một loại đáng sợ lực lượng đang hướng về hắn toàn thân trong kinh mạch khuếch tán mà đi. Tiêu Phàm vội vàng thôi động vô tận chiến huyết, luyện hóa loại kia kỳ lạ lực lượng, bất quá nhường hắn thất vọng là, vô tận chiến huyết dĩ nhiên cũng không làm gì được cỗ này lực lượng. Nguyên bản Tiêu Phàm đối bản thân trong thân thể tình huống 10 phần rõ ràng, nhưng theo lấy cỗ kia lực lượng tiến vào, Tiêu Phàm phát hiện đối bản thân thân thể cảm ứng tựa như biến bắt đầu mơ hồ, liền dường như tất cả mọi thứ đều thoát ly hắn trưởng khống một dạng. Loại này cảm giác không thể nói xấu, nhưng là không cảm thấy tốt. Tiêu Phàm cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm, mới khiến hắn thở dài một hơi. Hống hống, đang lúc Tiêu Phàm trầm giọng thời điểm, thí thần đột nhiên từ thần cung bên trong vọt ra, gầm nhẹ mấy tiếng, liền mở ra bồn máu miệng lớn bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ chung quanh cỗ kia kỳ dị lực lượng. Thật là một cái ăn hàng, Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, trong lòng đại thạch cũng triệt để xuống. Thí thần có thể thôn phệ loại này kỳ lạ lực lượng. Cái kia chẳng phải là nói rõ, mình cũng hẳn là không sợ loại này lực lượng.
hay là, bản thân phải chăng có thể thôn vệ loại này lực lượng đây? Tiêu Phàm nắm lấy thà rằng bỏ lỡ, không thể buông tha nguyên tắc, cũng bắt đầu thỏa thích luyện hóa loại kia kỳ dị lực lượng, theo lấy loại này lực lượng nhập thể, Tiêu Phàm cảm giác toàn bộ thân thể đều biến thành vô cùng trở nên nặng nề. Như thế nặng nề lực lượng, Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc cứng lại, tựa như nhớ tới cái gì, trong mắt bỗng nhiên khởi xướng ánh sáng đến, hoảng sợ nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết huyền hoàng chi khí. Tiêu Phàm nhớ kỹ Thanh Minh đã từng nói qua, muốn đột phá cổ thần cảnh, liền phải ỷ vào bốn loại huyền hoàng chi khí, huyền hoàng chi khí chính là trong đó một loại. Tiêu Phàm trên người nắm giữ không ít hư vô thần châu, bên trong hàm chứa hư vô chi khí, cần thời điểm từ có thể lấy ra, có thể cái này huyền hoàng chi khí, cũng không thể tùy ý chứa đựng a, một khi bỏ lỡ, vậy coi như không có. Hắn lại ở trong tu la truyền thừa tìm tới liên quan tới huyền hoàng chi khí ghi chép. Cùng hắn hiện tại quan sát loại này kỳ dị lực lượng cơ hồ giống nhau như đúc. Tiêu Phàm cũng đã hoàn toàn khẳng định, loại này kỳ dị lực lượng, liền là huyền hoàng chi khí, chẳng lẽ Vũ Văn Hầu liền là muốn lấy được cái này huyền hoàng chi khí? Không nên a, Vũ Văn Hầu muốn lấy được đồ vật, hẳn là cùng thần văn có quan hệ mới đúng. Mặc kệ, trước lấy được cái này huyền hoàng chi khí lại nói, thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc. Chỉ cần tìm tới chí tôn chi khí cùng cuối cùng một loại không biết huyền hoàng chi khí, ta liền có thể đột phá cổ thần cảnh. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm an ủi bản thân bình tĩnh lại. Lập tức hít sâu một cái, Tiêu Phàm liền không chút do dự bắt đầu điên cuồng thôn vệ loại này lực lượng. Ở chỗ này, tất cả không gian pháp bảo đều không cách nào mở ra, đừng đồ vật không cách nào tồn trữ loại này lực lượng, duy nhất có thể chứa đựng, liền là chính hắn thân thể. Nghĩ tới cái này. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở nguyên chỗ, vô tận chiến điển vận chuyển, quanh thân phát ra hừng hực kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, tại tối tăm mờ mịt thế giới, liền tựa như một vòng kim sắc tiểu thái dương đồng dạng, cũng cực kỳ dễ thấy. Đang lúc Tiêu Phàm tu luyện thời khắc, mảnh này màu xám thế giới bên trong, theo thứ tự xuất hiện bốn đạo thân ảnh, mấy người đều có vẻ hơi nửa bước khó đi, cho dù liền linh hồn chi lực đều nặng như vạn tấn. Đột nhiên, mấy người ánh mắt đồng thời bị một vòng kim sắc quang mang hấp dẫn, lập tức toàn lực hướng về cái kia kim sắc quang mang phương hướng tới gần. Không biết qua bao lâu, bốn đạo thân ảnh gần như đồng thời đi tới cái kia kim quang vị trí, làm bọn họ nhìn thấy cái kia phát ra kim quang lại là Tiêu Phàm thời điểm, mỗi người thần sắc không giống nhau. Đồng thời, bọn họ cũng vừa mới bắt gặp mặt khác ba người, lẫn nhau lộ ra vẻ đề phòng. Trong đó một cái bạch bào thanh niên nhìn thấy Tiêu Phàm chính đang tu luyện, tức khắc sát ý dâng lên, phóng ra trầm trọng bước chân hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Một cái khác hắc bào thanh niên cũng đỉnh lấy to lớn áp lực phóng ra bộ pháp, lại không phải hướng đi Tiêu Phàm, mà là đón lấy bạch bào thanh niên. Thi hoàng tử, người muốn ngăn ta? Bạch bào thanh niên lạnh lùng nhìn xem hắc bào thanh niên, sát khí nặng nề nói. Hắc bào thanh niên hiển nhiên chính là thi hoàng tử. Mà chuẩn bị giết Tiêu Phàm bạch bào thanh niên tự nhiên liền là Vũ Văn Tiên, về phần hai người khác, lại là Long Phi Vũ cùng Kiếm Tử. Chỉ có bốn người thành công chém giết Phệ Thiên Huyền Hổ cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư, từ đó tiến vào Vô Trần Cung, những người khác đều lấy thất bại mà kết thúc. Trong vòng 3 tháng, ngươi không thể giết hắn, thì hoàng tử nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, hiển nhiên là quyết tâm bảo hộ Tiêu Phàm. Long Phi Vũ cùng Kiếm Tử không biết thi hoàng tử vì sao muốn bảo hộ Tiêu Phàm, nhưng hai người đều không có xuất thủ ý tứ, ngược lại một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bọn họ chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử ở giữa hiệp nghị, thi hoàng tử còn hy vọng Tiêu Phàm có thể giải quyết trên người hắn vấn đề đây, lại làm sao có thể sẽ để cho Tiêu Phàm chết ở bản thân dưới mắt. Nếu như Tiêu Phàm là lừa gạt bản thân, không cần người khác xuất thủ, thi hoàng tử liền sẽ tự tay diệt Tiêu Phàm. Ngươi ngăn không được ta, Vũ Văn Tiên đạm mạc phun ra mấy chữ, quanh thân đột nhiên chán phóng vô số điểm sáng lấp lóe, chung quanh hôi sắc vũ khí dĩ nhiên chậm rãi thối lui. Đồng thời, Vũ Văn Tiên lực lượng cũng khôi phục tự nhiên, hóa thành một đạo chớp lóe hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Thi hoàng tử phản ứng rất nhanh, hắn quanh thân đồng dạng hắc khí cuồn cuộn, đem tối tăm mờ mịt huyền hoàng chi khí đẩy lui, đón lấy Vũ Văn Tiên. Oanh! Hai cỗ cuồng bạo lực lượng trong hư không kịch liệt đụng vào nhau, Vũ Văn Tiên lui ra phía sau một bước, mà thi hoàng tử lại lui về phía sau 3 bước, hai người lập tức phân cao thấp.
Khụ khụ, Thi hoàng tử ho nhẹ mấy tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn thân thể có vấn đề, căn bản không có khả năng toàn lực một trận chiến. Hơn nữa, hắn hiện tại chỉ có 3 lần toàn lực cơ hội ra tay, mỗi dùng một lần, liền thiếu một lần. Một khi 3 lần cơ hội toàn bộ sử dụng hết, vậy hắn liền chỉ có chờ đợi tử vong. Ta nói, ngươi ngăn không được ta. Vũ Văn Tiên mặt không biểu tình nói ra, ngay cả ta 5 thành lực lượng cũng đỡ không nổi, còn muốn thay hắn ra mặt. 5 thành lực lượng cũng chưa tới sao. Long Phi Vũ híp híp hai mắt, hắn không biết Vũ Văn Tiên lời nói có thể không thể tin. Nhưng hắn tuyệt không tin, thì hoàng tử chỉ có dạng này thực lực. Về phần kiếm tử, lại là trầm mặc không nói, cũng không có bất luận cái gì muốn nhúng tay ý tứ, một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng. Thì hoàng tử cũng không giải thích cái gì, cùng bản thân địch nhân nói quá nhiều căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn lần nữa tiến lên, chỉ là lấy đơn giản hành động đến nói cho Vũ Văn Tiên, muốn cho bản thân lui ra phía sau, đó là không có khả năng. Nhiều năm như vậy, thì hoàng tử cũng đã không có toàn lực động thủ một lần, hắn cũng muốn kiến thức một cái, Vũ Văn Tiên toàn bộ lực lượng. Thì hoàng huynh, người hảo ý ta xin tâm lĩnh, hắn muốn giết ta, phóng ngựa tới chính là. Đúng lúc này, hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Mấy người ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái kia chính đang tu luyện Tiêu Phàm trên người, lại là phát hiện Tiêu Phàm liền con mắt đều không mở ra, nhưng là thanh âm kia, 4 người 10 phần vững tin. Là Tiêu Phàm không thể nghi ngờ. Ngươi xác định, thì hoàng tử nhíu mày, sắc mặt nhìn qua trắng bệch đến cực điểm. Xác định, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, bất quá hắn thân thể lại lẳng lặng ngồi ở đó, một bộ lão tăng nhập định bộ dáng. Thì hoàng tử mặc dù không tin Tiêu Phàm có thể một bên tu luyện, một bên chiến đấu, nhưng Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, cái kia khẳng định có hắn ỷ vào. Hắn cũng đã làm bản thân nên làm. Tiêu Phàm có thể hay không sống sót, liền chỉ có thể nhìn chính hắn. Vũ Văn Tiên đúng không, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi đi lên tự tìm cái chết là ý tứ gì? Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên, một cỗ lạnh lẽo sát ý tập trung vào Vũ Văn Tiên. Tự tìm cái chết, Vũ Văn Tiên nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng nghe nói qua nói như vậy nói hắn Vũ Văn Tiên tự tìm cái chết. Cho tới bây giờ đều chỉ có kẻ khác tại hắn Vũ Văn Tiên trước mặt tự tìm cái chết. Thật can đảm, đây là cố ý kích nộ Vũ Văn Tiên a. Kiếm tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, trong lòng lại bổ sung một câu, không hổ là Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả. Thì hoàng tử cùng Long Phi Vũ cũng hơi hơi ngoài ý muốn Tiêu Phàm cuồng vọng lời nói, bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm trước đó chém giết 2 đầu thần thú một kiếm. Bọn họ ngược lại cũng không cho rằng Tiêu Phàm cuồng vọng. Bọn họ cùng 2 cái kia đầu thần thú giao thủ sau, mới chính thức kiến thức đến 2 đầu này thần thú đáng sợ, cho dù bọn họ không toàn lực ứng phó, cũng không thể làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Vũ Văn Tiên từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, nhìn như rất chậm, lại giống như kiểu thuấn di, chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Ngay sau đó, cái kia đầy trời quang vũ hướng về Tiêu Phàm rơi đập mà đi. Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình bị vô tận tinh thần khóa chặt đồng dạng, mắt thấy những cái kia tinh thần sắp tới gần thời khắc, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm. Hồng hộc, một kiếm nhẹ nhàng càn quét mà ra, đám người chỉ thấy một đạo tỉ mỉ tử huyết sắc quang mang xẹt qua hư không, sau đó cái kia đầy trời quang vũ đột nhiên nổ tung, hư không rung động không thôi, thậm chí ngay cả Vũ Văn Tiên thân thể đều khẽ run lên. Làm mấy người ánh mắt rơi vào Vũ Văn Tiên trên người thời khắc. Lại là phát hiện Vũ Văn Tiên đầu vai dĩ nhiên có một đạo vết kiếm, không ngừng hướng bên ngoài chỗ sâu máu tươi. Vừa mới một kiếm, không chỉ hủy Vũ Văn Tiên một kích, còn thương tổn tới Vũ Văn Tiên. Thật nhanh kiếm, kiếm tử trong mắt tinh quang lập lòe, lấy ra một cái hồ lô rượu, lại đi trong miệng ực một hớp, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng tử cũng lộ ra kinh ngạc, một kiếm này không có bất luận cái gì thần thông lực lượng. Vẻn vẹn chỉ có kiếm khí, thế nhưng tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều chưa hẳn có thể bắt lấy được, bọn họ không biết bản thân có thể hay không ngăn trở một kiếm này. Vũ Văn Tiên nhìn bản thân đầu vai một cái, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể bị thương đến chính mình. Phải biết, Tiêu Phàm hiện tại liền 2 mắt đều không có mở ra a, tại nhắm 2 mắt điều kiện tiên quyết liền thương tổn tới bản thân, đôi này Vũ Văn Tiên tới nói,
đơn giản liền là một loại vũ nhục cùng trào phúng. Bỗng nhiên, Vũ Văn Tiên đưa tay vung lên, đầy trời kiếm khí từ trên người hắn bộc phát ra, sáng lóa kiếm khí tinh thành một mảnh kiếm khí hải, gào thét tứ phương. Tinh thần kiếm hải, người đây là muốn cùng ta so kiếm sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, trong con người bắn ra hai đạo lăng lệ ánh sáng, dường như xuyên thủng hư không. Vô tận chiến điển một cái chu thiên vận chuyển kết thúc, hắn cũng không dám tiếp tục tu luyện, Vũ Văn Tiên thân làm thập đại thiên tài đứng đầu, hắn thiên phú và thực lực thế nhưng là không cho phép hoài nghi. Một chiêu này, Tiêu Phàm nhìn thấy Vũ Văn Hầu cũng thi triển qua, uy lực vô cùng lớn, mà Vũ Văn Tiên triển lộ thực lực, lại càng đáng sợ hơn. Một chiêu này là ngươi lúc đầu tu luyện thần thông A, ngươi tại sao có thể ở trong này sử dụng? Tiêu Phàm nhíu mày, tiến vào vô thần đảo sau đó, không phải không thể sử dụng nguyên lai thần thông thủ đoạn sao? Đây không phải thần thông, mà là dị tượng, Vũ Văn Tiên thể chất dị tượng. Thì hoàng tử ở một bên nhàn nhạt giải thích một câu. Dị tượng, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên biết rõ dị tượng là cái gì, có thể cái kia không phải thần vương cường giả lại có thể nắm giữ lực lượng sao? Dị tượng, cũng chia làm mấy loại, một loại là thể chất dị tượng. Đây là một chút nắm giữ cường đại thể chất tu sĩ bẩm sinh, liền tựa như trước mắt tinh thần kiếm hải dị tượng. Thể chất dị tượng, ở một ít phương diện, sẽ cho tu sĩ nhất định lực lượng gia trì, đây cũng là dị tượng đầy đủ chân quý địa phương. Còn có một loại dị tượng, xưng là pháp tắc dị tượng, ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, uy lực tự nhiên không phải thần thông có thể sánh ngang, điểm này Tiêu Phàm cũng rõ ràng. Mà nắm giữ pháp tắc dị tượng người, chí ít cũng là thần vương cảnh cường giả. Cẩn thận cảm ứng một cái Vũ Văn Tiên tinh thần kiếm hải, Tiêu Phàm phát hiện, cái này cùng Vũ Văn Hầu lĩnh ngộ tinh thần kiếm hải quả thật có chút khác biệt, Vũ Văn Hầu chỉ bất quá là ở tiến vào vô thần đảo sau tu luyện loại này thần thông mà thôi. Hiện tại sợ hãi, đã chậm, Vũ Văn Tiên tiếng hừ lạnh, đầy trời tinh thần kiếm tức giận bỗng nhiên gào thét mà tới. Quản ngươi cái gì dị tượng, ta có thể tự một kiếm chảm phá. Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại, hắn không lùi mà tiến tới, cầm trong tay tu la kiếm bắn nhanh ra. Tiêu Phàm vẫn như cũ không có thi triển bất luận cái gì thần thông, có chỉ là một đạo không thể địch nổi kiếm khí, một kiếm này, dường như cùng hắn thân thể hòa thành một thể. Ta tức là kiếm, kiếm chính là ta. Đây là một loại kỳ lạ cảnh giới, từ khi tu la kiếm sụp đổ, một lần nữa ngưng tụ kiếm tâm sau đó, Tiêu Phàm đối nhìn thấy lĩnh ngộ đã đến một loại kiếm theo tâm động cấp độ. Một kiếm này, dường như chặt đứt thời không, đem tinh thần kia kiếm hải phá vỡ, hướng về phía trước vẩy một cái, kiếm khí đột nhiên phát sinh 90 độ chuyển hướng, thẳng đến Vũ Văn Tiên mi tâm. Vũ Văn Tiên đầu tiên là giật mình, bất quá hắn phản ứng cũng cực nhanh, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, ngăn ngăn khuất hắn trước người. Bang, Tiêu Phàm mũi kiếm điểm tại Vũ Văn Tiên trên trường kiếm, phát ra một trận bén nhọn kim loại chiến minh thanh âm. Hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung, gợn sóng khuấy động. Vũ Văn Tiên thân thể bay ngược mà ra, tựa như nhẹ yến đồng dạng, chung quanh tối tăm mờ mịt sương mù đều tự động nhường ra một con đường. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có buông tha Vũ Văn Tiên ý tứ, thân thể nhanh chóng theo vào, hắn cũng muốn kiến thức một cái, thập đại thiên tài xếp hạng đệ nhất Vũ Văn Tiên, thực lực đạt đến như thế nào cấp độ. Vũ Văn Tiên mặt như băng sương, không có bất luận cái gì sợ hãi. Một cước lăng không đạp mạnh, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới, Tiêu Phàm thực lực có lẽ không nhiều, nhưng còn không có đến hắn sợ hãi cấp độ. Thình thịch, hai tiếng giòn vang, Vũ Văn Tiên bảo kiếm đẩy ra Tiêu Phàm trong tay ở giữa, hàn quang cửa hàng, quanh thân ngàn vạn kiếm khí hải mãnh liệt, bành trướng thần lực phun trào, ẩn ẩn muốn phá vỡ vô thần đảo trói buộc. Hai người kiếm 9L32A đụng vào nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Người bại, Vũ Văn Tiên quát lạnh một tiếng, hắn một cái tay khác kéo kiếm hoa, lại có một thanh kiếm từ hai kiếm trung ương đâm ra, nhanh mà hung mãnh. Phốc một tiếng, Vũ Văn Tiên kiếm trực tiếp đâm vào Tiêu Phàm mi tâm, trên mặt hắn, cũng rốt cục lộ ra sán lạn tiếu dung. Tiêu Phàm thực lực, đã để hắn thận trọng mà đối đãi, giết chết Tiêu Phàm, hắn trong lòng vẫn có loại không hiểu mừng rỡ. Nhưng mà sau một khắc, Vũ Văn Tiên trên mặt tiếu dung lập tức ngưng kết tại chỗ, một cỗ đại nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Người nghĩ nhiều lắm, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm mi tâm,
lần nữa toát ra một đạo tử huyết sắc hàn quang, một đạo vô hình kiếm khí xông thẳng Vũ Văn Tiên mi tâm. Vũ Văn Tiên biến sắc, tay trái trường kiếm nhẹ nhàng rung động, thân thể ở hư không nhanh chóng xoay chuyển lui lại, đạo kia tử huyết sắc hàn quang sát qua Vũ Văn Tiên gương mặt, vài thanh sắc thổi phật mà xuống. Trong nháy mắt, Vũ Văn Tiên đã xuất hiện ở mấy trượng có hơn, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc dù hắn không có thụ thương, nhưng vừa mới một kiếm kia, lại là nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì mạng hắn, thực sự nghĩ không ra, Tiêu Phàm là như thế nào tránh thoát hắn một kích kia. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy cái kia bị hắn đâm trúng Tiêu Phàm, đột nhiên nổ tung, hóa thành một trận sương mù biến mất, mà ở cái kia sương mù phía sau, lại còn có một cái Tiêu Phàm. Hai người, Long Phi Vũ cùng Kiếm Tử cũng không khỏi kinh ngạc, bọn họ nguyên bản coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn có như thế thủ đoạn. Tốc độ ngược lại là không chậm, không hổ là thập đại thiên tài đứng đầu. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn xem Vũ Văn Tiên nói. Hắn trong lòng lại là hơi hơi ngưng tụ, nếu như không phải hắn thân thể hấp thu không ít huyền hoàng chi khí không có luyện hóa, tốc độ tuyệt đối không chỉ vừa mới cái kia độ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng rõ ràng, Vũ Văn Tiên cũng khẳng định không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, có lẽ tại Vũ Văn Tiên trong lòng, hắn Tiêu Phàm còn không xứng nhường hắn toàn lực ứng phó. Dù sao, nơi này còn có Thi Hoàng Tử, Long Phi Vũ cùng Kiếm Tử mắt lom lom nữa, một phần vạn bại lộ bản thân át chủ bài, vòng thứ ba đại tái, hắn có thể liền muốn bị thua thiệt. Ngươi có để cho ta giết chết tư cách? Vũ Văn Tiên mặt không biểu tình nhìn xem Tiêu Phàm, vừa mới mấy kiếm, hắn đã coi như là công nhận Tiêu Phàm thực lực. Đối Tiêu Phàm thái độ, cũng từ trước đó khinh thường, đến hiện tại coi trọng. Nếu như toàn lực ứng phó mà nói, Vũ Văn Tiên tự tin, bản thân giết chết Tiêu Phàm hay là không khó. Đáng tiếc ngươi không có cái này thực lực, Tiêu Phàm cười khẩy, loại đả kích này nhân thủ đoạn có lẽ đối Vũ Văn Tiên vô dụng, nhưng là có thể ác tâm một cái hắn. Lại thử xem chẳng phải biết, Vũ Văn Tiên sắc mặt như thường, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đi đến, hắn đáp ứng Vũ Văn Hầu sự tình, tự nhiên muốn làm được. Hai vị, ta xem hay là đến đây dừng tay, ngẫm lại như thế nào ly khai cái này địa phương a. Một mực trầm mặc không nói Long Phi Vũ hợp thời mở miệng nói. Vũ Văn Tiên nhíu mày, nhưng vẫn là ngừng bước chân, Long Phi Vũ là một cái đáng sợ đối thủ, nếu như đối mặt hắn cùng Tiêu Phàm hai người, Vũ Văn Tiên cũng không có tất thắng nắm chắc. Nhìn đến ngươi không gặp được ta thực sự đang kiếm đạo. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, Tu La kiếm bỗng nhiên biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nắm giữ kiếm tâm, Tu La kiếm không chỉ có càng thêm sắc bén cùng lăng lệ, còn có thể tùy ý tiến vào Tiêu Phàm thân thể bất luận cái gì bộ vị. Vũ Văn Tiên trên mặt sát ý không giảm mảy may, không cùng Tiêu Phàm tiếp tục miệng lưỡi chi tranh, phiến khu vực này cổ quái, bằng vào hắn một người có lẽ có thể rời đi, nhưng phải hao phí không ít thời gian. Một phần vạn bỏ qua thiên thần bảng tranh đoạt tái, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Tiêu Phàm mặc dù còn muốn tiếp tục hấp thu huyền hoàng chi khí, nhưng hắn cũng biết rõ, mảnh này màu xám không gian không chỉ tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như đem tất cả huyền hoàng chi khí đều hấp thu hầu như không còn, muốn rời đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nếu như có thể liên thủ cái này bốn cái thiên tài nhân vật, cơ hội ngược lại là lớn rất nhiều. Cho dù như thế, Tiêu Phàm cũng trong lòng yên lặng thao túng thí thần, không ngừng cắn nuốt huyền hoàng chi khí, hắn không biết cần bao nhiêu huyền hoàng chi khí lại có thể đột phá cổ thần cảnh, cho nên chỉ có thể càng nhiều càng tốt. Mọi người nói một chút tiến vào vô trần cung sau đó tao ngộ cùng cảm thụ a, cũng có thể lẫn nhau xác minh một cái. Long Phi Vũ trước tiên mở miệng nói, ta tiến vào nơi đây sau đó, cảm giác là bị một cỗ lực lượng truyền tống đến nơi này, trong đó có không gian chi lực ba động. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm bốn người hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Long Phi Vũ, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm bọn họ bốn người đều không có cảm nhận được không gian lực lượng. Mà Long Phi Vũ lại cảm ứng được. Đủ để nói rõ một vấn đề, kia chính là Long Phi Vũ tự thân hẳn là có thể thi triển không gian chi lực. Tiêu Phàm cũng cho mình đề một cái tỉnh, về sau nếu là cùng Long Phi Vũ động thủ mà nói, cái kia tốt nhất được chú ý một cái. Nói như vậy, chúng ta là bị truyền đến một cái nào đó đặc thù không gian, muốn rời đi, nhất định phải phá hư cái này không gian.
thì hoàng tử ngữ khí đạm mạc. Đúng rồi, ta vừa mới tiến đến thời điểm có vẻ như thấy được một bức tường, nấc. Kiếm tử ực một hớp rượu, ợ rượu nói. Tường, đám người thần sắc hơi động, như thế nói đến, mảnh này địa phương chí ít cũng là có biên giới. Sương mù này bên trong không chỉ nắm giữ áp chế lực lượng đồ vật, còn có một loại thần văn lực lượng. Vũ Văn Tiên cũng nói ra bản thân cảm thụ. Tiêu Phàm thần sắc hơi động, cái này Vũ Văn Tiên dĩ nhiên cũng hiểu được thần văn. Bất quá hắn làm sao lại không cảm nhận được thần văn lực lượng đây? Hay là nói hắn tại thần văn phía trên tạo nghệ, không bằng Vũ Văn Tiên? Vũ Văn Tiên thoại âm rơi xuống, mấy người ánh mắt sốt cục rơi vào Tiêu Phàm trên người, muốn Tiêu Phàm nói ra cái gì không đồng nhất dạng đồ vật. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, những cái này sương mù, có vẻ như gọi là huyền hoàng chi khí, một sợi huyền hoàng chi khí, liền nặng như vạn tấn, xâm nhập trong thân thể, có thể áp chế nhân lực lượng. Đây là huyền hoàng chi khí. Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử, Kiếm Tử cùng Vũ Văn Tiên nhao nhao động dung, Kiếm Tử càng là không tự giác buông xuống hồ lô rượu, trên mặt đều là ngưng trọng. Hẳn là huyền hoàng chi khí a, ta cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Hắn mặc dù không nghĩ đem huyền hoàng chi khí nói ra, dù sao cái này huyền hoàng chi khí thế nhưng là chân quý đồ vật, nếu là Vũ Văn Tiên bọn họ biết rõ, khẳng định sẽ cùng bản thân cướp đoạt. Có thể vừa nghĩ tới bản thân một người khó có thể rời đi nơi này, hắn cũng chỉ có thể nói thẳng. Đúng là huyền hoàng chi khí. Long Phi Vũ hít sâu một cái, sắc mặt tức khắc biến vô cùng ngưng trọng lên, quanh thân ẩn ẩn hiện lên yếu ớt thần lực, ngăn trở huyền hoàng chi khí xâm nhập. Không chỉ Long Phi Vũ như thế, Vũ Văn Tiên, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử cũng đồng dạng như thế, mấy người sắc mặt đều không tốt nhìn. Các ngươi đây là làm gì, đây không phải là huyền hoàng chi khí a, có tất yếu như thế sợ hãi sao? Tiêu Phàm một mặt không hiểu nhìn xem Long Phi Vũ bốn người. Vừa dứt lời, Long Phi Vũ bốn người như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, Kiếm Tử càng là không nhịn được hỏi, ngươi không có việc gì. Tiêu Phàm mở ra hai tay nói, ta có thể có cái gì sự tình. Cái này huyền hoàng chi khí xâm nhập thể nội, vừa vặn có thể rèn luyện kinh mạch, chỉ là đối tốc độ có chút áp chế mà thôi. Huyền hoàng chi khí có thể rèn luyện kinh mạch, chỉ là đối tốc độ có chút áp chế. Kiếm Tử chính choáng lập tức thanh tỉnh rất nhiều, lắc lư một cái đầu, còn coi chính mình nghe lầm. Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Vũ Văn Tiên khóe miệng có chút co lại, mấy người tâm dường như đang nhỏ máu đồng dạng. Bọn họ ở đây cỗ lực lượng dưới, nếu như không thi triển thần lực mà nói, cơ hồ nửa bước khó đi. Người nhà ngược lại tốt, dĩ nhiên còn nghĩ dùng huyền hoàng chi khí đến luyện thể, đây quả thực không phải người a. Đúng vậy a, ta vừa mới hấp thu nửa canh giờ huyền hoàng chi khí, cảm giác cũng không tệ lắm, cái này căn bản không cái gì nguy hại. Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc gật gật đầu, một mặt xem thường nhìn xem mấy người nói. Mấy người hận không thể bạo khởi. Một cái tát chết tiểu tử này, đây là đang cố ý đả kích chúng ta sao? Kiếm Tử, Thi Hoàng Tử cùng Long Phi Vũ ba người càng là không nhịn được lườm Vũ Văn Tiên một cái, tựa như lại nói, vừa mới Tiêu Phàm chiến đấu căn bản không có phát huy ra toàn bộ tốc độ, nếu không cũng không phải là dạng này chiến quả. Vũ Văn Tiên sắc mặt tái nhợt, lại là bất lực phản bác, vừa mới hắn mặc dù không có phát huy toàn lực, nhưng hắn rõ ràng cái này huyền hoàng chi khí kinh khủng. Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể lại hấp thu không ít huyền hoàng chi khí sau đó còn có thể đánh với hắn một trận, cái này cũng không phải đồng dạng khó khăn. Bất quá Vũ Văn Tiên rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn có lẽ là không tin Tiêu Phàm thật hấp thu huyền hoàng chi khí, có lẽ là đối bản thân thực lực vẫn như cũ có một loại vô địch tự tin. Tiêu huynh, người có biết hay không huyền hoàng chi khí có cái gì dùng? Kiếm Tử ho khan một tiếng, dò xét tính nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm có thể một câu nói ra huyền hoàng chi khí, khẳng định đối huyền hoàng chi khí mười phần hiểu rõ, nhưng hắn hiện tại có vẻ như đối huyền hoàng chi khí nhất khiếu bất thông. Huyền hoàng chi khí, chính là một loại huyền hoàng chi khí, cực kỳ nặng nề, có thể gánh chịu thiên địa. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói thật, hắn đối huyền hoàng chi khí cũng không phải mười phần hiểu rõ. Hắn nói tới những cái này tin tức. Cũng chỉ là hắn ở trong tu la truyền thừa tìm tới mà thôi. Chỉ có những cái này, Kiếm Tử lại hỏi. Ta chỉ biết rõ nhiều như vậy. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, 9 vị chỗ ích biết rõ chính là biết rõ, không biết liền là không biết,
tất yếu cùng những người này nói láo. Kiếm tử trong lòng thầm than, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ a. Cho dù rất ít nói thì hoàng tử cũng không nhìn nổi, nhịn không được nói, huyền hoàng chi khí có cực kỳ cường đại tính ăn mòn, loại này tính ăn mòn, không những châm đối nhục thân, linh hồn, còn châm đối mệnh cách. Nói ra lời này, thì hoàng tử mấy người nguyên bản coi là Tiêu Phàm sẽ quái khiếu, chỉ ít cũng lộ ra lo lắng thần sắc, Vũ Văn Tiên càng là hy vọng Tiêu Phàm mệnh cách bị thương. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như không có nghe được thi hoàng tử mà nói đồng dạng, khẽ gật gật đầu nói a. A, vẻn vẹn một cái a chữ. Long Phi Vũ, thi hoàng cùng kiếm tử kém chút ngã xuống đất, bọn họ không biết Tiêu Phàm là cố ý tức giận bọn họ, vẫn là thật không quan tâm huyền hoàng chi khí. Vũ Văn Tiên kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, hắn thân làm thập đại thiên tài đứng đầu, cũng không thể không nhìn lấy huyền hoàng chi khí, Tiêu Phàm dĩ nhiên một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Có thể sự thật liền là như thế, Tiêu Phàm thật đúng là không quan tâm cái này huyền hoàng chi khí, hắn nhục thân cùng linh hồn thậm chí còn đang không ngừng hấp thu huyền hoàng chi khí, hắn có thể cảm giác được, hắn nhục thân cùng linh hồn chính đang phát sinh một loại kỳ lạ biến hóa. Nếu như không phải tại tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ lập tức đi tìm kiếm mặt khác mấy loại huyền hoàng chi khí, nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá cổ thần cảnh. Về phần mệnh cách, Tiêu Phàm căn bản liền không có mệnh cách, cái này huyền hoàng chi khí nghĩ ăn mòn cũng ăn mòn không được a. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đem không có mệnh cách sự tình nói cho bọn họ, đây chính là hắn bí mật lớn nhất một trong. Cái này huyền hoàng chi khí tất nhiên đối với người vô dụng. Nghĩ đến ngươi cũng có thể trợ giúp chúng ta ngăn cản a. Vũ Văn Tiên đột nhiên mở miệng nói. Long Phi Vũ bọn họ cũng mười phần chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm, mấy người còn tốt một mực đề phòng huyền hoàng chi khí, có thể đôi này đám người thần lực tiêu hao rất lớn. Nhất là ở vô thần đảo, còn phong cấm đám người thần lực, bọn họ có thể phát huy ra, cũng chính là giải phong một bộ phận thần lực. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu. Nói ta cũng không biết như thế nào ngăn cản huyền hoàng chi khí, có thể là thân thể ta đặc thù duyên cớ. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại là không có nói dối, hắn trước kia cũng gặp được hư vô chi lực, đồng dạng có thể không nhìn, mà những người khác lại đều tránh như xà hạt. Không nguyện ý chính là không nguyện ý, từ đâu tới nhiều cớ như vậy. Vũ Văn Tiên hiển nhiên không tin Tiêu Phàm không có ngăn cản huyền hoàng chi khí phương pháp, chỉ là không nguyện ý cùng bọn hắn chia sẻ thôi. Không nguyện ý cái kia lại làm như thế nào? Tiêu Phàm rất khó chịu Vũ Văn Tiên ngữ khí. Muốn chiến liền chiến, Vũ Văn Tiên không sợ hãi chút nào, hắn thân làm thập đại thiên tài đứng đầu, tự có hắn ngạo khí. Ngớ ngẩn, Tiêu Phàm xem thường nhìn xem Vũ Văn Tiên, nhe răng cười một tiếng nói, ngươi có tin không, ta hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Vũ Văn Tiên sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn rõ ràng Tiêu Phàm không có nói dối, Tiêu Phàm có lẽ giết không chết hắn. Nhưng là thời gian dài cuốn lấy hắn, hắn thần lực tiêu hao nghiêm trọng, chờ đợi liền là mệnh cách bị hao tổn, sau đó vẫn lạc ở này. Tiêu Phàm sở dĩ không tiếp tục cùng hắn động thủ, cũng chỉ bất quá là muốn năm người đồng tâm hiệp lực, ly khai cái này quỷ dị không gian lại nói. Hai vị, chúng ta vẫn là trước tìm tới kiếm tử trong miệng tường lại nói đi, lưu ở nơi này, chỉ có thể càng lún càng sâu. Long Phi Vũ thản nhiên nói. Hắn mặc dù không sợ Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên, nhưng là giờ phút này cũng nhiều một người, lại nhiều một phần lực lượng. Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, Tiêu Phàm thì là nhàn nhạt gật gật đầu, Long Phi Vũ mặt mũi, Tiêu Phàm còn là muốn cho, nói câu không tốt nghe, thiên thần bảng tranh đoạt tái, nhân ra thế nhưng là sân nhà đây. Mấy người đạt thành chung nhận thức, liền bắt đầu dựa theo kiếm tử nói tới phương hướng tiến lên, tìm kiếm kia bức dưới tường rơi. Bất quá nhường mấy người phiền muộn sự tình, Tiêu Phàm hành động mười phần nhẹ nhõm, có thể bọn họ lại tựa như gánh vác lấy một tòa sơn nhạc bước đi. Vũ Văn Tiên âm thầm cắn răng, hắn còn phải thời khắc cẩn thận Tiêu Phàm đánh lén, bất quá hắn cũng quá khinh thường Tiêu Phàm có thể cho tới bây giờ sẽ không hạ độc thủ, đương nhiên, cái này cũng chỉ là thực lực tương đối điều kiện tiên quyết. Nếu là gặp gỡ cao giai tu sĩ, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không ngây ngốc chính diện giao phong. Không biết đi bao lâu, năm người xuyên thấu qua mông lung sương mù, lờ mờ nhìn thấy một đạo tối như mực đồ vật. Liền là cái kia, kiếm tử bỗng kêu lên, hiển nhiên kia chính là hắn nói tới vách tường. Mấy người tức khắc tăng tốc bước chân,
rất nhanh liền đi tới đen kịt tường trước mặt, hắc sắc bức tường không biết dùng cái gì chế tạo mà thành, phát ra đen kịt quang mang, rét lạnh vô cùng. Tiêu Phàm lại là đột nhiên con người hơi co lại, hắn trong lòng đồng thời nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này hắc sắc tường đá, dĩ nhiên cùng hắn tại chiến hồn đại lục gặp qua cái kia màu đen thạch sơn chất liệu giống nhau như đúc, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, bản thân liền là lại cái kia màu đen trong núi đá, lĩnh ngộ tu la thần thể. Chẳng lẽ cái này hắc thạch cùng tu la nhất tộc có cái gì liên hệ hay sao? Hắn có loại cảm giác, lấy hắn hiện tại lực lượng, cũng chưa hẳn có thể oanh phá cái này hắc thạch. Công phá bức tường thử xem, có lẽ liền có thể tìm tới đường ra. Long Phi Vũ cũng không có nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, nhìn chăm chú hắc thạch bức tường trầm giọng nói. Long Phi Vũ thoại âm rơi xuống, cả người bỗng nhiên phát sáng, thể nội càng là truyền ra trận trận tiếng long ngâm, ở ngoài thân thể hắn, càng là hiện lên một đầu kim sắc thần long hư ảnh. Ngay sau đó, hắn một quyền hung hăng hướng về hắc thạch bức tường đánh tới, bạo tạc tính chất lực lượng dập dờn mà ra, giống như một đầu man long gầm thét. Oanh, không gian rung động, chung quanh huyền hoàng chi khí phồng lên, nhưng mà, hắc thạch bức tường lại là không nhúc nhích. Long Phi Vũ sắc mặt trầm xuống, tóc bạc ở hư không phiêu đãng, thân thể lui về phía sau mấy bước. Mấy người đều có thể nhìn ra, vừa mới Long Phi Vũ một quyền kia, tuyệt đối có thể tùy tiện oanh sát phổ thông cổ thần cảnh tiền kỳ, thậm chí cổ thần cảnh trung kỳ, nhưng mà dạng này một quyền, dĩ nhiên không gây thương tổn hắc thạch bức tường. Cùng tiến lên, kiếm tử mở ra bàn tay, trong tay xuất hiện một chuôi thanh phong trường kiếm, vô pháp vô thiên kiếm khí từ trên người hắn dập dờn mà ra. Vô dụng, Tiêu Phàm lắc lắc đầu mở miệng nói, tường này thể, không phải là thần vương cảnh không thể phá vỡ. Tiêu huynh biết rõ cái này hắc thạch là cái gì sao? Kiếm tử hỏi. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc lắc đầu, bất quá hắn biết rõ, lúc trước hắc thạch sơn, có thể là thần vô tận lưu lại đồ vật, thần vô tận lúc trước thế nhưng là thần vương cảnh, có thể làm cho hắn dùng tới bảo vệ truyền thừa đồ vật, lại làm sao có thể đơn giản đây? Tiêu Phàm nguyên bản coi chính mình tạm thời cùng tu la nhất tộc không có quá nhiều liên quan, không nghĩ đến ở trong này lại có gặp nhau. Chẳng lẽ Vũ Văn Hầu muốn lấy được đồ vật, cùng tu la nhất tộc còn có liên quan? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực. Không được thử xem làm sao biết rõ đây. Vũ Văn Tiên thản nhiên nói, quanh thân lần nữa xuất hiện vô tận tinh vũ, kiếm khí gào thét. Tiêu Phàm lười nhác giải thích, tất nhiên Vũ Văn Tiên nghĩ thử một cái, chính hắn cũng đi theo thử một cái chính là. Lúc này, thì hoàng tử, Long Phi Vũ trên người cũng bộc phát ra đáng sợ khí thế. Tiêu Phàm cũng không chút do dự lấy ra tu la kiếm. Mọi người công kích đều ở một điểm bên trên. Kiếm tử trầm giọng nói, nếu để cho quen thuộc kiếm tử người nhìn thấy hắn thận trọng như thế, đoán chừng đều sẽ kinh ngạc không thôi. Phải biết, kiếm tử có thể cho tới bây giờ đều là phóng đãng không bị trói buộc, liền tựa như hắn kiếm một dạng, không bám vào một khuôn mẫu. Chảm, Long Phi Vũ hét lớn một tiếng, năm người công kích nhau nhau không chút do dự chém ra. Toàn bộ đều ngưng tụ ở một cái điểm bên trên, kiếm khí đao cương gặp nhau cùng một chỗ, toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy. Ầm ầm, to lớn tiếng vang truyền ra, đầy trời kiếm khí đao cương từ hắc thạch bức tường bên trên bạo phát ra, hướng về tứ phía bát phương kích xạ mà đi. Mấy người không chút do dự dùng hết toàn lực hướng về bốn phía thối lui, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, bốn người khác hoàn toàn bị cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Cũng không phải Tiêu Phàm so bọn họ tất cả mọi người đều mạnh, mà là Tiêu Phàm không nhận huyền hoàng chi khí ảnh hưởng, chỉ là bởi vì thân thể bên trong xâm nhập không ít huyền hoàng chi khí, tốc độ mới chậm không ít mà thôi, nhưng là so bọn họ phải nhanh rất nhiều. Không phá nổi, Long Phi Vũ không có quan tâm trên người thương thế, mà là nhìn về phía vừa mới mấy người hợp lực công kích hắc thạch bức tường. Kiếm tử cùng thi hoàng tử mấy người cũng mười phần không bình tĩnh, phải biết. Vừa mới bọn họ hợp lực công kích bạo phát lực lượng, cho dù cổ thần cảnh hậu kỳ, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi a. Nhưng mà, cái này hắc thạch bức tường, lại là một cái dấu đều không có, cái này hắc thạch bức tường cũng quá đáng sợ. Cái này hắc thạch là tài liệu gì, làm sao cứng rắn như thế? Thì hoàng tử híp híp hai mắt, thần sắc cực kỳ không phục. Tiêu huynh nói không sai, cái này hắc thạch bức tường, không phải là thần vương không thể phá. Kiếm tử thu hồi thanh phong kiếm, lấy xuống hồ lô rượu, lại khó chịu một ngụm.
Nếu như đã tìm được bức tường, cái kia dọc theo bức tường mà đi, khẳng định có thể tìm tới cửa ra. Tiêu Phàm mở miệng nói, hắn con ngươi lại là nhìn về phía bên trái, không biết tại sao, hắn trong lòng loại kia cảm ứng lần nữa xuất hiện. Cái kia tuyển cái nào phương hướng? Vũ Văn Tiên mặc dù 10 phần khinh thường Tiêu Phàm, nhưng đây quả thật là không mất làm một cái biện pháp tốt, bọn họ tổng không thể ở lại đây chờ chết. Ta tuyển bên trái, Tiêu Phàm không chút do dự chỉ bên trái nói. Không đợi những người khác phản ứng, Tiêu Phàm liền hướng về bên trái đi đến, kiếm tử mấy người nhìn nhau, cuối cùng hay là thi hoàng tử dẫn đầu phóng ra bước chân, đi theo Tiêu Phàm. Vậy ta tuyển bên này, Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về bên phải đi đến. Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người đứng ở nguyên địa, cuối cùng cũng đồng thời lựa chọn bên trái, thi hoàng tử tất nhiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, khẳng định có hắn nắm chắc, bọn họ tại sao không thể tin tưởng một lần đây. Huống hồ, Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử thế nhưng là hai người, lại tăng thêm bọn họ hai người mà nói, cho dù gặp gỡ nguy hiểm gì, sống sót cơ hội cũng lớn rất nhiều. Vũ Văn Tiên nhìn thấy Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người cũng hướng về bên trái đi đến. Sắc mặt một trận xấu hổ, nhưng hắn lại không tốt quay đầu, chỉ có thể cứng rắn ra đầu hướng bên phải đi đến. Tiêu Phàm đi tốc độ rất chậm, đây là vì chiếu cố mấy người mà thôi, nếu như là hắn một người mà nói, tốc độ thế nhưng là phải nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm, người tại sao lựa chọn bên này? Thì hoàng tử tạm thời cùng Tiêu Phàm chỉ là minh hữu quan hệ, nhưng hắn hay là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, chỉ là trong lòng vẫn như cũng nghi hoặc không thôi. Rốt cục không nhịn được hỏi đi ra. Trực giác, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trực giác, thì hoàng tử kém chút không một cái tát đi lên. Ngươi nha, đây chính là sống chết trước mắt, ngươi hiện tại bằng vào trực giác phán đoán. Các ngươi có hay không phát hiện, cái này chắn hắc thạch tường là tròn. Tiêu Phàm không có quan tâm mấy người ý nghĩ, mà là 10 phần nghiêm túc hỏi. Mấy người lắc lắc đầu, bọn họ chỉ lo quan sát tứ phương. Nơi nào sẽ chú ý an toàn nhất tường đá đây? Tiêu Phàm trong lòng không còn gì để nói, bất quá hắn vẫn nói ra, nếu như cái này chắn hắc thạch tường là tròn, kỳ thật từ hai cái phương hướng đi, cuối cùng vẫn là sẽ tụ tập cùng một chỗ. Cái kia Vũ Văn Tiên lựa chọn cũng không có sai, kiếm tử suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng chưa hẳn, Tiêu Phàm cười cười, lập tức chỉ phía trước nói các ngươi nhìn. Long Phi Vũ. Thì hoàng tử cùng kiếm tử nhao nhao dọc theo Tiêu Phàm chỉ phương hướng nhìn lại, lại là nhìn thấy, tại mấy trượng có hơn, hắc thạch bức tường đột nhiên gãy mất. Không, nói cho đúng, nơi đó có một cái khe. Mấy người vận chuyển thần lực, bước xa như bay, mấy hơi thở thời gian, mấy người đột nhiên cảm giác chạm đến một tầng màng mỏng, ngay sau đó, một cỗ mới mẻ không khí đập vào mặt, đám người tham lam mút vào mấy miệng, trong lòng đại thạch rơi xuống. Bọn họ trên mặt cũng rốt cục nở rộ ra đã lâu tiếu dung. Trốn ra huyền hoàng chi khí vị trí khu vực, bọn họ cũng liền không cần lo lắng nhục thân cùng linh hồn bị hao tổn, càng không cần sợ thần cách bị thương. Đối với bọn họ tới nói, nhục thân cùng linh hồn bị thương có lẽ không tính cái gì, nhưng nếu thần cách bị thương, cho dù lấy bọn họ nội tình, cũng khó khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ thản nhiên nói. Tiêu huynh không phải nói hắc sắc bức tường là tròn a, Vũ Văn Tiên từ một phương hướng khác đi, nghĩ đến cũng có thể đạt tới cái này phiến khu vực. Kiếm tử nói ra, Tiêu Phàm lại là khẽ cười một tiếng nói, hắn xác thực có thể đưa ly ba ô đạt tới cái này phiến khu vực, bất quá ta đánh giá một chút chúng ta tốc độ cùng bức tường độ cung. Chúng ta đến nơi này, không sai biệt lắm bỏ ra 7 cái canh giờ, mà một bên khác bức tường nếu như độ cung không thay đổi, cự ly ít nhất là chúng ta gấp 6 lần. Nói cách khác, nếu như hắn lấy chúng ta tốc độ đến nơi này, chí ít cũng cần 42 canh giờ, cũng chính là 4 ngày rưỡi thời gian. Mấy người nghe vậy, trong lòng không khỏi vì Vũ Văn Tiên mặc niệm, bọn họ hoa 7 cái canh giờ, thể nội thần lực đều còn thừa không có mấy. Vũ Văn Tiên muốn đi 4 ngày rưỡi, đoán chừng thần lực đã sớm khô kiệt a. Phải biết, hắn trước đó cùng Tiêu Phàm một trận chiến, còn tiêu hao không ít thần lực đây. Vũ Văn Hầu không may cũng liền bình thường. Không nghĩ đến Vũ Văn Tiên cũng xui xẻo như vậy. Kiếm tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài. Vũ Văn Hầu làm sao xui xẻo? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Kiếm tử không khỏi cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó đem Tiêu Phàm tiến vào vô trần cung sự tình giảng thuật một lần,
Tiêu Phàm trên mặt lộ ra khóc cười không được tiếu dung, quả nhiên là thân huynh đệ. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới cảm thán phun ra một câu. Phép 2. Mọi người trước khôi phục thể lực, lại tiếp tục tiến lên. Long Phi Vũ đề nghị. Đám người nhẹ gật đầu, bọn họ giờ phút này cũng đã thần lực thiếu thốn, nếu như không khôi phục thể lực, tiếp xuống nếu là gặp gỡ một chút nguy hiểm, vậy coi như phiền toái. Nơi này mặc dù thần linh chi khí thiếu thốn, cũng không cách nào mở ra càn khôn giới không gian pháp bảo, nhưng là Long Phi Vũ bọn họ là người nào, thập đại thiên tài thế hệ nhân vật, lại làm sao có thể không có hơi khai thông không gian pháp bảo đây. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua mấy canh giờ, mấy người thần lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở cái kia huyền hoàng chi khí vị trí không gian, điên cuồng thôn phệ huyền hoàng chi khí lúc, mấy người khóe miệng không ngừng cuồng rút. Bọn họ đối huyền hoàng chi khí có loại không hiểu hoảng sợ, cái này Tiêu Phàm ngược lại tốt, dĩ nhiên thật đang rút ra huyền hoàng chi khí. Tiêu huynh, nếu không chúng ta hay là cùng một chỗ đi thôi. Kiếm tử đi đến Tiêu Phàm cách đó không xa, thử hỏi. Cũng tốt, Tiêu Phàm đánh cái một ở một cái, lách mình xông ra huyền hoàng chi khí khu vực, xuất hiện ở bên người kiếm tử. Khi hắn một cước rơi vào mặt đất thời khắc, mặt đất đều kịch liệt run một cái, liền tựa như một khỏa tinh thần rơi đập tại mặt đất một dạng. Cái này, Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng tử cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Yên tâm, không có việc gì, cái này huyền hoàng chi khí có chút nặng. Tiêu Phàm cười cười nói, hắn thể nội giờ phút này tràn ngập vô tận huyền hoàng chi khí, mỗi phóng ra một bước, mặt đất đều phải rung lên 3 lần. Huyền hoàng chi khí có chút nặng, Thi Hoàng tử 3 người chỉ có thể xem như bản thân cái gì đều không nghe được, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm không phải đang khoe khoang cái gì, chỉ là đang trần thuật một cái sự thật mà thôi. Chỉ là bọn họ không biết Tiêu Phàm thôn phệ nhiều như vậy huyền hoàng chi khí làm cái gì, nhiều như vậy huyền hoàng chi khí nuốt dễ dàng, hàng đi ra khả năng liền khó khăn. Hơn nữa, đôi này Tiêu Phàm tiếp xuống tranh tài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Đi thôi, vẫn là trước ly khai cái này địa phương tốt. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ mấy người đang lo lắng cái gì, bất quá hắn cũng không tất yếu giải thích. Tại Tiêu Phàm trong lòng, huyền hoàng chi khí có thể so sánh thiên thần bảng tranh đoạt tái trọng yếu hơn rất nhiều, phải biết, đây chính là hắn đột phá cổ thần cảnh ỷ vào. Huống hồ, hắn thân thể và linh hồn vẫn ở chỗ cũ không ngừng hấp thu huyền hoàng chi khí, hắn còn lo lắng mình tới muốn đột phá cổ thần cảnh thời điểm, huyền hoàng chi khí cũng đã không đủ đây. 3 người bất đắc dĩ, cùng Tiêu Phàm song song lấy hướng huyền hoàng chi khí vị trí khu vực tương phản đảo ngược đi đến, nơi đó có một đầu đen nhánh thông đạo. Bọn họ không biết cái kia màu đen trong thông đạo có cái gì đồ vật, nhưng dù sao cũng so lưu ở nơi này tốt, có lẽ, nơi đó có thể rời đi cũng nói không chừng. Long Phi Vũ, kiếm tử cùng Thi Hoàng tử 3 người nội tâm kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, bọn họ tiến vào nơi này, vốn là hướng về phía vô trần điện truyền thừa mà đến. Có thể cho đến bây giờ, cái gì truyền thừa không có thấy, bản thân ngược lại là ăn không ít thua thiệt. Cái thông đạo này 10 phần quỷ dị, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực đều hoàn toàn phóng thích không đi ra, đám người chỉ có thể sờ lấy hắc ám vùi đầu tiến lên, ngẫu nhiên nói lên 2 câu nói, chứng minh bản thân tồn tại. Trong bóng tối có thể nhất khảo nghiệm một người tâm trí cùng nghị lực, Long Phi Vũ, Thi Hoàng tử cùng kiếm tử 3 người, mặc dù thiên phú kinh người, chính là đồng giai bên trong người nổi bật. 3 người ngay từ đầu tiến vào hắc ám thông đạo bên trong, cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, bọn họ liền hô hấp đều hơi có vẻ dồn dập lên, chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh. Hắn đã từng liền tịch tính hải cùng âm sát tuyệt trận cấp độ kia tuyệt đối an tĩnh địa phương đều trải qua, huống chi điểm ấy hắc ám đây. Thái cổ thần giới xác thực tàn khốc, nhưng cùng Tiêu Phàm kinh lịch tất cả so sánh, lại căn bản cũng không coi là cái gì. Đều đi theo ta, đã có thông đạo, đối diện khẳng định sẽ có cửa ra. Tiêu Phàm hợp thời an ủi mấy người nói, hắn sợ mấy người quá mức khẩn trương, bởi vì một chút thanh âm mà ra tay đánh nhau. Ở nơi này đầu tuyệt đối an tĩnh trong thông đạo, nếu là động thủ, Tiêu Phàm cũng không chiếm được chỗ tốt, nếu là đã ngộ thương người nào, vậy coi như không đáng được. Ta chờ cùng nhau, kiếm tử đắng chát một tiếng, hắn không nghĩ đến, bản thân lúc này, dĩ nhiên bại lộ ra bản thân chỗ thiếu sót.
thì hoàng tử cùng Long Phi Vũ hai người cũng biến sắc, bọn họ phát hiện, bản thân tâm tính dĩ nhiên còn không bằng Tiêu Phàm. Tiêu huynh quả nhiên tốt phách lực, Long mỗ bội phục. Long Phi Vũ cũng không nhịn được cảm thán nói. Ta khả năng chỉ là kinh lịch nhiều chuyện một chút, làm các ngươi trải qua vô tận cô độc sau đó, cũng liền không quan trọng. Tiêu Phàm hít khẩu khí nói. Luận tâm tính, Tiêu Phàm tại đồng bậc bên trong xác thực hiếm có người so, không nói hắn kinh lịch những cái kia, còn có hắn tu luyện tâm luyện cổ kinh, cũng làm cho hắn tâm cảnh đạt đến một cái đáng sợ cảnh giới. Hắn vừa mới nói ra những lời kia, cũng âm thầm thúc giục tâm luyện cổ kinh lần này bước công pháp, sinh ra một loại cho người cực kỳ tin phục lực uy hiếp. Bất quá, Tiêu Phàm cũng vẫn như cũ quá xem thường lần này đầu lối đi, hắn âm thầm tính coi như một cái, đi 6 cái canh giờ, vẫn còn chưa đi đến cuối cùng. Cái này rõ ràng liếc mắt một cái thông đạo mà thôi, lại tựa như vô cùng kéo dài, không có cuối cùng một dạng. Vô Trần Cung Đao cũng liền lớn như vậy, một đầu thông đạo lại làm sao có thể lớn như vậy chứ? Đúng rồi, Vũ Văn Tiên trước đó nói qua, hắn cảm ứng được thần văn ba động, lâu như vậy đến nay, ta làm sao một mực không cảm ứng được. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, lập tức nghĩ tới cái gì. Hắn biết rõ, Vũ Văn Tiên không có khả năng ở loại này tình huống dưới nói láo, bởi vì cái này chỉ có hắn Vũ Văn Tiên lại có thể nhìn ra đồ vật, Vũ Văn Tiên tin tưởng bọn họ cũng đều không hiểu thần văn, cho nên cũng liền nói ra. Tiêu Phàm một mực không đem Vũ Văn Tiên câu nói kia đặt ở trong lòng, có thể hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy sự tình có chút không đúng. Long huynh, Thi huynh, Kiếm huynh, ba người các ngươi có thể hay không tin tưởng ta một lần? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói ra. Tiêu huynh có cái gì sự tình cứ nói đừng ngại. Kiếm tử không biết Tiêu Phàm cần làm chuyện gì, nhưng lại 10 phần thống khoái hồi đáp. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền tự phong ngũ giác lục thức đi theo ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn biết rõ lời này có chút hoang đường, nhưng hắn chỉ có cái này phương pháp, mới có thể đi ra thông đạo. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền lấy ra 3 cây kim châm, cắm vào bản thân thể nội, hắn dẫn đầu phong ấn bản thân tu vi, liền ngũ giác lục thức cũng đồng thời phong ấn. Lập tức Tiêu Phàm kéo xuống áo bào một góc, biến thành mấy cây tế tuyến, một đầu bắt ở trong tay hắn, bên kia cột vào Long Phi Vũ bọn họ trên ngón tay. Tin tưởng ta, liền theo ta đi, chờ ta dùng sức kéo động dây thừng thời điểm, các ngươi liền mở to mắt. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ta tin tưởng Tiêu huynh, Kiếm tử khẽ cười một tiếng, lập tức phong ấn tự thân tu vi, kỳ thật vừa mới tại tiếp xúc Tiêu Phàm bàn tay một sát na kia, hắn cũng đã cảm nhận được Tiêu Phàm phong ấn tự thân tu vi. Thì hoàng tử cùng Long Phi Vũ cũng không có bất kỳ do dự nào, tự phong tu vi, nếu như cảm ứng được nguy hiểm. Bọn họ tùy thời có thể giải phong, trừ phi đối phương có thể miểu sát bọn họ. Tiêu Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, hắn vừa mới cố ý tiếp xúc mấy người, cũng là vì nhường mấy người biết rõ bản thân cũng không ác ý, hắn liền bản thân tu vi đều phong ấn, nghĩ giết bọn hắn cũng không thể. Ngay sau đó, Tiêu Phàm 4 người tiếp tục tiến lên, lần này bọn họ hoàn toàn chẳng có mục đích đi tới, đã trải qua phía trước hắc ám, bọn họ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm dưới chân tựa như chạm đến cái gì, hắn bỗng mở ra hai mắt, một đạo ánh sáng bỗng nhiên bắn vào Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, một sợi thần lực dọc theo dây thường bắn vào 3 người kia thể nội, hắn cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu như toàn lực ứng phó mà nói, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể giết cái này 3 người. Bỗng nhiên, 3 người mở ra hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem 4 phía tất cả, Tiêu huynh, ngươi là làm thế nào đến? Kiếm tử không nhìn được hỏi, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Mọi người trước khôi phục thể lực, lại tiếp tục tiến lên. Long Phi Vũ đề nghị. Đám người nhẹ gật đầu, bọn họ giờ phút này cũng đã thần lực thiếu thốn, nếu như không khôi phục thể lực, tiếp xuống nếu là gặp gỡ một chút nguy hiểm, vậy coi như phiền toái. Nơi này mặc dù thần linh chi khí thiếu thốn, cũng không cách nào mở ra càn khôn giới không gian pháp bảo, nhưng là Long Phi Vũ bọn họ là người nào, thập đại thiên tài thế hệ nhân vật, lại làm sao có thể không có hơi khai thông không gian pháp bảo đây. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua mấy canh giờ, mấy người thần lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở cái kia huyền hoàng chi khí vị trí không gian,
điên cuồng thôn vệ huyền hoàng chi khí lúc, mấy người khóe miệng không ngừng cuồng rút. Bọn họ đối huyền hoàng chi khí có loại không hiểu hoảng sợ, cái này Tiêu Phàm ngược lại tốt, dĩ nhiên thật đang rút ra huyền hoàng chi khí. Tiêu huynh, nếu không chúng ta hay là cùng một chỗ đi thôi. Kiếm tử đi đến Tiêu Phàm cách đó không xa, thử hỏi. Cũng tốt, Tiêu Phàm đánh cái một ở một cái, lách mình xông ra huyền hoàng chi khí khu vực, xuất hiện ở bên DLCDZ người kiếm tử. Khi hắn một cước rơi vào mặt đất thời khắc, mặt đất đều kịch liệt run một cái, liền tựa như một khỏa tinh thần rơi đập tại mặt đất một dạng. Cái này, Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng tử cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Yên tâm, không có việc gì, cái này huyền hoàng chi khí có chút nặng. Tiêu Phàm cười cười nói, hắn thể nội giờ phút này tràn ngập vô tận huyền hoàng chi khí, mỗi phóng ra một bước, mặt đất đều phải rung lên ba lần. Huyền hoàng chi khí có chút nặng, Thi Hoàng tử ba người chỉ có thể xem như bản thân cái gì đều không nghe được, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm không phải đang khoe khoang cái gì, chỉ là đang trần thuật một cái sự thật mà thôi. Chỉ là bọn họ không biết Tiêu Phàm thôn phệ nhiều như vậy huyền hoàng chi khí làm cái gì, nhiều như vậy huyền hoàng chi khí nuốt dễ dàng, hàng đi ra khả năng liền khó khăn. Hơn nữa, đôi này Tiêu Phàm tiếp xuống tranh tài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Đi thôi, vẫn là trước ly khai cái này địa phương tốt. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ mấy người đang lo lắng cái gì, bất quá hắn cũng không tất yếu giải thích. Tại Tiêu Phàm trong lòng, huyền hoàng chi khí có thể so sánh thiên thần bảng tranh đoạt tái trọng yếu hơn rất nhiều, phải biết, đây chính là hắn đột phá cổ thần cảnh ỷ vào. Huống hồ, hắn thân thể và linh hồn vẫn ở chỗ cũ không ngừng hấp thu huyền hoàng chi khí, hắn còn lo lắng mình tới muốn đột phá cổ thần cảnh thời điểm, huyền hoàng chi khí cũng đã không đủ đây. Ba người bất đắc dĩ, cùng Tiêu Phàm song song lấy hướng huyền hoàng chi khí vị trí khu vực tương phản đảo ngược đi đến, nơi đó có một đầu đen nhánh thông đạo. Bọn họ không biết cái kia màu đen trong thông đạo có cái gì đồ vật, nhưng dù sao cũng so lưu ở nơi này tốt, có lẽ, nơi đó có thể rời đi cũng nói không chừng. Long Phi Vũ, kiếm tử cùng Thi Hoàng tử ba người nội tâm kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, bọn họ tiến vào nơi này, vốn là hướng về phía vô trần điện truyền thừa mà đến. Có thể cho đến bây giờ, cái gì truyền thừa không có thấy, bản thân ngược lại là ăn không ít thua thiệt. Cái thông đạo này 10 phần quỷ dị, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực đều hoàn toàn phóng thích không đi ra, đám người chỉ có thể sờ lấy hắc ám vùi đầu tiến lên, ngẫu nhiên nói lên hai câu nói, chứng minh bản thân tồn tại. Trong bóng tối có thể nhất khảo nghiệm một người tâm trí cùng nghị lực, Long Phi Vũ, Thi Hoàng tử cùng kiếm tử ba người, mặc dù thiên phú kinh người, chính là đồng giai bên trong người nổi bật. Ba người ngay từ đầu tiến vào hắc ám thông đạo bên trong, cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, bọn họ liền hô hấp đều hơi có vẻ dồn dập lên, chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh. Hắn đã từng liền tịch tính hải cùng âm sát tuyệt trận cấp độ kia tuyệt đối an tĩnh địa phương đều trải qua, huống chi điểm ấy hắc ám đây. Thái cổ thần giới xác thực tàn khốc, nhưng cùng Tiêu Phàm kinh lịch tất cả so sánh, lại căn bản cũng không coi là cái gì. Đều đi theo ta, đã có thông đạo, đối diện khẳng định sẽ có cửa ra. Tiêu Phàm hợp thời an ủi mấy người nói, hắn sợ mấy người quá mức khẩn trương, bởi vì một chút thanh âm mà ra tay đánh nhau. Ở nơi này đầu tuyệt đối an tĩnh trong thông đạo, nếu là động thủ, Tiêu Phàm cũng không chiếm được chỗ tốt, nếu là đã ngộ thương người nào, vậy coi như không đáng được. Ta chờ cùng nhau, kiếm tử đắng chát một tiếng, hắn không nghĩ đến, bản thân lúc này, dĩ nhiên bại lộ ra bản thân chỗ thiếu sót. Thì Hoàng tử cùng Long Phi Vũ hai người cũng biến sắc. Bọn họ phát hiện, bản thân tâm tính dĩ nhiên còn không bằng Tiêu Phàm. Tiêu huynh quả nhiên tốt phách lực, Long Mỗ bội phục. Long Phi Vũ cũng không nhịn được cảm thán nói. Ta khả năng chỉ là kinh lịch nhiều chuyện một chút, làm các ngươi trải qua vô tận cô độc sau đó, cũng liền không quan trọng. Tiêu Phàm hít khẩu khí nói. Luận tâm tính, Tiêu Phàm tại đồng bậc bên trong xác thực hiếm có người so, không nói hắn kinh lịch những cái kia, còn có hắn tu luyện tâm luyện cổ kinh. Cũng làm cho hắn tâm cảnh đạt đến một cái đáng sợ cảnh giới. Hắn vừa mới nói ra những lời kia, cũng âm thầm thúc giục tâm luyện cổ kinh lần này bước công pháp, sinh ra một loại cho người cực kỳ tin phục lực uy hiếp. Bất quá, Tiêu Phàm cũng vẫn như cũ quá xem thường lần này đầu lối đi, hắn âm thầm tính coi như một cái, đi 6 cái canh giờ,
vẫn còn chưa đi đến cuối cùng. Cái này rõ ràng liếc mắt một cái thông đạo mà thôi, lại tựa như vô cùng kéo dài, không có cuối cùng một dạng. Vô Trần Cung cũng liền lớn như vậy, một đầu thông đạo lại làm sao có thể lớn như vậy chứ? Đúng rồi, Vũ Văn Tiên trước đó nói qua, hắn cảm ứng được thần văn ba động, lâu như vậy đến nay, ta làm sao một mực không cảm ứng được? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, lập tức nghĩ tới cái gì? Hắn biết rõ, Vũ Văn Tiên không có khả năng ở loại này tình huống dưới nói láo, bởi vì cái này chỉ có hắn Vũ Văn Tiên lại có thể nhìn ra đồ vật, Vũ Văn Tiên tin tưởng bọn họ cũng đều không hiểu thần văn, cho nên cũng liền nói ra. Tiêu Phàm một mực không đem Vũ Văn Tiên câu nói kia đặt ở trong lòng, có thể hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy sự tình có chút không đúng. Long huynh, Thi huynh, Kiếm huynh, ba người các ngươi có thể hay không tin tưởng ta một lần? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói ra. Tiêu huynh có cái gì sự tình cứ nói đừng ngại. Kiếm tử không biết Tiêu Phàm cần làm chuyện gì, nhưng lại mười phần thống khoái hồi đáp. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền tự phong ngũ giác lục thức đi theo ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn biết rõ lời này có chút hoang đường, nhưng hắn chỉ có cái này phương pháp, mới có thể đi ra thông đạo. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền lấy ra ba cây kim châm, cắm vào bản thân thể nội, hắn dẫn đầu phong ấn bản thân tu vi, liền ngũ giác lục thức cũng đồng thời phong ấn. Lập tức Tiêu Phàm kéo xuống áo bào một góc, biến thành mấy cây tế tuyến, một đầu bắt ở trong tay hắn, bên kia cột vào Long Phi Vũ bọn họ trên ngón tay. Tin tưởng ta, liền theo ta đi, chờ ta dùng sức kéo động dây thừng thời điểm, các ngươi liền mở to mắt. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ta tin tưởng Tiêu huynh, Kiếm tử khẽ cười một tiếng, lập tức phong ấn tự thân tu vi, kỳ thật vừa mới tại tiếp xúc Tiêu Phàm bàn tay một sát na kia, hắn cũng đã cảm nhận được Tiêu Phàm phong ấn tự thân tu vi. Thì hoàng tử cùng Long Phi Vũ cũng không có bất kỳ do dự nào, tự phong tu vi, nếu như cảm ứng được nguy hiểm. Bọn họ tùy thời có thể giải phong, trừ phi đối phương có thể miểu sát bọn họ. Tiêu Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, hắn vừa mới cố ý tiếp xúc mấy người, cũng là vì nhường mấy người biết rõ bản thân cũng không ác ý, hắn liền bản thân tu vi đều phong ấn, nghĩ giết bọn hắn cũng không thể. Ngay sau đó, Tiêu Phàm bốn người tiếp tục tiến lên, lần này bọn họ hoàn toàn chẳng có mục đích đi tới, đã trải qua phía trước hắc ám, bọn họ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm dưới chân tựa như chạm đến cái gì, hắn bỗng mở ra hai mắt, một đạo ánh sáng bỗng nhiên bắn vào Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, một sợi thần lực dọc theo dây thường bắn vào ba người kia thể nội, hắn cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu như toàn lực ứng phó mà nói, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể giết cái này ba người. Bỗng nhiên, ba người mở ra hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bốn phía tất cả, Tiêu huynh, ngươi là làm thế nào đến? Kiếm tử không nhịn được hỏi, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Long Phi Vũ cùng Thi Hoàng tử cũng mười phần nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ trước đó đi 6 cái canh giờ đều không cách nào đi ra hắc ám thông đạo, có thể hiện tại mới nửa chén trà nhỏ thời gian liền đi ra. Vũ Văn Tiên không phải đã nói sao, hắn cảm ứng được thần văn khí tức. Chúng ta đi như thế liền đều không cách nào thông qua, cho nên ta suy đoán, cái này hắc sắc thông đạo có thể là một cái trận pháp. Tiêu Phàm giải thích nói. Sau đó đem bản thân trong lòng phỏng đoán cho đám người giảng thuật một lần, hắn nguyên lý rất đơn giản, phong bế ngũ giác lục thức, liền có thể không nhận ngoại giới bất luận cái gì sự vật ảnh hưởng, bao quát cái kia thần văn. Ở loại này trạng thái dưới, Tiêu Phàm chỉ dọc theo một cái phương hướng tiến lên, chỉ cần thông đạo là có cửa ra. Tại không nhận thần văn ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, bọn họ tự nhiên là có thể đi ra. Ba người không khỏi âm thầm bội phục Tiêu Phàm trí tuệ, bọn họ thật đúng là không nghĩ đến vấn đề này, thậm chí ngay cả Vũ Văn Tiên mà nói đều quên. Nhìn đến lại là Vũ Văn huynh cứu được chúng ta một mạng. Kiếm tử cười ha ha một tiếng. Cũng có khả năng là hại chúng ta. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, hắn con người bỗng nhiên nhìn về phía dưới. Theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại, mấy người trên mặt tiếu dung lập tức ngưng kết tại chỗ, sau đó bị chưa bao giờ từng có ngưng trọng DVS9Q thay thế. Phía trước vị trí, là một chỗ mấy chục trượng cao vách đá vần quanh bốn phía, trung gian lưu không, hình tròn tròn vần quanh, trung ương chính là một chỗ rộng chừng vài dặm chu vi quảng trường.
Tiêu Phàm trong đầu trước tiên nghĩ đến là đấu thú trường, bọn họ vị trí, vừa lúc là một chỗ nhập khẩu vị trí. Đương nhiên nhường bọn họ ngưng trọng như thế nguyên nhân cũng không phải cái này, mà là cái kia quảng trường bên trên một bên, đâu đâu cũng có thần thú, lít nha lít nhít, không biết đến cùng có bao nhiêu. Nhưng mỗi một đầu thần thú trên người phát ra khí tức, đều đạt đến cổ thần cảnh trở lên tu vi, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm dọa đến vãi cả linh hồn, cho dù là bọn họ, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy thần thú, Long Phi Vũ sắc mặt âm trầm nói, lấy hắn thiên phú, cho dù bình thường cổ thần cảnh trung kỳ cũng có thể chạm đến, nhưng trước mắt nhiều như vậy thần thú, vẫn là để hắn có chút tê cả da đầu. Không phải thần thú, mà là thần điêu thú, Tiêu Phàm cải chính nói. Cho dù là thần điêu thú, vậy nếu như một cái nào đó thế lực có thể lấy được, cũng có thể quét ngang thiên vũ vực, trừ phi thần vương cường giả xuất thủ, nếu không không hề có dám ngăn người. Kiếm tử hít sâu một cái, cũng bị trước mắt một màn gây kinh hãi. Ta đến đây trước đó, Vũ Văn Hầu ngay ở chỗ này tìm kiếm cái gì, chẳng lẽ chính là vì những cái này thần điêu thú? Tiêu Phàm nửa thật nửa giả nói ra. Hắn cũng không biết Vũ Văn Hầu đến nơi này rốt cuộc là tìm kiếm cái gì, dù sao hắn cũng đã đắc tội Vũ Văn Hầu, còn không bằng đem nước bẩn cho trên người hắn rồi. Long Phi Vũ, kiếm tử cùng thi hoàng tử mặc dù không phải rất tin Tiêu Phàm lời nói, nhưng loại này sự tình thà tin là có, cũng không thể tin là không a. Bọn họ cũng không có cách nào có thể chế phục nhiều như vậy thần điêu thú, một phần vạn Vũ Văn Hầu có thể đây. Mấy ngàn hơn vạn đầu cổ thần cảnh thần điêu thú, nếu là bị thiên đô phủ lấy được mà nói, vậy bọn hắn những cái này thế lực có thể liền muốn xui xẻo. Đến lúc đó, trừ phi thiên võ thần sơn tự mình ra mặt, nếu không thật đúng là không người có thể ngăn cản thiên đô phủ. Ta nhớ kỹ, thiên đô phủ tựa như lệ thuộc về thiên võ thần sơn Lục Gia A, Lục Gia mấy năm trước diệt quân gia, trở thành thiên võ thần sơn chủ mạch, thiên đô phủ thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Thi hoàng tử trầm giọng nói. Quân gia, Tiêu Phàm thần sắc hơi động, tựa như lập tức nghĩ tới cái gì, trong lòng trầm ngâm nói, khó trách quân Nhược Hoan như thế cửu hận Lục gia cùng Vũ Văn gia tộc, nguyên lai là bởi vì dạng này sự tình. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, hắn mặc dù đối quân Nhược Hoan thân phận có chỗ phỏng đoán, nhưng là không nghĩ đến, quân Nhược Hoan lại có lai lịch lớn như vậy. Chủ yếu nhất là, quân Nhược Hoan thậm chí ngay cả dòng họ đều không thay đổi. Liền đi tới Long Đằng Phủ, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ bị người phát hiện sao? Thi huynh vừa nói như thế, ta ngược lại là nghĩ tới. Long Phi Vũ thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng lên, nếu như những cái này thần điêu thú cuối cùng rơi vào thiên đô phủ trong tay, 8-9 phần 10 sẽ rơi vào Lục Gia tay, đến lúc đó sợ là rất nhiều thế lực đều phải xui xẻo. Lục Gia dã tâm thật đúng là không phải bình thường lớn, chủ mạch vị trí đều còn không ngồi vững vàng đây. Vậy mà liền nghĩ đến đả kích phản kháng hắn thế lực. Kiếm tử trong mắt chán phóng hai sợi tinh quang. Nếu để cho Vũ Văn Hầu biết rõ thì hoàng tử, Long Phi Vũ cùng kiếm tử phỏng đoán, đoán chừng sẽ hô to oan uổng. Hắn đến nơi này, thật chỉ là vì vô trần thiên cung truyền thừa, cùng những cái này thần điêu thú căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, cho dù hắn nghĩ lấy đi, đoán chừng cũng làm không được. Có thể Long Phi Vũ bọn họ sẽ không như thế muốn. Bọn họ phía sau sở thuộc thế lực đều không phải phụ thuộc Lục gia, tự nhiên sẽ không cho phép Lục gia độc chuyện lớn phát sinh. Tất nhiên như thế, vậy liền hủy những cái này thần điêu thú. Tiêu Phàm cuối cùng tổng kết một câu. Bất quá bọn họ rất nhanh lại bắt đầu xoắn suýt một vấn đề, kia chính là như thế nào hủy diệt mấy ngàn hơn vạn đầu thần điêu thú. Phải biết, thần điêu thú cũng không phải hồn điêu thú, bọn chúng cũng đã đầy đủ suy nghĩ ý thức. Ngoại trừ thân thể cấu tạo cùng thực lực cùng chân thần thú không giống bên ngoài, địa phương khác căn bản không có khác nhau chút nào. Đừng nói bọn họ chỉ là thiên thần cảnh, cho dù là cổ thần cảnh, cũng tuyệt đối không phải nhiều như vậy thần điêu thú đối thủ, đi lên hoàn toàn cùng chịu chết không khác. Các ngươi nhìn, Long Phi Vũ đột nhiên chỉ quảng trường Trung ương nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, quảng trường Trung ương có một cái to lớn hình tròn tế đàn phía trên lạc ấn lấy vô số đường vân. Đường vân phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Cẩn thận xem xét, những văn lộ kia dĩ nhiên đang lưu truyền, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Cái này tế đàn không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, dĩ nhiên còn tại phát phung tác dụng,
cái này khiến bọn họ như thế nào không kinh ngạc đây. Cho dù cách rất xa nhau, bọn họ cũng ẩn ẩn có thể cảm nhận được, cái này tế đàn phía trên ngẫu nhiên phát ra một cỗ tương đối mãnh liệt ba động, ở nơi này cỗ ba động phía dưới, những cái kia thần điêu thú đều không dám ngẩng đầu. Bọn họ tại thủ hộ cái này tế đàn, hay là nói, chỉ cần hủy cái này tế đàn, bọn chúng liền đều phế đi. Thì hoàng tử trầm ngâm nói. Thử một lần sẽ biết. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong tay tu la kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bắn ra, xông thẳng cái kia tế đàn mà đi. Hống, ngao ô một thoáng thời gian, cái kia mấy ngàn hơn vạn đầu thần điêu thú toàn bộ đều gầm hét lên, có mấy đầu phi cầm thần thú càng là không chút do dự xông tới, dùng bản thân thân thể chặn lại Tiêu Phàm kiếm khí. Nhìn đến, cái này tế đàn phía trên có đối bọn nó trọng yếu nhất đồ vật, hoặc là, bọn chúng tồn tại, vốn liền là bảo hộ cái kia tế đàn. Tiêu Phàm cho ra một cái kết luận. Nếu như hủy cái kia tế đàn, cũng có thể diệt những cái này thần điêu thú, chúng ta ngược lại là có thể liều mạng, nếu là hủy không được, chỉ có thể đem chính chúng ta chìm hãm vào. Long Phi Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia tế đàn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm quyết định. Không, hủy cái này tế đàn, nhất định có thể làm cho những cái này thần điêu thú đình chỉ động tác. Tiêu Phàm mười phần khẳng định nói. Mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm tại sao như thế chắc chắn, Tiêu Phàm lại là chỉ tế đàn phía trên nói, các ngươi nhìn, tế đàn thẳng đứng đi lên, trước đó hẳn là có một đạo cửa sổ có thể thông hướng bên ngoài, chỉ là về sau bị phong bế. Nghĩ đến các ngươi cũng có thể cảm ứng được nơi nào có mãnh liệt đặc thù năng lượng ba động dọc theo cửa sổ tản ra, vậy hẳn là khống chế ngoại giới thần điêu thú, trước đó Vô Trần Cung xuất thế. Cái kia năng lượng ba động gãy mất, ngoại giới thần điêu thú cũng liền không cách nào hành động, cho nên mới không có ngăn cản các ngươi tới gần Vô Trần Cung vị trí phế tích. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Long Phi Vũ ba người nhẹ gật đầu, kỳ thật Tiêu Phàm còn có một câu không nói, kia chính là hắn cũng đã có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi một đầu thần điêu thú đều có một đạo thần văn năng lượng là liên tiếp tế đàn. Chỉ là hắn hiện tại không cách nào thi triển đồng thuật cùng thần thông lực lượng. Cho nên không cách nào xác minh mà thôi, tìm một đầu thần điêu thú làm thí nghiệm là được rồi, chỉ cần bọn họ không có bị cái kia năng lượng đặc thù bao phủ, hẳn là liền sẽ không hành động. Long Phi Vũ hai mắt khẽ híp một cái, không đợi Tiêu Phàm bọn họ kịp phản ứng, hắn thả người nhảy lên, một mình một người hướng về phía dưới nhảy tới. Phết 2. Tiêu Phàm không nghĩ đến Long Phi Vũ vậy mà liền dạng này nhảy xuống, phải biết, Long Phi Vũ cũng sẽ không phi hành a. Qua một lúc nếu là lên không nổi, khả năng liền nguy hiểm. Tiêu huynh không cần lo lắng, Long huynh thế nhưng là thập đại thiên tài xếp hạng người thứ hai. Kiếm tử khẽ cười một tiếng, hướng trong miệng ực một hớp rượu. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem kiếm tử, từ hắn nhìn thấy kiếm tử đến nay, gia hỏa này có vẻ như một mực uống rượu. Nếu như không phải ngửi thấy kiếm tử trên người một thân mùi rượu, Tiêu Phàm tuyệt đối coi là gia hỏa này uống là nước. Nghe được kiếm tử mà nói. Tiêu Phàm cũng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không có cùng Long Phi Vũ giao thủ qua, nhưng hắn có thể cùng xếp hạng đệ nhất cùng đệ tam Vũ Văn Tiên cùng Thi Hoàng Tử đều va chạm qua. Nghĩ đến Long Phi Vũ thực lực, cùng Vũ Văn Tiên cùng Thi Hoàng Tử tương đương nhau, hắn tất nhiên dám nhảy xuống, tự nhiên có hắn ỷ vào. Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng phía dưới mới, lại là nhìn thấy Long Phi Vũ đã bị mấy đầu thần điêu thú vây quanh, bọn chúng không muốn sống đồng dạng nhào về phía Long Phi Vũ. Nhưng mà, Long Phi Vũ lại là không sợ hãi, đưa tay vì chảo, hóa thành một cái to lớn móng vuốt chụp vào khá gần một đầu thần điêu thú, về phần cái khác thần điêu thú, Long Phi Vũ hoàn toàn liền nhìn đều không nhìn một chút. Tiêu Phàm không khỏi thay Long Phi Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh, lúc này, nếu là Long Phi Vũ bị cái khác thần điêu thú đánh trúng, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Thì hoàng tử cùng kiếm tử hai người híp hai mắt, nhìn chằm chằm phía dưới. Bọn họ cũng không có lo lắng, ngược lại lộ ra một tia ngưng trọng. Phía dưới quảng trường bên trên, làm Long Phi Vũ bắt lấy trong đó một đầu thần điêu thú thời khắc, cái khác thần điêu thú cũng toàn bộ đều nhào tới. Lúc này, Long Phi Vũ cũng đã không thể trốn đi đâu được, từ phía bát phương, thiên thượng địa hạ, hoàn toàn bị thần điêu thú vây quanh. Cẩn thận, Tiêu Phàm không nhịn được kêu lên, Long Phi Vũ có lẽ rất mạnh, nhưng những cái kia thần điêu thú cũng không phải ăn chay. Mấu chốt là Long Phi Vũ còn cần phía sau lưng hướng về phía những cái kia thần điêu thú. Đừng nói bị một nhóm thần điêu thú đánh trúng,
cho dù bị một đầu đánh trúng, cũng tất nhiên thụ thương thảm trọng. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, nhưng Tiêu Phàm bọn họ ba người kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy những cái kia thần điêu thú bao vây mà lên, toàn bộ đều vồ giết về phía Long Phi Vũ, lúc này, Long Phi Vũ lại đột nhiên quỷ dị biến mất. Biến mất, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, hắn muốn tìm kiếm Long Phi Vũ thân ảnh, nhưng mà Long Phi Vũ lại tựa như trống không tan biến mất, đi theo hắn biến mất, còn có bị hắn nắm lấy một đầu thần điêu thú. Chúng ta thử đoạn tuyệt đầu này thần điêu thú trên người năng lượng ba động, nhìn xem nó sẽ có phản ứng gì. Đột nhiên, Tiêu Phàm ba người sau lưng truyền đến một đạo thân ảnh. Ba người bỗng nhiên quay người, tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ở bọn hắn sau lưng người nói chuyện, cũng không phải là cái người khác, chính là Long Phi Vũ, thế nhưng là Long Phi Vũ là lúc nào xuất hiện ở sau lưng đây. Không gian thần thông, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống. Hắn nhớ kỹ Long Phi Vũ nói qua, hắn có thể bắt được không gian lực lượng, có thể nơi này không phải vô thần đảo, không phải nói không thể sử dụng trước kia thần thông thủ đoạn sao. Bất quá tiếp xuống kiếm tử một câu, lại là nhường Tiêu Phàm hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không hổ là trong truyền thuyết hư không thể, cho dù vô thần đảo cấm chế, cũng hạn chế không được Long Huynh. Kiếm tử có loại cảm thán nói, hắn đây không phải thổi phồng, mà là phát ra từ nội tâm bội phục. Hư không thể, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nhìn xem Long Phi Vũ, hắn không nghĩ đến Long Phi Vũ dĩ nhiên cũng nắm giữ thể chất đặc thù, mà lại hay là hư không thể, khó trách hắn tự tin như vậy, có thể từ nhiều như vậy thần điêu thú vây công phía dưới chạy trốn. Chỉ là tiểu đạo mà thôi, Long Phi Vũ nhàn nhạt lắc lắc đầu, một bộ phong khinh vân đạm, siêu nhiên thế ngoại bộ dáng, đây mới là hắn lúc đầu bộ dáng. Mấy người đều biết rõ Long Phi Vũ chỉ là khiêm tốn mà thôi, nếu như ngay cả hư không xuyên toa đều là tiểu đạo, vậy còn có ai dám xưng đại đạo. Tiêu Phàm phát hiện, bản thân hay là quá xem thường những cái này thiên tài, hắn trong lòng cũng càng ngày càng mong đợi, bản thân vô tận chiến thể, lại sẽ có cái gì đặc thù thần thông. Long Phi Vũ cái này không gian xuyên toa năng lực, cũng không phải đồng dạng bá đạo, nếu gì không vi si như lập tức xuất hiện ở bản thân sau lưng. Bản thân lại là không kịp phản ứng đây. Mặt khác, Long Phi Vũ đều như thế cường đại, cái kia Vũ Văn Tiên thật yếu ớt như vậy sao? Nhìn đến, vòng thứ ba còn phải cẩn thận Vũ Văn Tiên mới được. Tiêu Phàm trong lòng khuyên bảo bản thân. Ta hiện tại cắt đứt đầu này thần điêu thú trên người năng lượng đặc thù, nhìn hắn còn có thể hay không động. Long Phi Vũ đổi chủ đề, lập tức hắn một chỉ bắn ra, một vệt sáng từ hắn giữa ngón tay dập dờn mà ra. Hóa thành một đạo gợn sóng bao phủ đầu kia thần điêu thú. Hống, thần điêu thú gầm thét không thôi, muốn tránh thoát Long Phi Vũ trói buộc, nhưng mà, tại Long Phi Vũ chảo cương phía dưới, cổ thần cảnh tiền kỳ thần điêu thú, thậm chí ngay cả mảy may phản kháng lực lượng đều không có. Tiêu Phàm cũng lần thứ nhất thấy được Long Phi Vũ chân chính thực lực, hắn có lẽ không thế nào hiểu rõ trận pháp, nhưng cường đại thực lực là không cho phép hoài nghi. Lúc này, Tiêu Phàm mấy người ánh mắt đột nhiên sáng lên, chỉ thấy cái kia ra sức giãy giụa thần điêu thú, dĩ nhiên đột nhiên bất động. Thật có thể, kiếm tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, men say tiêu tán không ít. Những cái này thần điêu thú, quả nhiên là thụ cái kia tế đàn phía trên năng lượng đặc thù điều khiển. Thì hoàng tử cũng híp híp hai mắt. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn lại là phát hiện, cái kia thần điêu thú trên người đạo kia thần văn năng lượng ba động bị cắt đứt. Cho nên mới không cách nào động đậy. Nếu là Long Phi Vũ triệt hồi cắt đứt lực lượng, thần điêu thú đoán chừng lại sẽ nhận tế đàn khống chế. Các ngươi nói, hủy đi những cái này thần điêu thú, có phải hay không quá đáng tiếc? Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Tiêu huynh ý là, Long Phi Vũ hơi hơi kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, kiếm tử cùng thi hoàng tử hai người cũng thần sắc hơi động, hiển nhiên đoán được Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ. Những cái này thần điêu thú có thể đều là cổ thần cảnh A, nếu là có thể để bản thân sử dụng mà nói, vậy coi như phát đạt. Tiêu huynh đề nghị quả thật không tệ, thế nhưng là chúng ta căn bản không mang được những cái này thần điêu thú, hoặc có lẽ là, chúng ta căn bản không có đồ vật tới giả bọn chúng. Long Phi Vũ cười khổ lắc lắc đầu nói. Bất quá, vô thần đảo phong cấm không chỉ là thần lực, không gian thần binh cũng không cách nào mở ra. Ta mặc dù có một kiện hơi khai thông không gian thần binh, nhưng không gian có hạn. Kiếm tử cũng hít khẩu khí. Thì hoàng tử không nói chuyện, nhưng là dạng này ý nghĩ,
bọn họ coi như muốn mang đi, cũng căn bản không đồ vật có thể mang đi. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là cười, hắn mở ra trong tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện ba cái trang sức, tiện tay ném cho ba người. Cái này, ba người quét mắt cái kia trang sức một cái, sau đó kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đều là vẻ khó tin. Vật này không gian cũng có hơn 10 trượng chu vi, không nói nhiều, thu lấy mấy chục trên trăm đầu cũng không thành vấn đề. Tiêu Phàm tiêu sái cười một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Những cái này trang sức, chỉ bất quá hắn trước đó điêu khắc hơi khai thông không gian thần điêu mà thôi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào dùng, hắn cũng không nghĩ đến ở trong này dùng đến. Nhân tình này, Long Mỗ nhớ kỹ, Long Phi Vũ ba người nhìn nhau, cuối cùng cũng không có cự tuyệt vật này. Vậy ta sẽ không khách khí, kiếm tử tiêu sái cười một tiếng, đối Tiêu Phàm cảm kích hắn chỉ là ghi chép trong lòng. Mà thi hoàng tử đối Tiêu Phàm lại là nhẹ gật đầu, cái kia băng lạnh ánh mắt bên trong, cũng lóe qua một vòng vẻ cảm kích. Vậy liền bắt đầu đi, mọi người có thể thu lấy bao nhiêu liền thu lấy bao nhiêu, chí ít cũng không muốn tốt thiên đô phủ, về phần thu lấy bao nhiêu, vậy liền có thể bằng bản lãnh. Tiêu Phàm lơ đễnh cười một tiếng. Tốt, Long Phi Vũ, kiếm tử cùng thi hoàng tử đồng thời gật gật đầu, bọn họ thực lực tuy mạnh, nhưng là không có khả năng tại 20 đến ngày thời gian bên trong đem nơi này tất cả thần điêu thú thu nhập không gian thần binh bên trong. Bọn họ muốn làm, liền là mau chóng thu lấy một chút thần điêu thú, sau đó hủy đi tế đàn rời đi nơi này. Mấy người quen biết cười một tiếng, nhao nhao hướng về phía dưới quảng trường nhảy xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 112.